Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tom Thiếu Gia. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục với season 3 của anime Tiến sĩ Đá nhé. Lưu ý với các bạn, video này là tóm tắt phim, do đó sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của phim, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Sau khi hạ cánh xuống làng Ishigami an toàn, Ryusui được Kohaku và Ukyo dẫn đi tham quan làng, cũng như giới thiệu về vương quốc khoa học mà Senku đã cùng mọi người xây dựng nên. Con thuyền mà Senku thiết kế cũng đang dần được thành hình. Mọi người ai nấy đều rất mong chờ đến ngày được ra khơi và giải mã bí ẩn hóa đá. Sau màn chạy thử khinh khí cầu vô cùng vất vả, giờ đây Senku rất tự tin có thể nắm trọn cả bầu trời và mặt đất trong lòng bàn tay. Chỉ cần tìm ra được dầu mỏ nữa thôi là cậu có thể chinh phục được thêm biển cả. Và khi đó rất cần đến sự thể hiện của thuyền trưởng Ryusui mũ rơm. Tối hôm đó, cả làng mở tiệc chiêu đãi nhằm chào mừng Ryusui đến làng, cũng như màn trở về đại thành công của Senku và đồng bọn sau khi chiến thắng Tsukasa. Ryusui rất háo hức và tưởng tượng ra các món ăn vô cùng hoành tráng, nhưng khi thấy toàn là cá và cá, khiến thuyền trưởng nhà ta trắng bệch luôn cả người. Sau đó gã hỏi Senku còn định ở lại ngôi làng này đến bao giờ, Senku bảo đến khi tìm được dầu mỏ chắc cỡ 1 hay 2 năm gì đó. Thế là gã quyết tâm phải tìm cho ra nguồn lương thực nào khác cái lũ cá này. Hôm sau cả bọn cùng nhau đi thám hiểm bằng khinh khí cầu, Kohaku lần đầu được nhìn thấy mọi thứ từ trên cao nên rất là háo hức. Nhờ có cặp mắt tinh anh nên cô nàng mới được Senku cho bay lắc cùng. Còn những kẻ không có cặp mắt xịn sò như Chom sẽ phải đi thám hiểm dưới mặt đất. Mục đích của Senku trong chuyến thám hiểm lần này là để xác định vị trí của mỏ dầu Sagara và cũng là để vẽ lại bản đồ của thế giới mới. Senku xem việc này tương tự như bản đồ trong game, vừa đi vừa đánh dấu kho báu trên bản đồ. Cả bọn ai nấy cũng đều rất thích với vụ này. Với đôi tai thính vô đối của mình, Ukyo đã phát hiện ra một con dê núi đi lạc và cả bọn đã đánh dấu được khu vực của bọn dê, một nguồn lương thực cực kỳ chất lượng. Nhờ vào năng lực bá đạo của từng người, nên công việc vẽ bản đồ thế giới đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ryusui tuyên bố từ giờ cả làng không cần phải ăn cá nữa, khiến cho họ cảm động rơi nước mắt. Vì từ nay dân làng sẽ không còn ai phải chết vì thiếu thức ăn. Nghe điều này làm cho Ryusui và Senku có cái nhìn khác đi. Ryusui hỏi Kohaku có phải vì thiếu lương thực mà dân số của làng không thể gia tăng. Kohaku bảo theo lời kể thì trước khi cô sinh ra dân làng rất đông. Nhưng sau đó thì việc săn bắt đã trở nên khó khăn và dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Senku nói săn bắt thì cũng có lúc sẽ hết, cho nên muốn phát triển thì phải làm nông. Ryusui bảo gã chẳng bận tâm đến việc sinh sản của loài người hay các sinh vật khác, mà điều gã bận tâm đó là không muốn phải nhìn thấy bất kỳ mỹ nhân nào rơi lệ nữa. Gã tự nhận mình là người tham lam nhất trên đời, cho nên gã muốn Senku hãy thực hiện công việc làm nông ngay bây giờ. Senku nhận ra khi nông nghiệp phát triển, thị trường lương thực sẽ ra đời và tiền tự khắc sẽ lại đổ vào túi của gã. Nghe thế khiến Kohaku không biết gã là người tốt hay kẻ xấu nữa. Cả bọn sau đó đã phát hiện ra cánh đồng lúa mì và với thứ này có thể làm ra được bánh mì, một lương thực dự trữ cực tốt cho những ngày tháng lênh đênh trên biển. Thế là Kohaku bay vào chém lia chém lịa, chém lía chém lia và cả bọn đã thu được một lượng lúa mì để đem về. Khi có được lúa mì thì Ryusui nghĩ đến cả đống loại bánh mì thượng hạng. Nhưng Senku cho rằng thực phẩm dự trữ thì chỉ làm bánh mì khô mà thôi. Số lượng lúa mì vốn không nhiều, do đó Senku sẽ nhân giống nó lên bằng cách làm thành một cánh đồng. Nhưng địa hình núi non xung quanh làng sẽ rất khó cho việc thoát nước. Vì thế Senku sẽ chọn vùng đồng bằng Kanto làm nơi canh tác. Và nhiệm vụ này cậu sẽ giao cho phía của Taiju. Bên phía Taiju lúc này đang lắp ráp lại những tượng đá bị vỡ. Tuy thế nhưng cả bọn không thể hồi sinh họ vì làng đang thiếu lương thực trầm trọng. Cho dù trong đó có cả người thân của một số người ở đây đi chăng nữa, Juzuriha lo ngại nếu chậm trễ thì mặt cát bị phong hóa sẽ không còn cứu họ được. Bỗng Kohaku xuất hiện bảo cả bọn không cần phải lo, vì từ giờ chúng ta sẽ tự tạo ra lương thực. Thế là Taiju và đồng bọn bắt tay vào cuốc đất hang say, nhưng vì nắng quá gắt nên một số thanh niên không thể chịu nổi, bao gồm cả Magma và cảnh sát Zo. Bỗng Juzuriha đem đến một cái nón làm từ cây lúa mì, với nó cả bọn có thể chống chọi với cái nắng gay gắt này. Gen chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ, rồi cậu hét toáng lên bảo đây là vương miện dành cho đội trưởng nông nghiệp, cho rằng vua khoa học Senku và vua hàng hải Ryusui đang đi tìm dầu mỏ nên đi vắng. Do đó người lãnh đạo và dẫn dắt mọi người hiện giờ sẽ là vua nông nghiệp, hay nói cách khác là người làm nông giỏi nhất trên cánh đồng này. Nghe những lời ghen nói, lập tức hai thanh niên Magma và Zo bay vào làm việc như điên, với mục đích là tranh giành ngôi vị vua nông nghiệp này. Làm việc hăng say cả ngày nên hai thanh niên nằm thẳng cẳng mà ngáy khò khò, duy chỉ có mỗi Taiju là vẫn tiếp tục làm việc mà chẳng chịu nghỉ ngơi, đã vậy trông bản mặt còn rất vui nữa chứ. Thực tế là do Taiju mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên nếu có thể hồi sinh họ thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng điều đó tất nhiên là không thể. Khi biết trong số những tượng đá là người thân của những người ở đây, cậu đã quyết tâm sẽ giúp họ hồi sinh gia đình mình. Và lương thực chính là khởi đầu cho tất cả, nghe những lời cậu nói làm mọi người đều rất xúc động.
Với sự cố gắng của Taiju mà cánh đồng lúa mì do cậu chăm sóc đã mọc lên quá trời quá đất, còn của hai thanh niên Magma và Zo thì chỉ được vài cọng lẻ loi, khiến cho cả hai đứa tủi thân ra mặt. Taiju bảo là nhờ vào bột vỏ sò mà hồi xưa Senku đã dạy cho cậu, tuy cậu không nhớ rõ nguyên lý khoa học nhưng khi áp dụng thì lại có kết quả trông thấy. Sau đó Senku hướng dẫn cả bọn hái hoa bìm bìm rửa sạch rồi nghiền nó ra bã, tiếp tục thấm ướt nó vào giấy thì sẽ cho ra giấy quỳ tím quen thuộc trong những tiết học hóa học. Taiju dùng giấy quỳ nhúng vào đất của Magma và Zo thì giấy chuyển sang màu đỏ, còn đất của cậu thì chuyển sang màu tím. Senku bảo lúa mì không thể trồng được trên đất chua, do đó khi Taiju cho bột vỏ sò vào đất thì cậu đã trung hòa được nó. Để mình giải thích lại cho các bạn hiểu rõ hơn nhé, khi Taiju nghiền nát vỏ sò sẽ có được vôi nghiền. Cho vôi vào đất thì nó sẽ khử ion hydro cho đất và điều này sẽ giúp cải tạo được chất lượng đất. Vì đất chua có tính axit cao, còn vôi thì có tính bazơ. Khi cho axit tác dụng với bazơ sẽ tạo ra muối và nước, đây gọi là phản ứng trung hòa, có thể khử chua và cung cấp canxi cho đất trồng. Giấy quỳ tím đổi màu đỏ khi tiếp xúc với dung dịch có tính axit, còn đổi sang màu xanh khi tiếp xúc với dung dịch có tính bazơ và giữ nguyên màu tím khi dung dịch có độ pH trung tính, tức là không còn tính axit hay bazơ nữa. Và Taiju đã thành công khử chua cho đất trồng. Sau khi học theo sự thành công của Taiju, cánh đồng của Magma và Zo cũng đã mọc lên quá trời quá đất. Và vương miện dành cho đội trưởng nông nghiệp đã được trao cho người xứng đáng nhất, đó chính là vua nông nghiệp Taiju. Như vậy là vương quốc khoa học đã có được cánh đồng lúa mì bát ngát hương thơm. Và bè lũ Senku cũng nhanh chóng bắt tay vào làm bánh mì, với sự háo hức về những chiếc bánh mì xịn sò mà Ryusui tưởng tượng ra. Nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh mì nóng hổi đen thui vừa mới ra lò, thì bè lũ Senku kinh hãi tột độ mà không nói nên lời. Tuy thế dân làng thì lại ăn nó rất hăng say, đã vậy còn tấm tắc khen ngon nữa chứ. Vì lẽ đó mà Senku và Ryusui mới có can đảm để ăn thử và cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cả hai lúc này mới nhận ra, để có thể thực hiện được chuyến thám hiểm sang bên kia địa cầu thì cần phải có một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng Senku bảo nước hồi sinh hiện giờ đang cạn kiệt, phải mất đến vài tháng thì may ra mới có thể hoàn thành. Ryusui lập tức nói nếu chỉ hồi sinh một người thì gã hoàn toàn có cách, vì gã biết có một kẻ xấu tính đang lén giấu đi một ít. Nhưng trong cái bản mặt của gã thì cả bọn nghĩ kẻ xấu tính đó chính là gã. Sau đó Ryusui đã gọi điện cho Minami để hỏi về nước hồi sinh, vì gã cho rằng người có nhiệm vụ chọn ai hồi sinh như cô kiểu gì cũng sẽ giữ lại cho mình một ít. Gã là kẻ tham lam nhất thế giới nên rất hiểu bản chất ham muốn của con người. Gen chụp lấy điện thoại rồi tự biên tự diễn, bảo Senku vì muốn làm một món quà cho Minami nên mới đề nghị đổi nước hồi sinh. Senku hiểu ngay Gen đang giở trò tâm lý học sở trường, rồi Gen thầm thì với Minami thứ mà Senku sắp làm, khiến Minami sướng run cả người, thế là cô bé lấy số nước hồi sinh đã giấu giao cho Gen. Có được nước hồi sinh, cả bọn cùng theo chân Minami để đi hồi sinh đầu bếp tài ba, và đầu bếp này chính là quản gia của Ryusui, một chuyên gia rất tinh tế về sự tiếp đãi. Ryusui tự tin rằng ở thế giới đá này, quản gia của gã vẫn có thể tạo ra được những món ăn độc đáo khiến bất kỳ ai cũng đều thèm muốn. Tuy nhiên gã chẳng nhớ quản gia của mình là người Pháp hay người Nhật, cũng như quên luôn cả giới tính, nhưng gã lại biết rõ một điều, người đó là quản gia được săn lùng nhiều nhất thế giới. Chỉ cần là người tài thì gã chẳng cần bận tâm về giới tính hay sắc tộc, và tên của người quản gia đó là Francois. Vừa hồi sinh, Francois liền bày tỏ sự biết ơn với cả bọn, rồi Francois hỏi cả bọn về Ryusui, đã vậy còn vội vã đi tìm gã ta luôn nữa chứ, khiến cho cả bọn ngơ ngác ra mặt. Francois là một cô gái rất nhanh nhạy để nhận biết tình hình xung quanh, cho nên vừa đến làng là cô ấy hiểu ngay mọi chuyện và lập tức đòi xem bánh mì do Senku làm ra. Khi nhìn thấy thứ đen như địa ngục này khiến cô ấy khó chịu ra mặt, thế là cô ấy lập tức bắt tay vào việc và hỏi về thực đơn mà mọi người yêu cầu. Senku liền nói cậu muốn có thực phẩm dự trữ cho chuyến hành trình dài, bảo quản được lâu và ăn no bụng. Francois muốn có một con số cụ thể hơn về thời gian, thế là Ryusui bảo thực phẩm dự trữ cỡ 10 tháng không hư là được. Dựa theo yêu cầu thì Francois đưa ra thực đơn là bánh mì Stollen từ sữa dê, một loại bánh ngọt để được lâu, thường được ăn trong dịp lễ Giáng sinh. Sau đó Francois và cô Haku đi lấy sữa dê, có được sữa dê sẽ làm ra được bơ sữa dê, còn phần nhân của bánh sẽ nhồi hoa quả đã sấy khô và ngâm trong rượu. Vì bơ với trái cây khô và đường sẽ hút hết nước, khi không có độ ẩm thì vi khuẩn không sinh sôi được, nên bánh mì sẽ để được lâu mà không bị hư hỏng. Khi đã có được mọi thứ thì cả bọn bắt tay vào nhào bột xong thì đưa bánh vào bếp lò. Francois bảo cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đáp ứng mọi nhu cầu là công việc của cô, và đối với cô thì mong muốn ngang bằng với công lý. Francois còn nói độ cứng của bánh cũng như làm cho bánh nở ra phụ thuộc vào 9 phút đầu tiên, và trong khoảng thời gian này rất cần lò phải kín để kiểm soát nhiệt lượng mà bánh hấp thụ. Senku liền bơm hơi nước vào lò, cậu bảo mật độ chuyển hóa năng lượng của hơi nước tốt hơn không khí, chỉ cần một hơi là có thể tăng lượng nhiệt đáng kể rồi. Chứng kiến điều này khiến Francois rất ấn tượng, cô bảo với Ryusui rằng với tư cách của một quản gia,
thì cô nhất định sẽ hồi sinh tập đoàn tài phiệt Nanami, và để có thể thống trị thế giới này thì cô muốn có được Senku. Cuối cùng bánh mì Stolen cũng đã hoàn tất, cả bọn ăn mà sướng run cả người, đến Ukyo cũng ứa nước mắt mà hoài niệm về ngày xưa. Francois nói chỉ cần có lúa mì thì việc làm bánh mì chỉ là chuyện nhỏ. Đầu tiên cô trộn nước với bột mì với tỷ lệ 1:1 và để ở nhiệt độ khoảng 30 độ C. Để vài ngày thì nó sẽ tự lên men và sủi bọt. Khi có được thành phần cơ bản này thì việc làm bánh cũng tương tự như thời hiện đại. Bước đầu ta sẽ cho muối và nước vào rồi nhào nắn nó, sau đó đợi ủ bột khoảng 1 tiếng, rồi nhào tròn lại để giải phóng không khí. Tiếp tục đợi ủ bột 1 tiếng nữa, cuối cùng nướng bánh ở nhiệt độ từ 2 đến 300 độ C là xong. Khi đó chúng ta sẽ có được bánh mì nóng hổi ngon bá cháy. Minami hỏi cả bọn nhờ ai mà có được bánh mì ngon thế chứ hả? Cả bọn liền đồng thanh bảo là Francois khiến cho Minami tức điên. Mục đích của cô là nhắc lại về món quà mà Senku đã hứa làm cho cô. Lúc này Senku mới biết thứ mà Gen đã nói với Minami là gì, và cậu bảo để làm được thứ này thì cần đến nghệ nhân tài ba như ông Kaseki mới được. Nhưng hiện giờ ông ấy lại đang ở rất xa, Taiju định cõng ông đi nhưng ông từ chối. Ông bảo từ lúc tách khỏi Senku thì ông có rất nhiều thời gian rảnh, nên ông đã tận dụng khoảng thời gian rảnh đó. Thế là ông cùng với Minami chạy xe hơi đến chỗ Senku, khiến cho cả bọn ngơ ngác ngỡ ngàng mà muốn té ngửa. Vì không ngờ ông lại nâng cấp khỉ đột hơi nước lên phiên bản xịn sò như thế này, đã vậy còn ăn diện vô cùng ngầu lòi nữa cơ chứ. Sau khi nghe Senku tiết lộ về thứ mà cậu sắp làm, khiến ông bùng cháy mà bay màu luôn cả bộ đồ ngầu lòi. Việc chế tác Senku giao cho ông, còn cậu và Chom sẽ phụ trách về mảng khoa học. Cậu trộn natri hydroxit và bạc với ammoniac, rồi ngâm miếng thủy tinh và hỗn hợp vừa trộn. Sau đó cho một chút đường làm từ nho khô vào. Thế là cậu có được một tấm gương có thể soi được bản mặt của Chom trong đó. Cậu cho tấm gương vào bên trong một chiếc hộp mà ông Kaseki đã làm để thiết lập buồng tối, rồi đổ nước luộc rong biển vào bên trong để nó phản ứng với gương, và như thế cậu đã lắp ráp xong phim cho cái hộp. Và người đời gọi chiếc hộp này với tên gọi là máy ảnh. Minami ôm chầm lấy nó mà khóc quá trời khóc, bởi vì đối với một phóng viên như cô thì nó như là sinh mạng. Và cô hứa với mọi người rằng cô sẽ chụp lại toàn bộ quá trình phát triển của nhân loại từ con số 0. Cảm động chưa được bao lâu thì Senku đẩy ra nguyên một xe máy ảnh, làm cho Minami cứ như là một cô bé ngốc nghếch với câu chuyện vừa rồi vậy. Thế là cô đòi được chụp bức ảnh đầu tiên của nhân loại. Ryusu liền lên tiếng nói sẽ quyết định bức ảnh đầu tiên này, khiến cho Minami tức điên vì tưởng gã đòi chụp gã. Nhưng gã bảo bức ảnh đó phải là dành cho Senku, và gã sẽ mua bản quyền của bức ảnh để trưng bày trong viện bảo tàng Nanami, đánh dấu cho lịch sử của thế giới mới. Francois nói Minami đã hiểu lầm về sự tham lam của Ryusui rồi. Thực ra Ryusui không muốn bản thân mình tỏa sáng, mà muốn tất cả mọi người đều tỏa sáng rồi nắm giữ họ trong tay. Sau đó Senku thử đủ loại quần áo để chuẩn bị cho bức ảnh đầu tiên, nhưng cậu lại cho rằng mấy thứ này quá vướng víu nên kêu cứ việc chụp đại đi. Nhưng cả bọn lại muốn Senku phải tạo dáng gì đó mới được. Francois liền đề nghị cậu hãy tạo dáng theo một nhà khoa học nổi tiếng nào đó. Chụp ảnh cá nhân xong thì Senku cùng Ryusui lên khinh khí cầu để chụp ảnh thế giới từ bên trên. Còn Chom làm theo sự hướng dẫn của Senku để rửa tấm ảnh mà Senku đã chụp, và bức ảnh đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Đó là một tấm ảnh chân dung mà Senku đang lè lưỡi. Đây cũng chính là dáng chụp hình huyền thoại của nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới, Albert Einstein. Cả bọn sau đó rửa những tấm ảnh do Senku và Ryusui đã chụp. Nhờ vào những bức chụp này có thể phát hiện ra những khu vực mờ ám và liên kết với đội thám hiểm dưới mặt đất để đến đó điều tra. Ngoài ra, những bức ảnh chụp từ trên không còn giúp dân làng tìm được nguồn lương thực dồi dào cho mùa đông sắp tới. Hiện tại là giữa mùa thu nên cánh đồng lúa mì cũng đã đến lúc thu hoạch. Chom đang tất bật chạy trong lúc làm nhiệm vụ thì bỗng có một quả hạt sẻ rớt trúng đầu cậu. Giờ làng cũng đã có kha khá lương thực rồi, nên Ryusui muốn Rangsua mở nhà hàng ngay và luôn. Rangsua nhất trí và sẽ dựa vào những bức ảnh chụp từ trên cao để tìm nguyên liệu cho thực đơn, khiến cho Ryusui mơ tưởng đến hàng đống thức ăn vô cùng thượng hạng. Senku đề nghị làm những món ăn giàu protein để được lâu và phải cực ngon cho dân sành ăn. Thế là Francois đưa ra thực đơn của mình, đó là món Rillester, thịt heo rừng nấu với nấm trừ phở đen. Nghe đến món ăn sang chảnh này khiến Gen phải toát cả mồ hôi hột. Francois còn mời đến một chuyên gia am hiểu về động thực vật xung quanh làng Ishigami, và người đó không ai khác, chính là bé dưa Suika của chúng ta. Nhờ vào chuyên gia Suika phân tích các bức ảnh, cả bọn đã tìm ra được khu vực mà bọn heo rừng đang ẩn náu. Thế là làng đã có được một trang trại heo rừng. Việc heo đã lo xong, giờ chỉ cần thêm nấm thượng hạng trừ phở đen nữa là đủ nguyên liệu. Francois bảo nấm này thường mọc trong rừng và có ở cả Nhật Bản. Thế là Kohaku sử dụng con mắt tối thượng để dò la tung tích của nấm trừ phở trong mấy chỗ đen trên những bức ảnh. Nhưng Ukyo và Chom cho rằng nhìn ảnh để tìm nấm thì có hơi bất khả thi. Gen bảo sức mạnh thật sự của Kohaku nằm ở khả năng tập trung, cốt lõi của sức mạnh đó đến từ việc liên tục chiến đấu ở nơi hoang dã. Bỗng Kohaku nhìn thấy có vệt đen kỳ lạ trên bức ảnh, Senku nhìn thấy nó thì vô cùng bất ngờ,
vì đây chính là mỏ dầu Sagara mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay. Thế là cả bọn tất bật hối hả chạy ngay đến đó. Suika lo ngại vì vẫn chưa tìm được nấm trừ phờ đen. Francois liền bảo lũ heo rừng biết rõ mùi của nấm đó. Vì theo giai thoại nổi tiếng mà đầu bếp nào cũng biết thì mùi của nấm tương tự như mùi tiết ra từ bạn tình của heo rừng. Và bọn nó còn có thể đào được nấm trừ phờ dưới lòng đất. Nhưng khi con heo đào được nấm thì nó ăn luôn. Lúc này Francois mới nhận ra đây là lý do mà người ta không dùng heo rừng để đi tìm nấm. Nhưng chú chó của Suika đã biết được mùi của nấm, nên việc tìm nấm bây giờ sẽ giao hết cho chú chó này. Và cả bọn đã tìm ra được nấm trừ phờ đen. Bên phía Senku thì đang gặp khó khi phải tìm một vũng nước trong rừng. Vì bức ảnh không rõ nét nên rất khó để định vị được. Nếu không tìm nhanh trước mùa đông đến thì tuyết rơi sẽ lấp đầy vũng nước đó. Senku chợt nghĩ có lẽ cậu đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng mất rồi. Cậu lục lại trí nhớ thì nhớ ra Francois từng nói lũ heo rừng biết rõ mùi vị của nấm trừ phờ đen. Cậu kể với cả bọn về sự tích tìm ra mỏ dầu Sagara vào năm 1872. Heo rừng hoang dã rất hay tắm trong bùn. Vào một ngày người ta tóm được một con sặc mùi dầu, họ cảm thấy kỳ lạ nên thả nó ra và đi theo nó. Thế là phát hiện ra mỏ dầu Sagara. Senku sau đó vội vã chạy về và ngăn Francois mần thịt con heo. Thế là cả bọn đã dùng con heo để dẫn đường và cuối cùng cũng tìm ra được mỏ dầu. Senku lấy một mẫu dầu và đốt thử cho mọi người xem. Ai nấy cũng đều kinh ngạc khi lửa có thể cháy được trên thứ nước màu đen này. Và Vương quốc khoa học đã chính thức có được dầu mỏ. Do bữa giờ tiếp xúc nhiều với con heo nên Suika đã thân thiết với nó. Cô bé còn đặt tên cho nó là Sagara nữa, nên khi biết nó sắp bị mần thịt cô bé rất buồn. Senku hỏi ý kiến đầu bếp Francois có nên mần thịt nó không. Francois bảo sẽ không ăn một con heo sặc mùi dầu. Nghe thế Suika vui quá trời vui. Senku đã tạo ra một chiếc thuyền máy để chạy thử dầu. Taiju ngửi thấy mùi xăng cứ ngỡ là mùi của thuốc tình dược, vì ngày xưa vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhân loại hóa đá, Senku đã thử Taiju bằng cách đưa cho Taiju một lọ thuốc tình dược mà cậu vừa chế ra, nhằm giúp Taiju có dũng khí để tỏ tình với Jujuriha. Nhưng thực tế lọ nước mà Senku đưa là một lọ chứa xăng. Và sau ngần ấy năm, lúc này Taiju mới biết mình đã bị Senku lừa. Nhờ vào khứu giác của một người không biết gì như Taiju, Senku tự tin rằng thứ mà cậu tạo ra lúc này giống hệt với xăng trước đây. Và chiếc thuyền máy đã thực sự hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên mà trông thấy tứ phía đều là biển. Nhưng ra ngoài biển khơi như thế này rất khó xác định được tọa độ. Vì thế Senku bảo cậu sẽ tạo ra GPS. Nghe đến GPS làm cả bọn lão hóa luôn cả mặt. Senku giải thích cho Chom đó là thiết bị được gắn vào điện thoại hay ô tô, giúp xác định vị trí bằng sóng điện phát ra từ vệ tinh nhân tạo. Nhưng vệ tinh thì có vẻ bất khả thi, cho nên Senku đã làm một ngọn hải đăng trên mặt đất để phát ra sóng điện cực mạnh. Bằng cách xoay một cái anten, đôi tai thính của Ukyo sẽ giúp ước tính được khoảng cách dựa vào hướng và cường độ của sóng điện. Yuji gọi điện từ đất liền và bên phía của Chom đều nghe rất rõ. Chợt Jinzo tiết lộ vào hôm thực hiện cuộc gọi đầu tiên. Chom đã không dám thổ lộ tình cảm với Yuji, cho nên Jinzo đề xuất Yuji hãy làm điều đó, vì con gái đôi khi cũng có thể chủ động thổ lộ tình cảm. Nghe điều này khiến cho Yuji đỏ hết cả mặt, cả bọn xung quanh cũng đều đỏ mặt và mong chờ Yuji nói ra. Nhưng khi Yuji đang nói thì bị cắt ngang bởi âm thanh rè rè, ghen nghĩ đó là tạp âm nhưng Ukyo lại không nghĩ vậy. Vì Ukyo cảm nhận được một luồng sóng điện cực lớn đang ập tới đây, nhưng nó lại bão hòa đến mức cậu không thể xác định được hướng phát ra. Cậu khẳng định đây không phải hiện tượng tự nhiên mà là do sự cố ý từ một kẻ nào đó, vì nó được phát đè lên cùng tần số sóng điện của cả bọn. Rất có thể khi năng lượng từ ngọn hải đăng được đẩy mạnh đã có ai đó nhận ra. Gen nghe tiếng rè rè phát ra từ điện thoại và biết được nó là mã Morse. Senku nghĩ chắc hẳn là một thông điệp của kẻ nào đó gửi đến cho cả bọn. Sau khi phân tích mã Morse thì Gen nói đây là chữ Y, nhưng nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chữ Y dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tại sao? Senku mỉm cười và nói gửi lời chào đến kẻ đó. Cậu hỏi có phải hắn chính là kẻ đã hóa đá cả nhân loại hay không? Những người dân của Vương quốc khoa học cũng bàn tán rất xôn xao về vấn đề này. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi cũng như giả thuyết. Nhưng Taiju nghĩ cứ để cho bộ tham mưu lo liệu, còn cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là đủ rồi. Bộ tham mưu bao gồm 5 thành viên có bộ óc sắc bén nhất Vương quốc, bao gồm vua khoáng sản Chom, nhà tâm lý học Gen, thuyền trưởng Ryusui, kỹ thuật viên Ukyo và cuối cùng là kẻ nguy hiểm nhất, nhà bác học điên Senku. Ryusui cho rằng cái gã White Man này đang bị nghi ngờ là đứng đằng sau mọi chuyện, nhưng rõ ràng sau ngần ấy năm thì hắn không thể nào sống được, cho nên rất có thể hắn cũng tự hóa mình thành đá. Chom thì không chắc hắn có phải kẻ địch hay không, biết đâu hắn lại là đồng minh. Nhưng Senku nghĩ cần phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể, còn nếu thật sự là đồng minh thì coi như chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Gen thì cảm thấy thực tế không khả quan cho lắm, vì gã này phớt lờ những lời khiêu khích của Senku, tín hiệu Morse cũng dừng lại mà không có thêm phản hồi nào ngay sau đó. Ukyo cho rằng một kẻ lai lịch bất minh không rõ ở đâu như hắn, quả thật là kẻ địch vô hình khó nhằn.
Nghe lời Ukiyo nói, đột nhiên Senku nảy ra sáng kiến, cho rằng chuyện này đơn giản hơn rồi vì chúng ta sẽ nhìn thấy kẻ địch vô hình này bằng con mắt khoa học. Sau đó Senku lấy ra số đá Fullerite do Chom nhặt được từ vụ đi đập đá lúc trước và bắt đội vai U thịt bắp nghiền nó ra thành bột, rồi cậu hòa tan bột này với nước trong một bình tam giác. Sau khi đợi nó lắng xuống sẽ thu được sơn huỳnh quang. Ông Kaseki sẽ làm ống chân không bằng bình tam giác này, kết nối nó với điện. Khi được bật công tắc, các electron sẽ tăng tốc nhờ điện cực. Khi chạm vào đáy bình thì điểm tiếp xúc sẽ sáng lên nhờ sơn huỳnh quang. Và đây là ống tia âm cực, màn hình hiển thị đã ra đời. Khi chùm tia của chấm sáng di chuyển liên tục trên dưới trái phải với tốc độ chính xác thì nó sẽ tạo ra hình ảnh và chiếu lên toàn bộ màn hình. Nhưng để tia sáng di chuyển một cách chính xác thì cần đến sức mạnh của viên đá pha lê ma thuật. Khi dòng điện chạy ngang qua, tấm pha lê sẽ rung lên với nhịp độ vô cùng chính xác. Sóng điện từ đi qua giữa hai tấm pha lê sẽ uốn lượn một cách tuyệt đẹp và chấm sáng trên màn hình sẽ đi sang hai bên tạo thành một đường thẳng. Sau đó Senku kết nối anten vào hai tấm pha lê thì đường thẳng trên màn hình sẽ không còn thẳng nữa. Nhìn thấy điều này, Ukiyo mới biết con mắt khoa học mà Senku đã nói chính là radar. Cả bọn cùng nhau ra biển để thử radar mới chế tạo. Khi đổi đầu tiếp xúc từ anten sang micro thì sẽ có được sonar dưới biển. Senku tự tin với thứ này sẽ khiến cho kẻ vô hình White Man phải hiện hình. Chom nhìn thấy ở chính giữa màn hình có đoạn nhấp nhô, nên cậu đoán ở dưới biển đang có gì đó rất nhiều. Và đây cũng là mục đích của Senku, vì những chuỗi ngày lênh đênh trên biển sẽ rất cần lương thực, cho nên một mẻ cá to sẽ cứu đói cho cả bọn trong những chuỗi ngày ấy. Nhờ có radar và sonar nên vấn đề lương thực trên thuyền đã được giải quyết. Giang Soa đã trổ tài nghệ để nấu những món ăn thịnh soạn bằng mấy con cá này. Mọi người đều rất vui vẻ thưởng thức trong niềm hân hoan tấp nập. Ukiyo lo ngại nếu dùng pin sẽ không đủ nguồn điện cho radar. Senku liền bảo sẽ chất lên thuyền một động cơ khổng lồ và khi đó sẽ có được nguồn điện vô hạn. Nhưng lại có một vấn đề nan giải cho điều này, vì để tạo ra thứ lớn như thế bằng thép thì phòng thí nghiệm hiện tại không đủ quy mô để làm, mà nó thuộc về một cảnh giới của công nghiệp, sẽ cần đến một số lượng lớn sắt thép và dầu mỏ. Sau khi biết chiếc radar có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ từ trên trời và dưới biển, Chom nghĩ nếu nhìn xuyên qua được lòng đất thì sẽ tìm thấy được sắt hay gì đó khác. Thế là cậu thử nối máy phát sóng điện với màn hình radar bằng cuộn cảm. Sau đó đưa lại gần khoáng vật thì lập tức cái máy liền phản ứng. Cậu vui quá trời nên chạy cái vèo vào rừng. Cậu đến núi chọc đầu, nơi mà ngày xưa Senku từng hứng xét ở đây để làm ra nam châm cực mạnh. Và cũng là nơi mà cậu từng tìm thấy rất nhiều khoáng sản từ lúc nhỏ. Thế rồi cậu mày mò khắp nơi trong hang động của núi với hy vọng tìm thấy thứ gì đó. Và cuối cùng máy phát của cậu cũng đã có phản ứng đôi chút. Cậu đã chế ra một cái radar ống tre và đưa nó xuống khe vực. Và lần này cái radar phản ứng rất dữ dội. Cậu ra hiệu cho Senku và mọi người cùng đến đây. Senku không ngờ cậu lại có thể chế ra được cái máy này. Senku nói đây là máy dò kim loại, nhưng với sóng điện từ thì nó sẽ được gọi là radar ngầm. Cuộn cảm là vật mang từ tính, cho nên khi đến gần khoáng vật có từ trường sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng. Và thứ mà Chom vừa phát hiện ra chính là quặng sắt. Thế là cả bọn đã cùng nhau khai thác khoáng sản ở đây và nhanh chóng thu được cả đống tài nguyên. Nhưng để chuyển hết đống này đến chỗ cần thì là cả một vấn đề. Dùng khỉ đột hơi nước cũng rất bất tiện vì đường đi quá xấu. Senku bảo bây giờ thời đại công nghiệp đã bắt đầu, lượng tài nguyên cần cũng rất nhiều so với trước. Vương quốc khoa học hiện nay có hơn 100 người, nếu phân chia công việc cho từng người thì chúng ta sẽ tạo ra được một mạng lưới khổng lồ. Thế là cả bọn cùng bắt tay nhau làm con đường trải nhựa. Nhưng để tiết kiệm nguyên liệu, Senku không dùng dầu mỏ mà cậu dùng sỏi. Phần váng nổi lên khi dầu sôi chính là nhựa đường, trộn nó với sỏi và đổ lên mặt đất, sau đó đập bùm bụp, thế là đã có được đường đi bằng phẳng không trở ngại để đến sông. Và nhiệm vụ vận chuyển đường sông sẽ do nhóm Jinzo và Kinzo phụ trách. Còn ở bên trong hang động hiểm trở thì đã có xe gòng. Ryu Sui nói để sản xuất quy mô công nghiệp thì không thể chỉ dựa vào một bộ óc thiên tài. Vì thế cần một người lãnh đạo có thể phát huy được sức mạnh của mọi người. Và đó là thế giới của đế vương học. Từ nhỏ gã đã được dạy phải biết kiềm chế cảm xúc và không được ham mê vật chất. Nhưng gã lại không đồng ý quan điểm đó. Vì đối với gã, một người lãnh đạo không vui vẻ thì chẳng ai muốn theo cả. Tận hưởng thế giới mới chính là sức mạnh của một lãnh đạo truyền cảm hứng cho mọi người. Gen cảm thấy vương quốc khoa học đã hoàn toàn đáp ứng được điều đó. Ông Kaseki gặp chút rắc rối khi đóng tàu, có nhiều chỗ ông đã sửa đi sửa lại, nhưng được chỗ này thì lại hỏng chỗ khác. Ukiyo liền khuyên nhủ ông, ngay cả ở thời hiện đại để đóng một con tàu lớn cũng đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn rất cao. Senku cũng nói thêm rằng, càng làm đi làm lại thì sẽ càng quen tay, nền tảng của vương quốc khoa học làm cái gì cũng phải thử và sai cả. Tuy nhiên khi có sự xuất hiện của White Man thì không thể cứ chậm chạp thế này mãi. Thế là Senku quyết định thay đổi kế hoạch, từ bỏ việc đóng tàu lớn mà chuyển sang đóng tàu nhỏ chở được ít người. Nghe điều này rất nhiều người phải ngỡ ngàng,
vì họ đều muốn được đi trên chuyến tàu này. Ngay cả Ryusui cũng không muốn từ bỏ con tàu mà gã đã luôn thèm muốn. Ngày xưa vì tính tham lam của bản thân, Ryusui đã bị cha cắt tiền tiêu vặt chỉ còn có 1 triệu yên. Cha gã còn khuyên gã hãy từ bỏ cái tính tham lam đó, nhưng gã lại không chịu từ bỏ, mà luôn cố phấn đấu để đạt được thứ mình muốn. Nếu không có đủ tiền thì gã sẽ kiếm thêm, và gã đã lợi dụng tín nhiệm của gia tộc để kiếm trác trên sàn giao dịch. Bất kể điều gì gã muốn thì đều phải có cho bằng được. Sự ăn chơi bê tha của gã đã khiến cho cả tập đoàn tức điên. Họ còn hỏi suy nghĩ của Francois về Ryusui. Và cô đã nói Ryusui không hề ăn chơi bê tha. Cô cho rằng viện lý do để từ bỏ những thứ mình mong muốn thực ra rất dễ dàng. Nhưng Ryusui lại không bao giờ dối lòng mình như thế. Thích thứ gì thì cậu ấy đều muốn theo đuổi tới cùng. Cho nên cô không xem điều đó là bê tha. Vì quan điểm của cô thì ham muốn ngang bằng với công lý. Ryusui đã tự thiết kế mô hình tàu suốt cả đêm, cho dù đã sở hữu một con tàu thật. Gã nói gã muốn có một con tàu mang nét đẹp truyền thống thay vì quá nhiều tinh hoa của công nghệ. Gã là một kẻ tham lam nhất thế gian này. Con tàu này có tỷ lệ 1/48, và một ngày nào đó, gã sẽ tìm một người đáng tin cậy cùng gã thực hiện con tàu này. Rồi gã nói với Senku gã sẽ làm một mô hình tàu lớn, sau đó hãy phóng to nó lên với tỷ lệ chính xác, rồi tu sửa lại con tàu mà ông Kaseki đã dày công nỗ lực, và gã tin Senku có thể làm được. Senku bảo miễn là có một gã cùng mô hình tàu nào đó, có thể làm được một con tàu tỷ lệ 1/48 chính xác đến 10 tỷ% cho cậu. Thế là cả hai đã hợp tác với nhau, toàn bộ thành viên của vương quốc đều đang tất bật làm việc hăng say và những khoảnh khắc của họ đều đã được phóng viên Minami ghi lại không sót điều gì. Cô sẽ thêm nó vào nhật ký ảnh của vương quốc khoa học. Sau đây là sơ đồ hành trình trên con đường đóng tàu của cả bọn. Những chỗ sáng là những thứ mà cả bọn đã làm, còn những chỗ tối là những thứ mà cả bọn đang làm. Senku bảo thân tàu thì không đáng quan ngại, nhưng động cơ khổng lồ được làm bằng thép rất tốn công tốn sức. Với lại mùa đông sắp đến nên công việc này sẽ không thể thực hiện được. Thế là cả bọn đã dành thời gian đó để chơi những môn thể thao của mùa đông, như dùng carbon để làm ván trượt tuyết. Ai nấy cũng đều chơi đùa rất vui với nhau. Và khoảnh khắc vui chơi của họ cũng đều được phóng viên xinh đẹp ghi lại. Senku cho lá nguyệt quế và ozone đã được điện phân và thu được vani. Đậu đỏ khi nghiền mịn ra sẽ có mùi giống cacao. Thêm các loại hạt và nhỏ một ít vani vào sẽ có được sô-cô-la thay thế. Và thời khắc này chính là ngày Valentine. Những bức ảnh ăn chơi trác táng của cả bọn cũng đã được ra lò. Minami chợt nghĩ có thể năm nay sẽ là năm cuối cùng như thế này. Cả bọn không hiểu cô đang muốn nói điều gì. Cô liền vội vã xua tan bầu không khí ảm đạm mình vừa tạo ra. Mọi người sau đó cùng nhau viết bình luận cho những bức ảnh. Ông Kaseki và Senku thì lại viết mấy thứ vô cùng khoa học dài ngoằng, khiến Gen toát cả mồ hôi. Mọi người vẫn cùng nhau làm việc rất nghiêm túc và từng bước tiến lên những nấc thang của nền công nghiệp. Ryusui và đồng bọn tìm kiếm bướm tầm hoang để làm ra đồ bơi. Sau đó những quý cô cùng diện những bộ đồ bơi quyến rũ này để chơi bời bên bãi biển. Vì Kohaku lúc nào cũng lướt nhanh như một cơn gió, cho nên những tấm ảnh có Kohaku đều như có bóng ma xẹt ngang qua. Một năm trời đã trôi qua đẹp đẽ như thế đó. Những bức ảnh ghi lại những kỷ niệm đều đã được lưu giữ lại. Tuy mất một năm trời để hoàn thiện con tàu nhưng lại nhanh hơn dự kiến của Senku. Thời khắc ra khơi của cả bọn đã đến rất gần. Minami muốn tất cả mọi người tập hợp lại cùng chụp chung với con tàu. Senku tự hỏi không biết cô muốn chụp bao nhiêu tấm nữa mới vừa lòng. Cô liền nói vì cả bọn sắp phải chia xa nhau, những người đi và những người ở lại. Một năm qua là khoảng thời gian cuối cùng mà mọi người ở bên nhau. Cô đã thực sự rất buồn khi phải nghĩ đến khoảnh khắc này, vì có thể mọi người sẽ không còn gặp lại nhau nữa, cho nên cô rất muốn mọi người hãy cùng chụp chung thật nhiều ảnh. Gen lúc này mới nhận ra, Minami là người phụ trách lựa chọn ai để hồi sinh, cho nên cô ấy là người duy nhất biết hết mọi người ở đây. Senku bảo cô đã lo lắng thái quá rồi, vì cậu chắc chắn sẽ quay trở về cùng với bí ẩn hóa đá. Do phải là người bấm máy nên Minami sẽ không có mặt trong ảnh. Tuy nhiên Giang Soa đã lường trước được điều này nên đã nhờ làm một thiết bị hẹn giờ, khiến cho ông Kaseki và Chom không ngờ Francois lại tính xa được như thế. Vào ngày 10 tháng 9 năm 1741 dương lịch, tàu động cơ khoa học mang tên Perseus đã được hoàn thành. Cái tên Perseus bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, đó là một vị anh hùng đã đánh bại Medusa, một ả quái vật biến mọi người thành đá. Và bây giờ cả bọn sẽ thực hiện chuyến hành trình để giải mã tấm màn bí mật hóa đá nhân loại, một cái tên vô cùng ý nghĩa. Senku bảo từ lúc dự án bắt đầu vào một năm trước, hẳn tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho chuyến đi này, nhưng cuối cùng kế hoạch đã thay đổi và phải chia thành hai nhóm tách biệt. Một đội sẽ đi giải mã bí ẩn của nhân loại, còn một đội ở lại để tiếp tục phát triển nền văn minh của nhân loại. Là một thuyền trưởng nên Ryusui đã lập ra danh sách các thành viên lên tàu, gã còn nói đây là một sứ mệnh rất đỗi nguy hiểm, có thể mạng sống sẽ không được đảm bảo, cho nên khi ai được xướng tên muốn ở lại thì cứ ở lại. Vì đây là quyết tâm riêng của mỗi người, chỉ những người đã hạ quyết tâm thì hẵng bước lên tàu. Nghe mấy lời đe dọa này khiến Jinzo tuột luôn cả huyết áp, thầm mong đừng có tên mình ở trong đó.
và ba người đầu tiên được xướng tên chính là những kỹ sư kỳ cựu của tàu, đó là Chom, ông Kaseki và nhà bác học điên Senku. Tiếp theo là người phụ trách cho cánh buồm Juzuriha, đầu bếp nấu nướng cho cả tàu Francois, kỹ thuật viên bộ phận Zada và Sona Ukio. Để vận hành cho con tàu rất tốn nhiều sức nên không thể thiếu những chiến binh lực điền, chị Niki và Kohaku, Taiju và cảnh sát Zo, ngoài ra còn có cả Magma và Kinzo. Còn Jinzo thì khóc lóc thảm thiết sau khi biết mình cũng bị gọi tên. Nhưng do thuyền trưởng Ryusui đã nói ban nãy, chỉ ai quyết tâm thì hãng bước lên tàu nên sẽ không ép buộc Jinzo. Kohaku lo ngại hai kẻ ở trong tù là Hyoga và Homura mà ở lại sẽ rất nguy hiểm, vì những chiến binh hùng mạnh nhất làng đều đã lên tàu, nếu chẳng may bọn chúng thoát ra được thì chết cả lũ. Thế nên cả hai đứa cũng đều được đưa lên tàu luôn, làm Kohaku toát hết cả mồ hôi hột vì không ngờ Senku còn nhanh hơn cả cô. Gen cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu không bị gọi tên, nhưng thuyền trưởng của chúng ta bảo vẫn còn một người cuối cùng nữa, và người đó chính là Gen. Vì một chuyên gia tâm lý như Gen rất hữu ích trong những phi vụ thuyết phục nào đó, nên chuyến đi này không thể thiếu một người như Gen được. Khi bước lên tàu thì Gen liền thay đổi sắc mặt, bởi lẽ nếu bị White Man tấn công thì ở đâu cũng nguy hiểm, chi bằng ở nơi có vua khoa học Senku thì sẽ an toàn hơn. Và con tàu khoa học Perseus đã chính thức ra khơi, những người ở lại đều vẫy tay chào tạm biệt họ, tạm biệt những con người mạo hiểm tính mạng vì nhân loại. Kinzo cảm thấy rất buồn khi chiến hữu Jinzo của mình lại không chịu lên tàu, nhưng Jinzo lúc này lại đang rất dằn vặt trong lòng và cuối cùng nỗi sợ hãi đã bị tiếng gọi của con tim đánh bại. Jinzo đã lao thẳng xuống biển và đuổi theo con tàu, cậu gọi tên tất cả mọi người, nói rằng dù cho có nguy hiểm cậu cũng sẽ chiến đấu vì mọi người và vì cả nhân loại, cho nên cậu sẽ đi cùng với mọi người. Jinzo nghĩ chắc tiếng sóng đã át đi tiếng hét của cậu, nên có lẽ người tai thính như Ukio cũng chẳng thể nghe thấy. Nên cậu cho rằng dù có quay trở lại cũng vẫn sẽ là một chàng trai dũng cảm trong lòng hai cô gái. Chuyến đi nguy hiểm ấy rồi sẽ nhấn chìm tất cả mọi người, khi đó cậu sẽ có được trái tim của cả hai cô gái. Linh cảm đã mách bảo Senku đặt ra đa quay về phía đất liền, nhưng thực chất là muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng của Kinzo. Khi nghe Ukio nói có thứ gì đó đang lao đến, thì Taiju liền tất bật nhảy xuống mà lôi cổ Jinzo lên tàu. Khi thấy Jinzo, ai nấy cũng đều tỏ ra vui mừng và đánh giá lại con người của cậu, khiến cho cậu thật sự rất vui trong lòng. Và điểm đến đầu tiên mà Senku muốn đến, đó là đảo Châu Báu. Cậu cần đến đó để lấy vật phẩm thần thánh đã cứu sống cả nhân loại. Và đó là nơi mà cha của cậu đã rơi xuống, nơi con tàu vũ trụ Soju đang yên nghỉ, và cũng là nơi khởi đầu cho 100 câu chuyện. Với mong muốn hồi sinh hết 7 tỷ người trên trái đất, Senku sẽ cần đến một lượng rất lớn nước hồi sinh. Nhưng cơ bản để hồi sinh một người thì phải tốn mấy ngày để tích trữ nước, mà lâu như vậy thì sẽ không thể hồi sinh được hết cả 7 tỷ người. Do đó Senku sẽ không thể dựa dẫm vào tự nhiên mãi được, cho nên cậu cần đến đảo Châu Báu để lấy vật phẩm thần thánh do nhóm Byakuza để lại, vì thứ đó sẽ giúp cậu có được nguồn nước hồi sinh vô tận. Quay trở lại thời điểm vài năm sau khi nhân loại hóa đá, nhóm Byakuza đã bỏ vào một dương kho báu rất nhiều vật phẩm tuyệt vời, bao gồm những khoáng thạch quý hiếm của nhân loại. Và vị trí của dương kho báu này sẽ được gửi gắm vào trong 100 câu chuyện và truyền lại cho những nhà khoa học ở các thế hệ tương lai. Trước kia, Senku đã đề nghị Yuji kể lại 100 câu chuyện đó cho cậu, và cậu quyết định qua đêm luôn ở chỗ của cô để nghe hết một lần. Nhưng mất tận nguyên cả đêm mà Senku mới chỉ nghe xong câu chuyện thứ 7. Thế là Senku đòi Yuji kể cho cậu câu chuyện liên quan đến khoáng thạch. Vì dân làng ở đây hầu hết đều được đặt tên theo các loại đá, nên cậu tin chắc kiểu gì cũng có một câu chuyện về các loại đá này. Và Yuji đã kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện về lời thì thầm của đá. Trong số lời thì thầm đó, có cả một thứ quý hiếm hơn cả vàng, và thứ đó chính là bạch kim. Senku bảo chỉ cần một tí xíu bạch kim là cậu có thể tha hồ làm chất xúc tác mà chế ra cả đống axit nitric. Lúc đó muốn bao nhiêu nước hồi sinh cũng có. Senku bảo thực ra dùng phân cũng chế ra được nước hồi sinh nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Kohaku thắc mắc sao trước giờ cậu không làm từ từ. Gen liền lên tiếng bảo có một thứ gọi là con số đan ba. Trong một nhóm hoạt động, số người để bộ não có thể nhớ được là 150 người. Đó cũng là con số tối đa để một nhóm có thể vận hành, kể cả trong quân đội cũng áp dụng con số này để chia đơn vị. Đế chế Tsukasa ban đầu có khoảng 100 người, còn dân làng Ishigami thì có 40 người, cộng lại thì gần bằng 150, và khi vượt qua con số này rất dễ bị tan rã. Cho nên nếu nước hồi sinh được điều chế từ từ và cứu từng người một, thì việc cứu ai trước sẽ trở thành vấn đề tranh cãi gây mất lòng đoàn kết, rồi lại trở thành Tsukasa hay Hyoga thứ hai cũng nên. Nhưng khi đã có bạch kim thì giới hạn hồi sinh sẽ không còn nữa, toàn bộ nhân loại sẽ được giải thoát sau lớp đá giam cầm hàng nghìn năm. Và thứ bạch kim quý hiếm này đang được cất giấu trong dương kho báu. Cả bọn thắc mắc chiếc dương nào có thể lưu giữ được cả hàng nghìn năm mà không bay màu. Senku liền bảo chiếc dương đó là kết tinh của khoa học, chịu được nhiệt độ cực lớn khi đâm xuyên qua bầu khí quyển, và chiếc dương đó chính là tàu vũ trụ Soju.
nhưng điều đáng bận tâm là cả bọn không biết chiếc dương đó ở đâu trên đảo. Nghe cuộc trò chuyện của cả bọn, một người bên đội vai u thịt bắp muốn được nói chuyện. Senku không biết người này là ai, thậm chí còn không biết cả tên. Cả bọn nói người này không hề có tên, lúc lập danh sách thành viên thì Ryusui cũng phải ghi tạm là vô danh. Người này tiết lộ bản thân không phải người làng Ishigami, khi còn nhỏ anh ta bị trôi dạt đến bờ biển và được một dân làng nhặt về nuôi. Do tên thật của anh ta rất nổi bật cho nên không dùng tên thật bao giờ. Và tên thật của anh ta là Soju, trùng với tên của con tàu vũ trụ. Và Soju tự tin có thể dẫn đường cho cả bọn đến quê hương của mình. Với những thông tin vừa có được, Senku khẳng định 10% đảo châu báu hiện giờ không phải là một đảo hoang. Chôm không hiểu nếu nhân loại đều hóa đá hết thì người trên đảo từ đâu mà ra. Theo suy luận của cả bọn thì rất có thể người trên đảo là họ hàng xa với làng Ishigami, đều là hậu duệ của nhóm Byakuya. Yuji có thông tin qua điện thoại rằng, theo ước nguyện của người sáng lập trong 100 câu chuyện để lại, thì một ngày nào đó hãy đến Nhật Bản. Cả bọn nghĩ trong mấy nghìn năm qua chắc hẳn có rất nhiều người cố vượt biển mà bỏ mạng. Nhưng cuối cùng vẫn có những người dũng cảm kiên trì và thành công đến được Nhật Bản. Và những người đó chính là tổ tiên của làng Ishigami. Còn những người ở lại trên đảo là đồng hương của anh chàng Soju. Gen hy vọng người dân trên đảo sẽ thân thiện để đỡ mất công cậu dùng đến tâm lý học. Còn Magma cho rằng nếu thằng nào bố láo thì bố đây đập cho hết láo. Chôm chợt nghĩ có khi nào White Man cũng là người trên đảo. Ukyo tự hỏi nếu thế không biết tài nguyên trên đảo có đủ để phát triển tạo ra sóng điện. Ryusui liền nói nếu đủ để phát triển như vậy thì họ đã không du rú mãi trên hòn đảo đó. Vì niềm khao khát được khám phá thế giới luôn len lỏi bên trong mỗi con người. Soju đã luôn muốn biết về lai lịch của bản thân, nên anh dựa vào chút ký ức nhỏ bé để lên thuyền ra khơi tìm nơi mình từng thuộc về, nhưng lại bị cơn bão cuốn trôi và phải quay lại. Dù anh hiểu rõ bây giờ có biết về lai lịch cũng chẳng ích gì, nhưng anh vẫn thực sự muốn biết về nó. Senku nói mong muốn được biết đó chính là nguồn động lực của khoa học. Và Soju rất ra dáng một thành viên của vương quốc khoa học. Với con tàu Perseus này, cả bọn chỉ mất khoảng vài tiếng là có thể đến được đảo châu báu. Và sau đây là sơ đồ của con tàu Perseus xịn sò của chúng ta. Các bạn có thể bấm dừng video lại để xem chi tiết hơn nhé. Tuy tàu rất xịn sò nhưng vẫn không thể tránh được vấn nạn say sóng muôn thuở. Thế là Senku lấy ra một hoa cà độc dược, một loài hoa có độc đúng như cái tên của nó. Cậu bảo muốn giải quyết cơn say sóng thì cách nhanh nhất là dùng scopolamine có trong hoa cà để ức chế thần kinh tự chủ. Cậu tách chất tan trong dầu và chất tan trong nước của hoa cà để chiết xuất thành phần dược liệu. Cậu cho Jinzo và đồng bọn uống thứ này, tuy nhiên cũng căn dặn khi dùng một lượng nhỏ thì nó có thể chữa được bệnh, nhưng nếu dùng quá liều thì đi tong luôn cuộc đời. Cả đám say sóng uống xong liền khỏe mạnh trở lại. Thuyền trưởng bảo thời tiết trên biển tương tự như ác quỷ, có thể thay đổi chỉ trong một chớp mắt. Và vừa chớp mắt xong thì cơn bão ập đến làm cho con tàu chao đảo, khiến cả bọn phải lo lắng bồn chồn không yên. Nhưng với kinh nghiệm chiến trường lâu năm trên biển, thuyền trưởng nhà ta vẫn ung dung nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, còn căn dặn các thuyền viên đừng lo vì có anh ở đây chẳng việc gì phải xoắn. Đột nhiên Senku hất ha hất hãi cuống cuồng chạy vào, cậu bảo đừng lo vì đây không phải một chuyện nguy hiểm gì, mà là một cơ hội. Vì chưa biết người trên đảo là bạn hay thù, cho nên có thể tranh thủ lúc này dùng radar để quan sát và âm thầm cập bến mà không sợ họ phát hiện. Cả bọn liền tất bật vội vã chuẩn bị cho cơ hội này. Soju nhìn thấy quê hương trước mắt nên không tránh khỏi cơn xúc động. Còn Senku thì rất nóng lòng không biết điều gì đang chờ đợi cậu phía trước. Trước khi cập bến đến đảo, Ukyo phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ trên radar. Cập bến thành công nên Ryusui thưởng mỗi người 10.000 Drago cho sự nỗ lực vừa qua. Không có nhiều thời gian nên cả bọn bắt tay vào nhiệm vụ ngay, nhưng đi đông người lên đảo sẽ rất dễ gây chú ý. Vì thế cả bọn sẽ thống nhất cử 4 người đi trinh sát. Đầu tiên sẽ là Senku, người hiểu rõ nhất về Bạch Kim. Thứ hai là Soju, người địa phương của đảo. Thứ ba là Gen, người có khả năng đàm phán tốt. Cuối cùng là Kohaku, sở hữu cặp mắt quan sát và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời. Kohaku thắc mắc không đưa người tai thính như Ukyo đi cùng sao. Gen bảo Ukyo đang bận tâm tới sóng âm, dường như cậu ấy phát hiện ra thứ gì đó dưới biển. Lúc nãy Ryusui có tóm được một kẻ đã lẻn lên tàu, và kẻ đột nhập đó chính là Suika, người không hề có trong danh sách thuyền viên khi bắt đầu. Ryusui rất nghiêm khắc đòi sẽ trả cô bé trở về Nhật Bản, khiến cô bé khóc cạn cả nước mắt. Giang Xoa đến an ủi cô bé, cho rằng nhiệm vụ trinh sát trên đảo rất là nguy hiểm, một thuyền trưởng sẽ không để cho một đứa trẻ phải mạo hiểm tính mạng. Cho nên những lời nghiêm khắc vừa rồi chỉ vì lo cho Suika mà thôi. Để cô bé bớt buồn, Taiju liền rủ cô bé cùng lao dọn con tàu do cơn bão đã làm bẩn vừa rồi. Ukyo nhờ một ai đó xuống kiểm tra dưới đáy biển và Jinzo nhảy xuống ngay lập tức để trốn vụ vệ sinh tàu. Jinzo phát hiện có rất nhiều tượng đá ở dưới đây. Ukyo bảo thật kỳ lạ vì trước kia hòn đảo này vốn không có người sinh sống. Mãi về sau mới có nhóm của Byaku ra đến, cho nên cậu không hiểu những tượng đá đó từ đâu mà ra. Chợt Ryusui phát hiện có một tia sáng từ phía hòn đảo. Kohaku cũng phát hiện tia sáng này ở đằng xa.
gọi điện cho họ không được nên Gen và Soju tách nhóm để lên chỗ cao bắt sóng liên lạc, thì cả hai vô cùng sửng sốt khi quan sát họ từ ống nhòm, vì tất cả những người trên tàu đều đã bị hóa thành đá. Chỉ có mỗi bé Suika là vẫn bình yên vô sự, vì phút cuối thuyền trưởng đã kịp đá văng cô bé ra khỏi tàu để tránh bị hóa đá. Cô Haku phát hiện có mấy vỏ sò bị vứt ở trên đường, nên cô nghĩ người dân trên đảo chắc hẳn ở đâu đó quanh đây. Gen và Soju quay trở lại và thông báo cho cả hai tin động trời vừa rồi. Senku nghe tin mà tối sầm luôn cả mặt, còn cô Haku thì vội vã quay trở lại tàu. Nhưng nhà tâm lý học đã lường trước điều này nên đã cột sợi dây vào chân cô Haku và tay mình để giữ lại. Vì bây giờ mà hành động bồng bột thì bay màu luôn cả lũ. Soju bảo khi nhìn thấy vụ vừa rồi đã khiến anh nhớ ra đôi chút. Lý do mà anh rời khỏi hòn đảo khi xưa là để chạy trốn khỏi thứ gì đó biến mọi người thành đá. Nhưng anh lại không tài nào nhớ nổi thứ đó ra sao. Nhờ manh mối bổ ích này, Senku tin chắc trên đảo sẽ chia làm hai phe. Một phe thù địch đã hóa mọi người thành đá và một phe đồng minh đang cố chạy khỏi việc bị hóa đá. Chỉ cần tìm ít nhất một đồng minh là có thể truy ra được gương kho báu. Khi đó tha hồ mà cứu sống tất cả mọi người. Sau đó cả bọn phân tích mấy vỏ sò đã tìm thấy ban nãy, mục đích là để tìm ra người đã bỏ lại những vỏ sò này ở đây. Senku bảo nhanh chân thì có thể đuổi kịp được họ, vì họ mới rời khỏi đây tầm 30 phút. Nghe thế cả bọn liền thắc mắc sao cậu biết hay thế. Cậu liền chỉ vào con ruồi nhặng, cậu bảo nó có thể đánh hơi mùi thối rữa trong phạm vi 16 km. Hòn đảo nhỏ bé thế này thì nó bay cái vèo là tới ngay. Cho nên đống vỏ sò chỉ vừa mới bị vứt đi tầm 10 đến 20 phút trước. Thế là Senku bắt đầu vào công cuộc điều tra hiện trường. Cậu lấy keo siêu dính đã điều chế lúc làm phẫu thuật cho Tsukasa, cậu đun sôi nó và để vỏ sò bên trên hơi nước. Khi chiếu đèn tia cực tím vào sẽ thấy được dấu vân tay có trên vỏ sò. Dựa vào hình dáng vân tay, Senku cho rằng đó là một người phụ nữ có vóc người trung bình. Sau đó đến lượt Gen trổ tài bằng khả năng tâm lý học của mình. Cậu bảo hung thủ của vụ này hẳn là một cô gái trẻ. Vì người lớn tuổi sẽ có kinh nghiệm trong việc nhặt vỏ sò, họ sẽ lọc những con không dùng được ngay từ đầu, chứ không phải gom cho cả đống rồi mới lọc ra như thế này. Sau khi rời khỏi bờ biển một lúc, chắc vì thấy nặng quá nên cô ta phải lựa ra một số con để bỏ lại. Với lại cũng sẽ rất bất tiện nếu vừa dùng tay đẩy bụi rậm ra để đi khi mang vác vật nặng. Mà một người phụ nữ trung bình mà đi ngang qua đây, kiểu gì cũng sẽ vướng vài cọng tóc nào đó vào mấy cành cây. Sau đó Senku bỏ sợi tóc vào một ống nghiệm, dùng sức mạnh của cô Haku làm máy ly tâm để phân tách các thành phần của nó. Senku lôi ra một cái kính hiển vi, cậu có được thứ này nhờ vào việc nâng cấp máy tiện. Khi nhìn vào kính thì cậu thấy được phấn hoa ly. Hoa ly vốn không mọc ở bờ biển, cho nên theo suy luận của cậu thì cô gái này sống ở trên núi sâu bên trong đất liền. Bộ đôi Senku và Gen đã kết hợp điều tra dấu vết thành công, phần còn lại sẽ là việc của cô Haku. Dựa vào thị lực và tốc độ, cô Haku đã phát hiện ra một cô gái trẻ rất xinh đẹp ở phía trước. Độ tuổi và vóc dáng giống hệt như những gì Gen và Senku đã suy luận. Và nhiệm vụ của cả bọn bây giờ là tiếp cận và biến cô gái đó thành đồng minh. Đột nhiên có ba chàng trai xuất hiện đòi kết hôn với cô gái, khiến cho cả bọn hú hồn chim én vì tình huống bất ngờ này làm cho kế hoạch bị chậm lại. Nhưng cô Haku có vẻ rất hứng thú với vụ này. Cô gái tỏ vẻ ngại ngùng lúng túng trước ba chàng trai trẻ, sau đó còn dùng nước trong con sò bắn vào mắt để tạo nước mắt, rồi khóc lóc bảo rằng số phận đã sắp đặt cô gả vào hậu cung của thủ lĩnh vào ngày mai. Nếu như cô chống đối thì sẽ bị hóa thành đá. Nghe cô gái nói làm cả bọn hãi hồn con chồn. Còn ba chàng trai vì quá buồn nên chạy đi luôn. Sau khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi thì cả bọn biết được cô gái tên là Amaryllis và được ba chàng trai lúc nãy xem là người con gái đẹp nhất đảo. Gen nghĩ Amaryllis hẳn là có chung kẻ thù với cả bọn, cho nên cần phải gây ấn tượng đầu tiên thật hoàn hảo, khi đó sẽ dễ dàng tra hỏi về manh mối của dương kho báu. Nhưng Senku liền thản nhiên bước ra hỏi thẳng Amaryllis về vị trí của dương kho báu, khiến cho Gen thất kinh cả hồn vía. Cô Haku thì muốn mau chóng cứu bạn bè trên tàu, cho nên nếu chuyển hướng tồi tệ thì cô sẵn sàng kề dao vào cổ Amaryllis để mà moi thông tin. Nghe điều này khiến cho Gen toát hết cả mồ hôi hột. Amaryllis nghĩ cả bọn là người của thủ lĩnh, khi nhìn thấy Soju cô còn tưởng anh là thủ lĩnh mà lao đến ôm chầm lấy anh, còn nói đã yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khiến cho anh đỏ mặt mà nằm sải la luôn. Lý do cho sự nhầm lẫn này là vì cô thấy Soju là người trong thân quen nhất. Cô Haku nghe thủ lĩnh nên đoán là chức vụ giống với trưởng làng, nên cô Haku bảo Senku mới là thủ lĩnh của cả bọn. Thế là Amaryllis quay sang ôm lấy Senku mà gửi lời yêu thương thấm thiết. Nhưng dù có chót lời yêu thế nào thì Senku vẫn chỉ muốn biết chỗ của dương kho báu. Điều này khiến Amaryllis tím tái cả mặt vì không ngờ một người dễ thương như cô lại thất bại ở trò quyến rũ như thế này. Gen cũng muốn được ôm nên bảo cậu mới là thủ lĩnh. Thế là cô Haku đòi ôm Gen làm Gen toát hết mồ hôi vì sợ bị gãy xương. Bỗng có tiếng hét từ làng của Amaryllis nên cô vội vã chạy về. Những chàng trai trong làng vì muốn giành lại Amaryllis nên định nổi dậy lật đổ thủ lĩnh.
Để ngăn bọn họ, Senku liền đeo mặt nạ và lấy ra thiết bị chống bạo động của khoa học. Cậu bảo thứ này là chloroacetone, hay nói đơn giản là bom hơi cay. Khi dính thứ này, những chàng trai ôm lấy hai mắt mà rên la quằn quại. Amaryllis cảm thấy cả bọn thật lợi hại, rồi cô tiết lộ rằng cô biết rất rõ về bí mật của tia hóa đá và mục đích mà cô muốn vào hậu cung của thủ lĩnh là để cứu làng của mình. Để làm được điều đó, cô đã phải phấn đấu để trở thành người con gái xinh đẹp nhất hòn đảo này. Và bây giờ cô rất cần sức mạnh của cả bọn để chiến đấu cùng cô. Chuyện xảy ra vào 5 năm trước, lúc Amaryllis 13 tuổi, Amaryllis cùng các anh chị em rời khỏi đảo để đến bên kia đại dương. Mặc dù đã được người lớn căn dặn chớ nên làm thế vì sẽ bị hóa đá, nhưng mấy đứa nhóc này chẳng lo sợ gì ngoại trừ Amaryllis. Đi được một đoạn thì cả bọn đã bị phía của thủ lĩnh phát hiện và đuổi theo. Chàng trai này tên là Mose, còn cô gái này tên là Kirisame. Cả hai được mệnh danh là những chiến binh mạnh nhất hòn đảo và là hai cánh tay đắc lực của thủ lĩnh. Mose đánh giá rất cao nhan sắc của mấy bé gái, đặc biệt là Amaryllis, khi lớn lên chắc hẳn sẽ là đại mỹ nhân. Sau đó Kirisame lấy ra một sợi dây quay quay một lúc rồi ném lên trời. Bỗng đầu sợi dây hóa thành một luồng ánh sáng xanh lan tỏa xung quanh để bảo vệ Amaryllis, nên những đứa trẻ đẩy cô bé ra phía sau đuôi tàu. Rồi đồng loạt tất cả đều hóa thành tượng đá. Amaryllis bị dính một phần đuôi tóc và cô cắt đứt nó. Ánh sáng xanh bỗng dừng lại trước khi cô bé bị hóa đá hoàn toàn. Và cô bé đã trốn thoát an toàn dưới biển. Amaryllis không nhìn thấy thủ lĩnh trên tàu, nên cô nghĩ năng lực hóa đá không phải là của thủ lĩnh. Nếu như thứ đó là vũ khí thì chỉ việc trộm nó là xong. Sau khi nghe câu chuyện của Amaryllis, Senku đã đưa ra vài suy luận. Đầu tiên là tia sáng có phạm vi hiệu lực, thứ hai là cần phải ném để sử dụng và người sử dụng cũng có khả năng bị hóa đá. Cuối cùng là chỉ cần cắt bỏ phần bị hóa đá thì sẽ không bị hóa đá nữa. Thế nên cậu kết luận thứ này có quy luật rõ ràng, mà thứ gì tuân theo quy luật thì đều là khoa học. Mà một khi đã quyết đấu bằng khoa học thì cậu tự tin mình sẽ không thua. Amaryllis bảo hàng năm phía thủ lĩnh sẽ đến từng làng để tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp 18 tuổi vào hậu cung. Mặc dù gọi là tuyển chọn nhưng thực chất là bắt buộc, cho dù người đó đã kết hôn đi chăng nữa. Cô tự tin mình rất dễ thương nên kiểu gì cũng sẽ được chọn. Một khi vào được hậu cung thì việc cướp lấy vũ khí hóa đá sẽ vô cùng dễ dàng. Kohaku nghĩ kẻ giữ thứ đó là Kirisame, một người có khả năng chiến đấu tốt, cho nên nếu không đi cùng người có thể chiến đấu thì cũng như không. Nhưng Amaryllis không biết phải kiếm đâu ra người biết chiến đấu để cùng cô vào hậu cung. Thế là cả bọn đều hướng ánh nhìn vào một người nào đó. Và người nào đó cũng nhận ra việc này chỉ có mình mới có thể làm được nên cũng háo hức đồng ý. Amaryllis đưa cho Kohaku một bộ đồ để thay và cô thản nhiên thay luôn tại chỗ mà chả quan tâm tới mấy gã đàn ông xung quanh. Senku nghĩ không quan tâm cũng chẳng sao, nhưng với tính cách này thì khó mà được chọn vào ngày mai. Kohaku còn cảm thấy bộ đồ này quá vướng víu, nhất là khi tung mấy cú đá bể mặt. Đã vậy còn vác luôn cả vũ khí trên lưng nữa chứ, khiến cho ghen tức muốn hộc máu. Trang phục đã lo xong, nhưng thứ tiếp theo là trang điểm khoa học thì cần phải có phòng thí nghiệm. Thế là cả bọn quay lại tàu để có thể lấy được phòng lab di động. Khi có được lab thì có thể chiến đấu trên hòn đảo này. Tuy nhiên con tàu đã bị phe địch chiếm đóng. Amaryllis bảo gã già râu cao ngòng kia không phải là thủ lĩnh mà là tể tướng Ibara. Gã nhận chỉ thị từ thủ lĩnh để ra lệnh cho mọi người và gã là một trong những kẻ quyền lực nhất trên đảo. Kirisame báo cáo trên tàu có rất nhiều trang thiết bị nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, nên cô ả nghĩ có thể đó là ma thuật của đám đã trốn khỏi đảo và đề nghị phá hủy hết tất cả chúng. Nhưng gã Ibara lại rất khó chịu và cho rằng chỉ thủ lĩnh mới được phép quyết định ở đây. Gã còn thích thú với quần áo của mọi người, còn định đem về và sửa lại để cho những cô gái ở hậu cung mặc. Thế là gã đập bể mấy bức tượng để dễ cởi đồ hơn. Kohaku quá tức nên lao xuống và núp ở một vách đá để chờ cơ hội đột nhập. Nhưng Kirisame đã phát hiện ra cô, làm cô phải vào tư thế chiến đấu. Nhìn thấy cô thủ thế ngay khiến Kirisame rất bất ngờ mà lao vào tấn công cô rất dữ dội. Cô đánh giá Kirisame quá mạnh để có thể áp chế bằng tay không. Rồi cô nảy ra ý tưởng và hét lớn chữ láp, bảo chỉ cần mỗi thứ đó không cần thứ gì khác nữa, làm cả bọn giật bắn cả người. Cả bọn nhận ra đây là thuật ngữ mà dân trên đảo không hề biết, nên có thể dùng nó để làm ám hiệu liên lạc với vương quốc khoa học. Gen liền gọi Senku với cái tên là láp, còn bảo Senku hãy mau đến đó để cứu bạn gái của mình. Rồi Gen giở trò nói rằng Kohaku có tính chiếm hữu rất cao, cho nên sẽ nổi máu ghen khi thấy bạn trai mình đứng cạnh một cô gái khác. Kirisame nghe thấy liền nhớ tới hình ảnh của Kohaku lúc nãy và nghĩ đó là bộ dạng ỏng ẹo đang ghen. Kohaku để củng cố cho vai diễn nên liền ôm Senku mà hôn chụt chụt, làm cho những con người ở đó một phen kinh hãi tột độ. Kirisame ngại ngùng đỏ mặt khi chứng kiến một cặp đôi chim chuột ngay trước mắt mình nên vội vã bỏ đi. Kohaku đã dựa vào trực giác và đoán vẫn còn một ai đó trên tàu chưa bị hóa đá.
quay lại thời điểm trước khi cả tàu bị hóa đá, thuyền trưởng Ryu Sui khi chứng kiến Kirisame ném sợi dây một cách bất ngờ mà chẳng nói năng gì, nên thuyền trưởng khẳng định đây là một đòn tấn công và thuyền trưởng đã dùng vài giây ngắn ngủi để suy nghĩ trước khi sợi dây phát huy tác dụng. Biết bản thân sẽ không thể tránh khỏi nên thuyền trưởng quyết định sẽ cứu một ai đó và thuyền trưởng đã đá văng Suika ra khỏi tàu. Nhưng vì trước đó Ukyo đã nhờ Jinzo kiểm tra dưới đáy biển nên cậu cũng may mắn thoát khỏi cảnh bị hóa đá. Lúc nãy mũi tên của Ukyo bắn ra đã làm lệch hướng của sợi dây nên phạm vi của tia sáng đã không chạm tới chỗ của cậu. Jinzo rất buồn khi nhìn thấy mọi người đều bị hóa thành đá, đặc biệt là Kinzo, chiến hữu luôn kề vai sát cánh bên cạnh cậu. Cậu cảm nhận có người đang đến nên đã trốn vào thùng phi theo cách mà thuyền trưởng từng nhốt Suika trước kia. Và vừa rồi cậu đã nghe thấy tiếng hét của Kohaku nên đợi tụi địch lơ là mà ra ám hiệu với cả bọn. Senku thử nhìn qua ống nhòm để tìm một ai đó trên tàu theo trực giác của Kohaku với bản mặt tràn đầy hy vọng. Nhưng khi biết đó là Jinzo thì cả bọn liền lộ bản mặt thất vọng tràn trề, khiến Amaryllis nghĩ người tên Jinzo này hẳn là một kẻ vô tích sự. Gen đã mong đợi một ai đó hữu ích hơn, ví dụ như trong trò chơi thẻ bài thì Magma hay Taiju sẽ xếp vào hạng SR, còn Ryusui, Ukyo hay Francois sẽ thuộc hạng SSR. Còn cái gã tên Jinzo này thì bố mày chịu, nhưng Kohaku vẫn cố tự nhủ khi cần thì Jinzo cũng rất được việc, như cách mà Jinzo đang cố truyền tải một thông điệp nào đó. Nhưng Senku nhìn vào khẩu hình miệng của Jinzo thì đọc được ba chữ, cứu tôi với. Và cả bọn đang có cùng một suy nghĩ đó là hết cứu. Chợt gã tể tướng phát hiện cái thùng phi bị xê dịch so với ban đầu mà gã thấy, nên hỏi tụi lính có thằng nào đụng vô không. Rồi gã định mở cái thùng phi ra, thì chợt có tiếng động phát ra từ phòng kính. Lũ địch đi xuống thì thấy có mấy con vật lạ và nhận ra mấy con này giống hệt con dê theo miêu tả từ 100 câu chuyện. Nhưng thực tế tiếng động vừa rồi không phải từ bọn dê mà là từ một quả dưa. Cả bọn lúc lên đảo có đi trên một chiếc thuyền nhỏ, nhưng đã chu đáo giấu nó ẩn mình với thiên nhiên nên có thể yên tâm sẽ không bị phát hiện vẫn còn kẻ đột nhập đã lên đảo. Senku và đồng bọn thấy tụi địch vào phòng kính nên đoán vẫn còn một ai đó chưa bị hóa đá đang đánh lạc hướng tụi nó. Và chắc hẳn người này rất hữu ích và người này là một bậc thầy xâm nhập và ẩn mình với thiên nhiên với cấp độ lá bài thuộc hạng SSR. Senku rất tin tưởng Suika sẽ nhận ra và ngụy trang cho chiếc xe láp và Suika đã không làm cho Senku thất vọng. Tuy nhiên Gen lại lo lắng đồng đội của Suika là Jinzo không biết có làm nên trò trống gì không. Nhưng Kohaku vẫn một mực tin tưởng vào Jinzo, tin rằng khi cần thì cậu ấy sẽ rất được việc. Jinzo thừa cơ hội có ai đó cứu mình mà tìm đường chạy trốn, chuẩn bị nhảy khỏi tàu trong suy nghĩ mình là người may mắn duy nhất thoát nạn, thì cậu chợt nhớ tới những đồng đội bị hóa đá và chiến hữu Kinzo của mình. Thế là cậu mang bức tượng của Kinzo theo để cùng bỏ chạy. Bỗng cậu thấy Suika đang bị mấy tên lính truy đuổi, tuy nhiên bọn lính không biết Suika là con người mà nghĩ là một loài vật nào đó. Trong lúc bị đuổi thì Suika luôn miệng nói sẽ lôi kéo sự chú ý của tụi địch nhằm để Jinzo có cơ hội chạy thoát cùng xe láp. Còn Jinzo thì lo lắng tột độ khi nghe những lời đó của Suika, vì nếu mà bị tóm kiểu gì cũng sẽ bị hóa đá hay bị giết luôn cũng nên. Jinzo vẫn định bỏ chạy cùng Kinzo, nhưng khi nhìn vào sâu thẳm trong tâm hồn của chiến hữu mình, cậu đã cảm nhận được sự hy vọng của chiến hữu về lựa chọn của cậu lúc này. Và cậu đã quyết định để chiến hữu ở lại mà đến chỗ chiếc xe láp, rồi cậu dùng sức để đẩy chiếc xe lên. Suika đã bị tóm nhưng tụi địch lại không thấy có thứ gì trong vỏ dưa. Còn Jinzo thành công đưa chiếc xe lên trên và nó đã lao thẳng xuống biển. Jinzo sau đó nhảy xuống biển cùng chiếc xe, còn người lái chiếc xe lại là Suika. Và Suika đã lái nó chạy thẳng vào rừng, kế hoạch thành công mỹ mãn và cả bọn đã đoàn tụ với nhau. Nhưng tụi lính láp đã đuổi theo và bao vây xung quanh. Tụi nó cho rằng thứ kỳ quái có thể đi được trên mặt nước và cả trên cạn này là một con vật, vì vốn dĩ tụi nó không hề biết đến sự tồn tại của thứ gọi là xe. Senku lấy điều này làm may mắn, rồi nghĩ cách nào đó rời khỏi đây mà không bị phát hiện, vì bây giờ khởi động xe sẽ có khói bốc lên và gây chú ý. Chợt cậu nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều hoa nhài, rồi cậu lấy ra vỏ sò mà Amaryllis đã nhặt lúc sáng. Cậu quấn thịt của sò đã thối giữa bằng hoa nhài rồi hâm nóng, thế là cậu đã tạo ra được phân. Cậu còn cho thêm mùi thung thủng của lưu huỳnh vào nữa. Mùi thối này đã lan tỏa ra bên ngoài, Gen còn tạo thêm tiếng động cho giống như động vật đang thải phân, khiến cho tụi lính láp chạy toán loạn và khẳng định thứ này đúng là một con vật. Thế là cả bọn đã tẩu thoát an toàn mà không lo khói của xe gây nghi ngờ. Gã tể tướng rất chú ý tới dấu vết từ bánh xe để lại, còn cả bọn thì tranh thủ tạo ra dấu vết giả nhằm đánh lừa tụi nó. Amaryllis dẫn cả bọn đến hang động Sapphire mà chỉ dân làng của cô mới biết. Nước ở bên trong hang rất trong veo và lấp lánh màu xanh. Gen cảm thấy nó rất giống với hang động Blue Roto ở nước Ý. Hang động Blue Roto là một hang động vô cùng nổi tiếng với làn nước màu xanh đặc biệt. Đây là một hang động dài 60m và rộng 25m ở ngoài khơi đảo Capri, nước Ý. Khách du lịch sẽ đến hang bằng một chiếc xuồng nhỏ chở tối đa 4 người.
Miệng hang rất hẹp nên cần phải cúi thấp người xuống để không bị sức đầu mẻ trán. Điểm thu hút nhất ở hang là màu nước xanh lấp lánh huyền ảo cứ như trong truyện cổ tích. Và giờ cả bọn sẽ tạm lánh nạn ở một hang động đẹp không kém hang Blue Grotto là bao. Gã tể tướng lúc này đang lần theo dấu vết của chiếc xe, còn kêu tụi lính lục soát thật kỹ để tránh hậu họa về sau nếu như vẫn còn kẻ nào đó sống sót. Và phải lục soát không chừa một chỗ khỉ ho có gáy nào trên đảo. Kohaku lo ngại không biết vụ này có ảnh hưởng tới vụ tuyển chọn hậu cung ngày mai không, nhưng tướng ngồi của cô khiến Gen rất quan ngại. Amaryllis quay trở về cùng rất nhiều trái cây và khẳng định vụ tuyển chọn vẫn sẽ diễn ra. Với những loại trái cây này, Senku tự tin có thể làm ra được mọi loại mỹ phẩm. Và đây là sơ đồ mà cậu đã vạch ra. Các bạn có thể bấm dừng video để xem kỹ hơn nhé. Nhìn vào sơ đồ, Kohaku không ngờ làm đẹp lại vất vả đến như thế. Senku sẽ bắt đầu trước với tóc vì cậu cho rằng cái răng cái tóc là gốc con người. Nhưng vừa tháo dây buộc tóc thì cậu bị vã cho sấp mặt vì không ngờ tóc của Kohaku lại cứng như kẽm gai. Senku bắt đầu thí nghiệm của mình. Cậu trộn dầu dừa với natri hydroxit và axit sulfuric. Sau đó cậu trộn tiếp với muối và dầu để cho nó sệt lại. Và thế là đã có được dầu gội đầu. Sau đó Kohaku tự sấy khô tóc bằng sức trâu của mình. Nhưng thật lạ khi đã gội đầu mà tóc của Kohaku vẫn là tóc của Kohaku. Sau đó Senku bắt đầu phân tích về tóc của Kohaku. Cậu bảo mỗi sợi tóc của Kohaku được bao bọc bởi một lớp biểu bì giống như vỏ tre. Khi gội đầu bằng dầu gội bụi bẩn sẽ cuốn trôi đi hết. Tuy nhiên lớp biểu bì lại bị sơ xác đi. Bởi vì thế nên dù được gội sạch nhưng tóc vẫn cứng như kẽm gai. Cả bọn cảm thấy đây là lần đầu Senku nói về khoa học mà lại dễ hiểu đến vậy. Senku nói tiếp, cậu sẽ dùng kiềm để mở lớp sừng của sợi tóc ra để đưa thành phần có chứa đường vào thì điện tích âm sẽ bờ bla bla bla. Cả bọn toát hết cả mồ hôi vì lại tiếp tục không hiểu cái cóc khô gì. Nói tóm lại, Senku sẽ chế ra dầu xả tóc và lần này tóc của Kohaku đã trở nên rất mềm mượt và óng ả. Tiếp đến Senku nghiền đá Mikasa, thứ đá lấy được từ hang động trong chuyến thám hiểm cùng Chom và Magma lúc trước và thế là đã có được kim tuyến. Senku tiếp tục lấy ra ba loại bột khác màu, cậu bảo bột màu trắng là cerisite, còn màu đỏ và vàng là từ đá hematite, một dạng khoáng vật của oxit sắt, trộn cả ba lại với dầu dừa sẽ có được kem nền. Sau đó cậu tiếp tục chế ra son môi và nước hoa, và cả bọn đã có được một bộ mỹ phẩm siêu hạng. Kohaku cầm mỹ phẩm với tư thế rất căng như đang cầm vũ khí, rồi cô tự bôi cho chết chấu vô mặt mình. Thoáng chốc Kohaku đã biến hình thành một đại mỹ, à không, một con ác quỷ hầm bà làng. Làm cả bọn rất lo lắng cho vụ tuyển chọn vào ngày mai. Amaryllis đành phải trổ tài nghệ trang điểm đỉnh cao của mình. Thoáng chốc Kohaku ác quỷ đã trở thành một đại mỹ nhân thực thụ. Amaryllis công nhận mỹ phẩm khoa học đúng là tuyệt vời làm sao. Thế là cô nảy ra một ý tưởng điên rồ, cho rằng càng nhiều ứng cử viên càng tốt. Và cô đã cho ra đời rất nhiều mỹ nữ trong truyền thuyết. Ai nhìn cũng phải tự chọc mù mắt mình. Kiểu gì đưa ba đứa này đi ứng cử cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Tuy nhiên vẫn có một đứa rất phù hợp từ thân hình và giọng nói đang tồn tại ở đây, và đó là cái thằng của nợ này. Cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng đã đến. Những cô gái xinh đẹp đạt tiêu chuẩn ứng cử đều đã xuất hiện, bao gồm cả ba đại mỹ nhân của đế chế khoa học. Nhưng Jinzo lại rất e dè, sợ hãi và không muốn được chọn chút nào. Trên đường lùng sục bè lũ Senku thì gã tể tướng đã tóm được một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên cô gái này vừa mới làm đám cưới gần đây. Chồng của cô gái đã bị bọn chúng đánh đập. Dù Vasin nài nỉ thế nào thì gã tể tướng vẫn rất lạnh lùng không chịu buông tha. Thế là anh ta định sanh chín với gã một trận. Amaryllis liền ngăn anh ta lại và bảo anh hãy bình tĩnh. Rồi tiết lộ về kế hoạch trà trộn vào hậu cung để cướp vũ khí hóa đá để giải cứu mọi người của cô. Gã tể tướng bắt các cô gái tự giới thiệu bản thân mình. Amaryllis giới thiệu trước, với khả năng diễn xuất xuất quỷ nhập thần như một ngôi sao Hollywood nên đã được gã tể tướng chấm đậu ngay lập tức. Đến lượt Kohaku thì cô lại giới thiệu lấp và lấp vấp không được trơn tru cho lắm. Làm tên tể tướng không biết nên chấm cô đậu hay là rớt. Nhưng nhìn kỹ lại thì gã thấy Kohaku rất là xinh đẹp. Thấy sắp bị sờ vào chỗ tưng tưng thì Kohaku định cho gã về chầu ông bà luôn. Nhưng Mose đã kịp thời nhận ra và ngăn cản. Mose bảo với gã tể tướng là do có con ong đang đến mùa nên đã cản nó lại. Rồi gã tể tướng quyết định chấm Kohaku đậu. Tên Mose bảo Kohaku thực sự rất mạnh và hắn thích những cô gái mạnh mẽ như vậy. Còn nói tuy không rõ mục đích của cô là gì nhưng điều đó không liên quan đến hắn. Nhưng hắn cảnh cáo nếu cô dám phá nát hậu cung của hắn thì hắn sẽ ngăn cản cô lại bằng vũ lực. Rồi hắn hẹn gặp lại cô ở hậu cung. Cô bảo nếu như điều hắn muốn là một trận đập nhau thì cô rất sẵn lòng đón nhận. Cuối cùng đến lượt cô nàng Jinzo của chúng ta, cô nàng cố gắng làm mọi cách để không được chọn, tự cho rằng bản thân không hề dễ thương chút nào hết. Nhưng cái đậu xanh, gu của thằng cha tể tướng quá ư là mặn, và Jinzo đã đậu ngay lập tức. Senku dùng một cuộn dây đồng và kết hợp với muối Rochelle lấy từ nắp rượu vang, thứ dùng để làm loa phát thanh trước kia, kết hợp chúng lại với anten và đá, và cậu đã chế ra được tai nghe không dây mang dáng vẻ của khuyên tai. Nhiệm vụ của cả bọn bây giờ là đưa nó cho Kohaku.
Senku bảo thứ này không cần xài pin mà vẫn có thể sử dụng được vĩnh viễn, vì đây là máy thu vô tuyến tinh thể, dùng năng lượng nhận được từ sóng vô tuyến thông qua anten để hoạt động. Tuy nhiên nó chỉ hoạt động một chiều, sẽ không thể nghe được gì từ phía của Kohaku. Senku và đồng bọn đã bí mật đi theo Kohaku. Soju đã ném tai nghe không dây lên trời, cặp mắt tinh anh của Kohaku đã nhìn thấy và chụp lấy nó. Gen thử liên lạc với Kohaku, cậu bảo nếu cô nghe thấy thì hãy tạo một dáng vẻ thật đáng yêu. Kohaku không biết dáng vẻ đáng yêu là như thế nào, bỗng cô nhớ tới tư thế của Suika hay làm, thế là cô đã miễn cưỡng hết sức để bắt chước tư thế của bé dưa. Cả bọn nhìn thấy và tuyên bố tai nghe đã thực sự hoạt động, nhưng Kohaku lúc này đang rất quạo, cô thề khi gặp lại Gen sẽ dần cho cậu một trận như tử, khiến cho Gen có một cảm giác rất rùng mình. Senku bảo để cướp vũ khí hóa đá từ một người mạnh như Kirisame rất khó, cho nên cách duy nhất để có thể cướp được nó là khi cô ta ném nó đi. Senku liên lạc với bên Kohaku, cậu bảo từ giờ hai bên sẽ chia làm hai cách chiến đấu, bên cậu sẽ là đội khoa học, còn bên Kohaku sẽ là đội gián điệp. Và nhiệm vụ của đội gián điệp là quan sát tình hình phe địch và dụ cho Kirisame tách ra một mình và khiến cô ta ném vũ khí hóa đá lên trời. Sau đó đội khoa học bên cậu sẽ cướp nó từ trên không trung. Và cậu sẽ chế tạo ra drone, kẻ thống trị không gian 3 chiều, máy bay không người lái. Sau đây là sơ đồ chế tạo drone của Senku. Các bạn bấm dừng video để xem kỹ hơn nhé. Senku sử dụng cái móc kim loại hình chữ U và bảo sẽ dùng nó để làm motor. Đầu tiên cậu quấn dây đồng quanh một miếng sắt và cho dòng điện chạy qua nó. Thế là cậu đã có được nam châm điện. Cậu tiếp tục làm như thế với cái móc chữ U và cái móc chữ U cũng đã trở thành nam châm. Cậu đặt hai cái nam châm cạnh nhau thì nó tự xoay vòng vòng không ngừng nghỉ. Và thứ này chính là motor. Nhưng Senku cần có một nam châm điện siêu mạnh, thế là cả bọn cùng nhau ngồi quấn dây đồng mệt nghỉ. Kohaku cuối cùng cũng đã đến hang ổ của kẻ địch, một nơi nhìn khá là xịn sò. Một tên chiến binh đội mũ đầu chó của phe địch đấm bể bức tượng đá. Gã đầu chó này tên là Oarashi và rất tự tin về sức mạnh của bản thân. Bức tượng đá này vốn là của một người đã lẻn vào hậu cung để cứu con gái mình nhưng bất thành. Đầu chó cảnh cáo cả bọn nếu không muốn giống như vậy thì đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn. Kohaku đánh giá an ninh ở đây khá là nghiêm ngặt, cho nên cả bọn chỉ có thể tìm kiếm từ bên trong mà thôi. Đột nhiên Kohaku nhìn lên căn chòi phía trên và kêu Amaryllis câu giờ cho cô khoảng 15 giây, dù chưa hiểu lắm nhưng Amaryllis đồng ý luôn. Thế rồi Amaryllis quay qua quyến rũ đầu chó và khen cơ bắp của hắn các kiểu, khiến cho đầu chó xì khói luôn. Sau đó cô còn thả thính cả hai tên lính láp nữa và tụi nó đã bị dính vào lưới tình của cô. Còn Kohaku tranh thủ 15 giây của mình và đi thám thính tình hình, nhờ vào con mắt tối thượng cô đã nhìn thấy điều muốn thấy. Kirisame nghe ồn ào nên bước tới với vẻ mặt rất cao có. Cũng may Kohaku đã về kịp lúc sau 15 giây nên không có chuyện gì xảy ra. Kohaku bảo đã tìm thấy chìa khóa khoa học dẫn đến chiến thắng, nhưng không biết phải thông báo điều này cho phía Senku bằng cách nào. Trong lúc luyện tập cách đi bằng một ống tre trên đầu, Jinzo rất khó khăn để giữ được nó mà vẫn đi đứng đàng hoàng, thế là cậu bị bà huấn luyện tẩn cho một trận như tử. Sau một thời gian ngồi quấn dây đồng, cuối cùng Senku và đồng bọn cũng đã chế thành công motor và chạy thử bằng cách gắn pin vào một chiếc xe 4 bánh mini. Gen nhìn thấy chiếc xe mini này thì chợt nãy ra một ý tưởng liên lạc gì đó rất xịn sò. Sau đó con chuột motor đã được kích hoạt ở cứ địa phe địch. Tụi địch nhìn thấy không biết nó là một con chuột nhân tạo, nhưng một người thuộc phe khoa học như Kohaku vừa nhìn thấy là nhận ra ngay và chụp lấy nó. Nhưng hành động của Kohaku đã bị bà huấn luyện phát hiện, thế là cô vội vã giấu con chuột vào áo mình. Amaryllis liền sử dụng kỹ năng diễn xuất và khóc lóc, bảo rằng có một con chuột khổng lồ xuất hiện làm cô rất sợ, nhưng nhờ có Kohaku bắt được nó nên giờ hết sợ rồi. Jinzo không thể tin được tụi con gái này có thể lật mặt kinh khủng như vậy. Gen bảo con chuột này dùng để cứu nguy khẩn cấp, nếu có chuyện gì cứ phóng nó đi để gửi thư cầu cứu. Nghe tới thư, Jinzo liền nhớ tới lúc cả làng học chữ, trong đó có cả chiến hữu Kinzo của cậu. Nhưng việc học thì Jinzo lại chẳng khoái, thế nên tới tận bây giờ cậu vẫn chẳng biết một chữ nào. Rồi cậu khóc lóc hối hận nói nếu biết có ngày hôm nay thì cậu đã học chữ rồi. Tuy thế Jinzo đã giúp cả bọn có ý tưởng gửi một bức thư vào con chuột, thế là Kohaku xé một mảnh vải và dùng máu để gửi một bức thư hình ảnh cho phía Senku. Nhưng vì vẽ quá xấu nên phía Senku chả biết nó mang ý nghĩa gì. Senku đã thử phân tích từng hình và cậu đoán ra ý nghĩa là Hyoga dùng động cơ để làm chảy que kem. Nhưng một thông điệp tào lao như thế thì họ đã chẳng gửi làm gì. Thế là nhà tâm lý học tài ba đành phải ra tay, cậu bảo muốn giải được nó thì phải đặt mình vào vị trí của người vẽ. Nếu như Kohaku và đồng bọn gặp nguy hiểm thì sẽ vẽ những thứ tối giản nhất có thể. Nhưng thứ này lại quá khó hiểu, cho nên họ đã không thể làm cho nó dễ hiểu đi được. Bởi vì thông điệp mà họ muốn truyền tải không quen thuộc với làng, hay nói cách khác thì nó là thuật ngữ của khoa học. Ban đầu Senku nhìn vào hình đầu tiên thì nghĩ đó là que kem, nhưng khi được Gen thông não thì cậu chợt thấy nó giống như nhựa lúc chế ra điện thoại. Trong tiếng Nhật, nhựa được gọi là Purasuchiku. Tuy thế cả bọn vẫn chẳng hiểu Kohaku cần nhựa để làm gì.
Thế là nhà tâm lý học thử bắt chước cách suy nghĩ của Senku và phân tích hình kế tiếp. Cậu bảo thứ này trông rất giống một vết máu. Vì phía Kohaku đã bôi máu trên đầu ngón tay để ấn xuống, cho nên nó có thể là chữ chi. Chữ chi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là máu. Tiếp đến là hình vẽ trông giống Hyoga, cây thương mà Hyoga đang cầm dài bất thường, nên hình này chắc hẳn ám chỉ chữ ra gì, có nghĩa là cây thương, hoặc Suzoi có nghĩa là mạnh mẽ, cũng có thể là Nagai có nghĩa là dài, hay thậm chí là Kowai có nghĩa là đáng sợ. Gen bảo một người nhát như Jinzo sẽ không dám cắt tay mình, cho nên Kohaku là người đã vẽ nó, vì thế Kohaku sẽ không cảm thấy điều này là đáng sợ, và cậu loại được chữ Kowai. Và cuối cùng là hình trông giống như động cơ, cậu bảo một dân làng như Kohaku thì thứ ấn tượng ở làng sẽ là những thứ có lợi ích nhất, và thứ mà dân làng ấn tượng khớp với hình vẽ chắc hẳn là lò lửa. Gen nghĩ ra được 4 chữ cho điều này. Đầu tiên là Dango có nghĩa là lò lửa. Thứ hai là Asui có nghĩa là nóng. Thứ ba là Atakai có nghĩa là ấm. Cuối cùng là Poka Poka có nghĩa là ấm áp. Senku bảo nếu dùng một hoặc hai âm tiết đầu thì có 96 cách kết hợp. Và giờ cả bọn sẽ chơi trò nối chữ bằng tiếng Nhật. Kohaku đã tìm thấy dưới gốc cây đại thụ nơi ở của thủ lĩnh có một vật thể hình cầu do con người tạo ra. Cô nghĩ đó hẳn là thứ bền bỉ đã tồn tại suốt hàng nghìn năm qua và nó chắc chắn là dương kho báu do những phi hành gia để lại. Senku sau một lúc phân tích, cậu đã nhìn ra được thông điệp mà Kohaku muốn truyền tải. Cậu kết hợp chữ Pura trong nhựa, chữ Chi của vết máu, chữ Naga của từ dài và Atta của từ ấm. Khi ghép lại chúng ta sẽ có câu Purakinaga Atta, dịch sang tiếng Việt nghĩa là ở đây có bạch kim. Và điều này cũng có nghĩa những người bị hóa đá sẽ được hồi sinh. Tối hôm đó Kohaku đã đột nhập tới chỗ dương kho báu, nhưng khi cô chạm tay vào nó thì nó vỡ tung ra. Cô cho rằng lớp kim loại bên ngoài dù được gia cố bằng tinh hoa của nhân loại thì vẫn không thể chống chịu nổi sau ngần ấy năm. Rồi cô đào bới để xem bên trong chứa gì, thì cô thấy một lớp đá màu trắng rất cứng. Cô nhận ra cách bảo quản này giống với đĩa thu âm lúc trước. Lúc đó cô đã dùng búa để đập vỡ nó ra, tuy nhiên nếu làm thế lúc này sẽ gây chấn động tới tụi địch. Phía Senku cũng đang bàn tán về vấn đề này. Cậu bảo dương kho báu sẽ được bọc bởi một lớp bê tông để bảo quản được lâu dài. Và để phá được nó một cách im lặng trong lòng địch thì cần phải có loại bom câm. Người ta thường dùng bom câm để phá những khối bê tông mà không gây tiếng ồn trong khu dân cư. Sau đó cậu trộn một chất lỏng màu xanh ngọc lục bảo và một thứ bột màu trắng với nhau. Chất lỏng màu xanh ngọc lục bảo là axit sulfuric, còn thứ bột màu trắng là canxi sunfat. Sau khi trộn với nhau chúng ta có được thạch cao. Hôm sau cậu liên lạc với đội gián điệp để phổ biến kế hoạch mở dương kho báu và ba con chuột máy đã được gửi đến cứ địa của địch. Amaryllis và Jinzo được Kohaku giao nhiệm vụ cầm chân băng đầu chó. Amaryllis bảo đang chuẩn bị một bài tập nhảy để dành tặng thủ lĩnh nên muốn tụi nó xem thử. Thế là tụi nó khoái chí mà dính câu ngay. Jinzo cũng bị bắt nhảy nên cậu đã miễn cưỡng mà nhảy trong nước mắt. Senku kêu Kohaku hãy khoan một lỗ thật nhỏ bằng dụng cụ mà cậu đưa đến. Âm thanh khi khoan đã đến tai của tụi đầu chó. Jinzo nhanh trí lấy cây thương của đầu chó để thực hiện điệu múa thương. Điều này đã đánh lạc hướng được tụi nó. Amaryllis lo lắng nếu Jinzo không múa được thì sẽ bị lộ ngay. Nào ngờ Jinzo lại múa như được mùa, khiến cả bọn phải lóe cả mắt. Vốn dĩ Jinzo là một chiến binh gác cổng của làng và thường xuyên được Kohaku và Kinzo chỉ dạy, nên mấy chuyện này là vặt vãnh với cậu. Nhờ Jinzo đánh lạc hướng mà Kohaku đã đục lỗ thành công. Kohaku tiếp tục làm theo hướng dẫn của Senku và cho hai ống nghiệm vào trong lỗ. Sau đó cô đập bể cả hai ống đó, hỗn hợp ở bên trong lỗ sẽ hình thành tinh thể thạch cao. Và nó dần phồng lên trong cái lỗ chật hẹp này, thạch cao sẽ phát nổ với cường độ lên tới 300 kg/cm². Tối hôm đó Kohaku đến dương kho báu để kiểm tra kết quả và cuối cùng dương kho báu đã được mở thành công. Tuy lớp bê tông đã vỡ nhưng để tháo từng mảnh vỡ cũng khó tránh việc phát ra tiếng động, với lại để mang thứ này ra bên ngoài cũng là một vấn đề. Bỗng Kohaku làm rớt một mảnh vỡ bê tông xuống dưới gương tạo thành tiếng động lớn, lũ đầu chó nghe thấy và vội vã đi kiểm tra. Kohaku lo sợ mảnh vỡ vừa rồi đã làm bể thứ gì đó dưới gương và đó là một lọ thủy tinh đựng thứ cát màu vàng. Cô nghĩ thứ cát vàng này hẳn có giá trị gì đó nên đã mang nó theo và vội vã rời đi. Còn bọn đầu chó phát hiện ra chỗ gương kho báu nhưng chỉ thấy toàn mảnh đá vỡ, nên tụi nó nghĩ chắc có thứ gì đó tự rớt xuống mà vỡ ra thôi. Senku đang gặp khó khăn vì cái motor cứ gặp trục trặc, nếu cứ thế này thì khi chế ra drone kiểu gì nó cũng sẽ bị rơi. Cậu ước phải chi giờ có ông Kaseki thì tốt biết mấy. Suika đã mang con chuột máy từ đội gián điệp gửi về, Senku mở ra thì thấy thứ cát vàng mà Kohaku đã lấy. Cậu nhận ra thứ này là bụi vàng mà Byakuza đã nhặt trên con sông nhỏ trên đảo. Cậu cho rằng dù hiếm nhưng bụi vàng trong tự nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có lẫn một ít bạch kim và cậu đã tìm được một hạt bạch kim nhỏ xíu xìu xìu. Suika thấy ít quá nên định ra sông kiếm thêm, nhưng Senku bảo bạch kim hiếm vô cùng, mỗi một tấn vỏ trái đất chỉ có khoảng 0,001 gram mà thôi. Tìm được một hạt như thế này đã là may mắn lắm rồi, tìm cả con sông chắc mấy chục năm mới có được chút ít.
chợt Senku tìm thấy được cả đống viên nữa trong đám bụi vàng này, và mấy chục năm mà Senku vừa nói khi nãy cũng đồng nghĩa với việc Byakuya đã dành ngần ấy năm để mò khắp con sông. Byakuya từng nói với những đứa trẻ rằng những tài nguyên quý hiếm dễ đào trên bề mặt trái đất hầu như đều đã được khai thác hết, có nghĩa nền văn minh sẽ không thể gây dựng lại bằng một cách nhảy vọt. Thế nên để nền văn minh có thể thực hiện được một bước nhảy, ông đã dành phần đời còn lại để thu thập thật nhiều kim loại quý hiếm. Dù đó là ban đêm, dù đó là lúc trời mưa bão, ông vẫn miệt mài thu nhặt từng chút một, với hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mai sau, bởi vì ông là một phi hành gia, người cống hiến cho tương lai của khoa học. Ông dặn những đứa trẻ khi nào ông mất hãy để những thứ ông tìm thấy vào dương kho báu, và ông đã chút hơi thở cuối cùng trên con sông ấy. Senku đã dành thời gian để đếm từng giây trôi qua, cha của cậu thì dành thời gian để thu nhặt những kim loại quý hiếm. Tuy cả hai không chung dòng máu, nhưng ý chí của cả hai lại giống nhau đến không ngờ. Và cả bọn đã có được bạch kim. Tể tướng Ibara đã đến chỗ của dương kho báu và nhìn thấy một mảnh thủy tinh. Thứ này giống hệt với căn phòng kính mà gã đã thấy ở con tàu. Và gã tuyên bố cứ địa có kẻ đột nhập. Senku đã chế ra một thiết bị vật lý khoa học tối tân. Cậu đã dùng bạch kim để làm chất xúc tác. Khi cho nguyên liệu chạy qua thiết bị này sẽ thu được axit nitric, thứ chất lỏng dùng để hồi sinh nhân loại sau lớp đá. Cả bọn đã đấu tranh suốt một thời gian dài cũng chỉ vì thứ chất lỏng này. Nhưng bây giờ đây, Senku đã có thể tự tạo ra nó bằng chính đôi bàn tay khoa học của cậu. Và bước đầu tiên, cậu sẽ hồi sinh toàn bộ thành viên của Vương quốc khoa học. Cuộc chiến giành lấy vũ khí hóa đá đã chính thức bắt đầu. Khi đã có được axit nitric, Gen chợt nhớ tới vụ chế ra thuốc súng lúc trước cũng từ thứ chất lỏng này. Nhưng Senku bảo để làm ra số lượng lớn thuốc súng cần phải có một nhà máy cực lớn mới được. Mà để làm được như vậy thì rất tốn thời gian, bây giờ lại đang trong tình thế cần phải chiến đấu nhanh gọn lẹ. Và ngay khi có đủ axit nitric để hồi sinh một người, thì chúng ta cần phải lần lượt hồi sinh toàn bộ thành viên của Vương quốc khoa học. Và mục tiêu đầu tiên mà cả bọn cần thực hiện là tạo ra drone. Chính vì thế nghệ nhân tài ba số 1 vũ trụ Kaseki sẽ là người hồi sinh đầu tiên. Tụi lính láp phe địch lúc này đang ném các tượng đá của phe ta xuống biển, khiến cho Suika khóc quá trời khóc. Nhưng Gen cho rằng đây chính là cơ hội cho chúng ta, vì tụi lính thường xuyên canh gác trên tàu sẽ rất khó cho việc hồi sinh mọi người. Tuy thế cả bọn lại lo lắng nước có thể sẽ cuốn trôi những mảnh vỡ. Suika liền nói nếu xét về thủy triều thì cần có thuyền trưởng Ryusui. Nhưng vì thuyền trưởng ăn mặc quá sành điệu nên bị tụi địch mang đi, vì tụi nó cho rằng thuyền trưởng là thủ lĩnh của cả bọn. Sau đó gã tể tướng trói Ryusui vào một cái cây, rồi gã bắt từng cô gái lên đập bể bức tượng. Vì gã cho rằng trong số các cô gái có kẻ gian đột nhập, nếu không phải đồng bọn của bức tượng thì chắc hẳn sẽ ra tay không một chút do dự. Các cô gái thế là lần lượt lên đập Ryusui ra bã. Kohaku tức không chịu nổi định quậy banh chỗ này, chợt Senku liên lạc với Kohaku qua tai nghe để thông báo chiến lược. Sau khi nghe xong, Kohaku liền bay lên đập Ryusui banh chành xác pháo, và trong bản mặt cô rất chi là hí hửng. Cô bảo với cả bọn vì thiếu dư Uchiha nên sẽ không thể ráp lại những mảnh vỡ siêu nhỏ được, cho nên cô phải tự mình ra tay để cho những mảnh vỡ gãy gọn nhất có thể. Và điều vừa rồi đã chứng minh được Kohaku không phải đồng bọn của Ryusui. Sau đó cô vận chuyển những mảnh vỡ của Ryusui về phía Senku. Và người nghĩ ra cách củ chuối này cũng chính là Senku. Kohaku đoán với tính cách của Ryusui, kiểu gì sau khi hồi sinh cậu ta cũng sẽ nói mình là người đầu tiên lập danh hiệu hồi sinh hai lần. Cuối cùng những mảnh vỡ cũng đã được vận chuyển và lắp ráp thành công. Vì Ryusui là người đã cứu Suika và chiếc mũ yêu thích của cậu đã bị tụi địch lấy mất, cho nên cô bé đã tự làm ra một chiếc mũ bằng giấy để tặng cậu. Sau đó Senku đổ nước hồi sinh lên người Ryusui, quá trình hồi sinh đã được diễn ra. Gen ngạc nhiên vì tiếng vỡ của đá không giống lúc trước. Senku bảo bề mặt phong hóa qua thời gian dài bị bong ra mới tạo ra âm thanh đó, còn lớp đá vừa được hình thành vài ngày thì không như vậy, và đây chính là phản ứng phá đá thật sự. Và đúng như những gì Kohaku đã đoán, vừa hồi sinh Ryusui liền nói mình là người đầu tiên đạt danh hiệu hồi sinh hai lần. Nhưng cậu cũng hỏi lại để xác nhận với cả bọn xem có đúng như thế không, và cả bọn bảo đúng là như thế. Kết hợp điều này và quan sát tình hình xung quanh, Ryusui liền khẳng định người tiếp theo cả bọn muốn hồi sinh chính là ông Kaseki. Cả bọn đi đến con tàu thì thấy tụi địch đang canh gác rất đông, có luôn cả gã mô siêu mạnh ở đây. Nhìn thấy tình hình này, Senku khẳng định tụi nó đang nghi ngờ có kẻ đột nhập trên đảo. Nhưng để hành động dưới biển thì cần trời phải sáng, mà bây giờ mà nhảy xuống biển rồi trồi lên để lấy hơi thì kiểu gì cũng sẽ bị tóm. Vì thế chỉ còn mỗi cách là phải lặn một hơi mà thôi. Ryusui quyết định trong tích tắc và cùng Soju nhảy xuống để thực thi nhiệm vụ lặn một hơi này. Nhưng được giữa chừng thì hết hơi đành phải bơi lên lại. Senku thấy thế liền nảy ra ý tưởng sẽ tạo ra bình dưỡng khí. Cậu tận dụng những thiết bị có sẵn từ xe láp để đỡ tốn thời gian. Sau đó cậu lắp ráp và hàn kín các phụ kiện và bít các khe hở cho chắc chắn hơn. Thế là cả bọn đã có được bình chứa, nhưng do không có ông Kaseki nên nó có hơi xấu một xíu. Tuy nhiên để có thể sử dụng được cái bình này thì cần phải nén khí vào nó. Senku tiếp tục tận dụng các thiết bị của xe láp để làm dụng cụ nén khí.
Gen thấy vụ này liền nghĩ tới vụ bơm khí tàn khốc ngày xưa nên cậu có hơi quan ngại. Tuy nhiên khi cậu thử làm thì nó lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Senku bảo vì mới bơm nên cấp độ atmosphere vẫn chưa cao, mà atmosphere càng cao thì nó sẽ càng nặng. Và đến con số 50 atmosphere cả bọn phải cùng nhau làm thì mới có thể kham nổi. Vì nén không khí dẫn đến nhiệt độ cũng tăng, cho nên Suika phải đổ nước lên bình để tránh nó bị phát nổ. Và cả bọn cần duy trì cái vụ này thêm 5 tiếng nữa mới có thể hoàn thành. Nhưng 10 tiếng sau thì cái máy bơm nổ banh chành, tuy nhiên với số lượng 2 bình đã là quá đủ. Ryusui và Soju tiếp tục hành trình mò kim đáy bể của mình, nhờ có bình dưỡng khí nên họ có thể dễ dàng hành động phía dưới con tàu. Senku bảo thời gian sử dụng bình phụ thuộc vào họ lặn sâu bao nhiêu và cậu đoán chắc tầm khoảng 10 phút. Và vì 10 phút này mà cả bọn đã làm việc hùng hục 10 tiếng ròng rã để nén khí. Đây quả là một canh bạc rất lớn và mang tính quyết định, vì 10 phút quá ít ỏi với lại cũng không thể làm thêm được bình nào nữa. Senku chợt nghĩ nếu biết rõ được vị trí thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Soju vốn có trí nhớ rất bá đạo nên anh có thể nhớ rõ được vị trí mà tụi địch đã ném mấy tượng đá xuống. Kết hợp với sự hiểu biết về đại dương của Ryusui, cậu đã đoán được vị trí của những tượng đá dựa vào dòng chảy xa bờ thông qua đoạn đứt gãy của rạn san hô và những thủy thủ đoàn của con tàu Perseus đã được tìm thấy. Thông tin này cũng đã được gửi lên cho phía của Senku. Tuy nhiên Ryusui và Soju kéo mãi mà bức tượng của ông Kaseki chẳng thể nhúc nhích, khiến cho phía Senku thắc mắc sao vẫn chưa có tín hiệu kéo lên dù đã tìm được mọi người. Thế là Senku sử dụng kiến thức khoa học để tính thời gian còn lại của bình dưỡng khí. Tính xong cậu dùng ám hiệu thông báo cho Ryusui là chỉ còn 4 phút nữa. Nhưng để đào bức tượng thì cũng phải mất cả tiếng mới xong, mà không có ông Kaseki thì sẽ chẳng thể có thêm một bình dưỡng khí nào khác. Chợt Ryusui nảy ra ý tưởng gì đó rất xịn sò, rồi cậu truyền thông điệp bằng mã Morse lên cho cả bọn. Dựa vào khả năng tâm lý học, Gen phân tích chắc hẳn Ryusui đang cần gấp thứ gì đó. Vì sau khi được thông báo bình chỉ còn 4 phút cậu ta liền gửi mã Morse thay vì điều gì khác. Và trong lúc gấp gáp thế này hẳn cậu ta sẽ gửi ký tự đơn thay vì một câu dài. Mà ký tự mà Ryusui vừa gửi là gạch gạch chấm chấm, nó có nghĩa là chữ Z trong tiếng Anh. Chữ Z thì lại có rất ít từ, ví dụ như Zoo có nghĩa là sở thú, Zebra có nghĩa là ngựa vằn, Zipper có nghĩa là khóa kéo, Zin có nghĩa là kẽm. Nhưng mấy từ bắt đầu bằng Z này đều không dùng được, cho nên Gen nghĩ mã Morse chắc hẳn phải là tiếng Nhật và gạch gạch chấm chấm trong tiếng Nhật là chữ Fu. Nghe đến đây Senku liền ném nước hồi sinh xuống dưới, vì chữ bắt đầu bằng Fu mà cậu đoán được chính là Fukatsueki, có nghĩa là nước hồi sinh. Lấy được nước hồi sinh, Ryusui liền đi đến bức tượng của Taiju. Soju nhận ra ngay mục đích của Ryusui là nhờ sức mạnh của Taiju để kéo lên. Nhưng anh lại lo lắng vì ở dưới nước làm sao chế nước hồi sinh cho được. Và Ryusui đã sử dụng khí trong bình để tạo ra bong bóng khí. Điều này sẽ giống với không khí trên bờ và cậu sẽ đổ nước hồi sinh từ phía dưới lên. Nhưng chợt cậu thấy Taiju bị thiếu mất một mảnh của cánh tay, nhưng Soju đã nhanh chóng tìm thấy và gắn nó vào. Vì Soju có trí nhớ rất bá đạo nên anh có thể nhớ rõ được hình dáng của mọi người và biết được cánh tay nào là của ai, và Taiju đã được hồi sinh. Ryusui quyết định sử dụng nốt dưỡng khí cuối cùng để giúp Taiju có thể thở dưới nước và giải thích tình hình, nhưng Taiju chỉ cần một hớp khí là đủ. Và cậu cũng không cần phải nghe lời giải thích, vì đối với cậu thì đồng đội không cần nhiều lời cũng có thể hiểu được bằng con tim. Cộng thêm sức của Taiju, cả bọn đã có thể kéo được ông Kaseki và mang thành công ông lên bờ. Senku định đổ nước hồi sinh lên ông Kaseki nhưng Gen ngăn lại, vì trên lưng của ông còn thiếu một mảnh, nếu hồi sinh ngay thì sẽ để lại sẹo trông không đẹp cho lắm. Bởi vì cái mảnh bị thiếu này trông giống như cái cục gì đó mà cô bé người máy Arale rất thích. Taiju trở về với rất nhiều mảnh vỡ của các thủy thủ đoàn tàu Perseus, cậu đã nín thở và lặn xuống biển để lấy mang về mà không cần đến bình dưỡng khí. Nhưng trong đống này vẫn chưa có mảnh của ông Kaseki, thế là cậu tiếp tục nín thở và tiếp tục lặn xuống biển. Tuy nhiên để mang hết tất cả mảnh đá vỡ về thì cậu cần thực hiện khoảng 200-300 chuyến nữa. Dù con số nghe có vẻ khủng khiếp nhưng đối với Taiju thì nó chẳng là cái xá gì. Cuối cùng mảnh đá giống cục gì đó cũng đã được tìm thấy và nghệ nhân số 1 vũ trụ đã được hồi sinh. Tuy nhiên ông Kaseki lại rất khoái cái vụ hóa đá này nên hớn hở nhảy múa đủ kiểu. Senku nghĩ có lẽ mấy căn bệnh của người già đã được hiện tượng hóa đá này chữa khỏi, cho nên hiện giờ ông Kaseki mới tràn đầy sinh lực đến vậy. Nghệ nhân tài ba đã hồi sinh, vì thế cả bọn bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, mọi người cùng nhau lắp ráp lại những mảnh đá vỡ. Chiếc xe lắp bị Senku tháo các phụ kiện cũng được ông Kaseki sửa chữa lại. Senku bảo để làm ra drone thì bộ phận quan trọng nhất chính là cánh quạt, và cậu cần một thứ nhẹ như lông chim này, cậu nhúng nó vào trong nhựa lỏng, sau đó tinh chỉnh nó bằng tay. Cậu còn nhờ ông Kaseki làm đồ chơi con quay, khiến Gen toát mồ hôi vì không biết thứ đồ chơi này cần để làm gì. Senku bảo thành phần của con quay có một thứ gọi là ổ bi, nó dùng để hỗ trợ chuyển động quay tốc độ cao, được coi là nền tảng của ngành công nghiệp điện máy. Và người đã nghĩ ra nó chính là Leonardo da Vinci,
một người vô cùng tài giỏi ở lĩnh vực hội họa và khoa học, cha đẻ của hai kiệt tác nổi tiếng Mona Lisa và Bữa ăn tối cuối cùng. Cậu cho những mảnh vụn vào trong cái máy này rồi quay, thế là có được rất nhiều viên bi. Lựa ra những viên bi có kích cỡ bằng nhau sẽ có được ổ bi. Cuối cùng những mảnh đá vỡ đều đã được mang về hết, những thủy thủ đoàn kỳ cựu của tàu Perseus đều đã được lắp ráp thành công. Nhưng lẫn đâu trong đó lại có một bức tượng kỳ lạ, Taiju bảo cậu đã đem hết những tượng đá ở khu vực đó về. Tuy nhiên nước hồi sinh chỉ làm được từng chút một, cho nên không thể chờ đợi để hồi sinh tất cả được. Với lại hang động này mà bị phát hiện, tụi địch chỉ cần ném vũ khí hóa đá ở bên ngoài cũng đủ để đi tong hết cả lũ. Vì thế để có thể giành chiến thắng thì cần phải hoàn thành được drone. Và nhờ có tài năng đỉnh cao của nghệ nhân số một vũ trụ, cả bọn đã thành công chế tạo được drone. Jinzo lúc này đang khóc lóc thảm thiết vì bị thủ lĩnh triệu tập. Kohaku cho rằng đây là cơ hội tốt để có thể thu thập thông tin. Tuy nhiên Jinzo nhà ta lại không có gan để làm mấy chuyện này. Đang đi thì Jinzo chợt nhớ tới vũ khí bí mật mà Senku đã đưa phòng trường hợp bị thủ lĩnh triệu tập. Nó là một quả dứa. Tuy nhiên nó không phải là một quả dứa bình thường. Senku đã cho vào đó etin acetat. Cậu điều chế nó bằng cách cho một giọt axit sulfuric vào rượu và giấm. Và mùi của nó bốc ra rất kinh khủng, ngửi vào là choáng váng xây sẩm mặt mày liền, lúc đó có thể tha hồ mà giở trò đồi bại. Bỗng gã Mo xuất hiện và hỏi Kohaku là kẻ xâm nhập mà tể tướng Ibara đã nói đúng không. Gã còn bắt cô khai chỗ của đồng bọn mình, nhưng cô bảo nếu thực sự cô là kẻ xâm nhập thì cũng không bán đứng đồng đội. Nói xong cô lấy ra vũ khí rồi xử từng tên ất ơ ở đó. Gã Mo nhìn thấy vô cùng thích thú và công nhận cô rất mạnh. Đầu chó thấy tụi đàn em bị đập liền xông vào đòi giết Kohaku. Nghe từ giết khiến gã Mo tức giận, rồi gã xông vào xử tụi đầu chó. Gã bảo bố mày không cho phép thì thằng nào dám tự ý đòi giết là bố giết, đặc biệt là với một cô gái xinh đẹp như thế này, và hậu cung là thú vui của bố nên cấm đụng vào. Kohaku đánh giá năng lực chiến đấu của gã ở một đẳng cấp khác, không hổ danh là chiến binh mạnh nhất của Vương quốc Hóa Đá. Nhưng cô nghĩ hiện giờ Vương quốc Khoa học thì cô là chiến binh mạnh nhất, nếu cô không ngăn được gã thì không ai có thể ngăn được. Thế rồi cô quyết định đấu với gã một trận như đã hứa trước đây. Jinzo lúc này đã đến chỗ của thủ lĩnh, nhưng khi vào trong thì cậu lại vô cùng căng thẳng, đến nỗi lỡ miệng nói luôn là bản thân thực ra không muốn đến đây. Gã tể tướng cũng có mặt trong này, gã bảo sẽ chỉ dạy cho cậu vài chiêu tình yêu cháy bỏng, khi đạt tiêu chuẩn thì sẽ được phục vụ cho thủ lĩnh, khiến cho cậu sợ quá trời sợ. Khi sắp bị gã tể tướng làm trò đồi bại thì cậu cũng chơi trò đồi bại với gã. Gã ngửi thấy mùi của quả dứa liền xây sẩm mặt mày mà ngã khuỵu, cậu định chuồn lẹ thì chợt nghĩ nếu làm thế sẽ bị Kohaku tẩn cho một trận. Nên cậu đành liều mạng vào xem mặt thủ lĩnh coi thế nào, thì thấy một bức tượng đá ở trong này, và bức tượng trông rất giống với Soju, khiến cho gã tể tướng nổi trận lôi đình vì cậu đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Kohaku và gã Mos đang đập nhau rất ác liệt, Amaryllis đến và đã nhìn thấy trận đánh này. Gã Mos bảo người mạnh như Kohaku chắc hẳn cũng nhận ra, cho dù có mấy người như cô cùng đấu với gã thì cũng không thể thắng được. Nhưng Kohaku không quan tâm, cô bảo dù như thế thì cô cũng vẫn sẽ chiến đấu và không bán đứng đồng đội. Gã nói người mạnh mẽ và xinh đẹp như Kohaku là gu của gã, rồi gã hỏi gu của Kohaku là gì, và một người mạnh mẽ như gã thì cô thấy thế nào. Kohaku liền bảo mạnh mẽ phải đến từ trái tim, những người luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ vì niềm tin của mình mới khiến cô bị cuốn hút. Và người như vậy thì khác xa với gã, nghe cô nói khiến gã tức sôi máu. Jinzo bị gã tể tướng dọa giết làm cậu sợ mà nhảy luôn xuống dưới. Nhìn thấy Kohaku thì Jinzo liền sử dụng tuyệt kỹ cầu cứu người khác. Nhưng gã tể tướng đã xuất hiện từ phía sau và đâm cho cậu lòi phèo. Kohaku liền lao đến đỡ lấy cậu. Cô nhìn thấy nội tạng của cậu đã bị xuyên thủng nhiều chỗ khiến cho cô rất đau lòng. Jinzo trong thời khắc sinh tử đã tiết lộ cho cô rằng thủ lĩnh chính là một tượng đá giống hệt Soju. Cậu bảo dù sao cậu cũng là một người gác cổng của làng. Ít nhất khi ra đi cậu cũng muốn mình cũng phải trông ngầu một chút. Rồi cậu gửi lời tạm biệt đến chiến hữu Kinzo của mình. Kohaku biết một cách có thể cứu được Jinzo, thế là cô nhảy lên căn tròi của thủ lĩnh và định sẽ hét lớn bí mật thủ lĩnh chính là một tượng đá. Gã tể tướng nhận ra và nói tụi lính không được tin lời của cô, còn dặn tụi nó nhắm mắt lại vì sức mạnh hóa đá của thủ lĩnh sắp giáng xuống. Amaryllis biết đây chỉ là cái cớ của gã hòng không cho mọi người biết hình dáng của vũ khí hóa đá. Kirisame sau đó ném vũ khí lên trời, bằng thị lực 11 trên 10, Kohaku đã nhìn thấu được bản chất của Medusa. Và cô cảm thấy đúng như những gì Senku đã nói, vũ khí hóa đá không phải lời nguyền hay quái vật, mà nó chính là khoa học. Người tiếp theo cả bọn hồi sinh là Jujuriha, sau đó nhờ Jujuriha lắp ráp những chi tiết khó của những tượng đá còn lại và một thành viên quan trọng của đội khoa học đã được hồi sinh. Chôm cũng có một cảm giác giống như ông Kaseki, cậu cảm thấy rất tuyệt vời khi mình bị hóa thành đá. Có được Chôm thì cả bọn đã đủ nhân lực để tạo ra drone hoàn chỉnh, vì trước đó cả bọn có gặp chút rắc rối khi điều khiển chiếc drone đầu tiên. Tuy nhiên cả bọn vẫn cần một nhân tố rất quan trọng nữa, đó là một chuyên gia trong không gian ba chiều. Và người đó chính là kỹ thuật viên Ukio. Suika cũng làm một chiếc mũ bằng giấy để tặng cho cậu.
chợt Ukiyo nghe thấy có ai đó đang đến từ dưới nước. Hóa ra người đó là Amaryllis. Cô quay về để báo tin cho cả bọn về tình hình của cô Haku và Jinzo, thông báo vụ cả hai đều đã bị hóa thành tượng đá. Ngoài ra còn cả vụ thủ lĩnh có ngoại hình giống với Soju nữa. Senku nghe mà tối sầm luôn cả mặt. Dù thế cậu vẫn rất tự tin sẽ giành chiến thắng dựa vào những thông tin đã thu thập được. Và đội tham mưu của Vương quốc khoa học sẽ cùng nhau giải mã từng thông tin này. Dựa vào thông tin mà Amaryllis vừa cung cấp, Senku cho rằng vũ khí hóa đá bên địch rất có thể chỉ có một cái duy nhất. Gen bảo lão tể tướng Ibara rất thận trọng, nếu như vẫn còn một vũ khí hóa đá nữa thì lão sẽ giữ cho riêng mình. Đáng lẽ khi có kẻ xâm nhập thì cần phải sử dụng ngay để hóa đá, tuy nhiên lão lại không làm thế. Thuyền trưởng liền bảo bởi vì vũ khí hóa đá chỉ có một, như cách Senku từng phân tích trước kia, người sử dụng vũ khí cũng có thể bị hóa đá, cho nên một kẻ thận trọng như Ibara sẽ giao nó cho Kirisame sử dụng nhằm tránh rủi ro bị hóa thành đá. Ukiyo bảo còn một vấn đề muốn Amaryllis xác minh, đó là vũ khí hóa đá mà Kirisame ném đã bành trướng ngay trên đầu Kohaku đúng không? Sau khi nghe Amaryllis nói đúng thì cả bọn liền khẳng định một điều, đó là Kirisame đã cố tình tránh chỗ của thủ lĩnh, đồng nghĩa với việc Kirisame không hề biết thủ lĩnh đã hóa thành đá. Chợt gã Mo xuất hiện từ phía sau Amaryllis, khiến cả bọn vô cùng bất ngờ, vì ngay cả Ukiyo tai thính cũng không nghe thấy chuyển động của gã. Taiju đứng ra bảo vệ mọi người thì bị gã đập cho sấp mặt. Dù thế Taiju vẫn nhanh chóng tiếp tục đứng dậy và bảo vệ mọi người. Senku nghĩ điều cần làm lúc này là phải câu giờ, phải tận dụng vài giây ít ỏi Taiju đã tạo ra để suy nghĩ. Gen cảm thấy lo lắng tột độ, vì bây giờ cả bọn đã bị dồn vào đường cùng. Thuyền trưởng Ryusui vốn là một người hiểu rõ những người tài, nên cậu cho rằng cả bọn có cùng xông vào cũng chẳng ăn thua với gã ta. Còn Ukiyo thì nghĩ ít nhất thì phải có một người sống sót nếu như bị gã thảm sát. Chôm chợt nhận ra, vốn dĩ cậu là người rất đam mê khám phá, vì thế cậu hiểu rõ tìm kiếm thứ gì đó vào ban đêm rất khó khăn. Thay vì giết Amaryllis luôn thì gã Mose đã cố gắng bám đuôi cô trong đêm tối, nên cậu hỏi gã đã biết cô là nội gián từ lâu rồi đúng không. Gen ngạc nhiên vì Chôm lại đi hỏi một điều hiển nhiên như vậy, vì lúc Kohaku là kẻ xâm nhập bị bại lộ thì đồng đội bao gồm cả Jinzo cũng sẽ bị. Chợt cả bọn nhận ra vấn đề, vì nếu đã biết Jinzo là kẻ xâm nhập thì tại sao gã lại không báo cho lão tể tướng mà lại cho lão ta đi một mình với kẻ xâm nhập. Và Senku nhận ra rằng gã Mose này không hề quan tâm đến mạng sống của lão tể tướng kia. Đột nhiên cả bọn hướng ánh nhìn về cùng một người, và người đó là nhà tâm lý học Gen tài ba của chúng ta. Bởi vì ngay lúc này đây rất cần đến tài đàm phán của cậu. Thế rồi Gen bước đến đề nghị gã Mose gia nhập Vương quốc khoa học, rồi cậu tung những cánh hoa lên trời. Senku liền điều khiển drone bay đến. Rồi Gen nói đây chính là con chim ma thuật và cậu có thể dùng nó để cướp vũ khí hóa đá từ Kirisame ngay giữa không trung một cách dễ dàng. Mặc dù thực tế thứ drone này vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng nhà tâm lý học của chúng ta cho rằng trong một ván bài thương lượng thì việc biến lá bài yếu trở thành một lá át chủ bài là bước đi đầu tiên. Gen còn tiếp cận Mose bảo nếu gia nhập băng đảng của cậu, gã không chỉ sở hữu một hòn đảo mà còn có cả một dàn hậu cung hùng hậu. Gen đã sử dụng một kỹ thuật thao túng tâm lý, thay vì ngồi đối diện với nhau thì khi cả hai cùng hướng về một phía sẽ cho cảm giác thân thiện hơn. Đó cũng là lý do khi tán tỉnh một ai đó người ta thường hay ngồi ở quầy bar thay vì ngồi vào bàn. Tiếp theo Gen còn giở trò nịnh hót, cậu cho rằng Mo rất mạnh, nếu đám lính láp của tể tướng chỉ mạnh cỡ 100 thì gã mạnh cỡ 150. Amaryllis lo lắng tột độ vì con số mà Gen đưa ra quá ít, gã Mo cũng bảo thực tế gã mạnh hơn như thế rất nhiều. Gen đã tiếp tục sử dụng đến kỹ thuật thao túng tâm lý, vì khi nói thông tin sai lệch một chút so với sự thật thì đối phương sẽ cảm thấy cần phải sửa nó ngay. Điều này sẽ buộc họ phải giao tiếp mặc dù trước đó không hề có ý đó. Gen còn tiếp tục khẳng định sức mạnh gã, cho rằng nếu gã là người mạnh nhất thì muốn hạ tể tướng Ibara chỉ là chuyện còn con. Gã liền tối sầm cả mặt, Gen nhận thấy dường như gã đã nhìn thấu thủ đoạn của cậu rồi. Rồi gã hỏi bây giờ bố nên giết hết tụi mày hay là thằng cha Ibara kia nhỉ? Khiến cho cả lũ toát hết cả mồ hôi. Rồi gã nói giết cả đám chúng bây thì dễ quá rồi, nên chi bằng nghe tụi bây chém gió vài chuyện nữa xem sao. Gã tiết lộ luôn vụ lão tể tướng Ibara là kẻ đã hóa đá thủ lĩnh. Tuy lão tể tướng cũng đã làm một số chuyện tốt cho gã, nhưng gã lại chẳng ưa lão cho mấy. Với lại gã còn tự tin mấy cô gái ở hậu cung sẽ sung sướng hơn nếu phục vụ cho gã thay vì lão ta. Nhưng vì vũ khí hóa đá đang thuộc quyền sở hữu của lão nên gã vẫn chưa giết lão được. Bởi lẽ kẻ giữ nó là Kirisame cũng rất mạnh. Nếu ả ta không nắm giữ vũ khí thì gã có thể dễ dàng đánh bại. Tuy nhiên nếu bị hóa đá thì coi như đi tong luôn cuộc đời. Cơ bản nếu tấn công Ibara thì gã sẽ bị hóa đá vì Kirisame không biết sự thật. Còn nếu biết sự thật thì gã sẽ không có được hậu cung. Sự cân bằng ba chiều này đúng là quá khó khăn với gã. Senku bảo Mose muốn tránh xa tia hóa đá và nó lại là thứ mà cậu đang cần. Nếu như đôi bên cùng hợp tác thì đều có lợi cho nhau. Gen liền dở giọng xấu xa để đàm phán, bảo rằng điều kiện duy nhất mà phía của cậu cần chỉ có vũ khí hóa đá mà thôi.
nhiên gã Moose lại không muốn như vậy, gã bảo cả bọn nên ngoan ngoãn dùng ma thuật phục vụ cho gã và vũ khí hóa đá cũng phải thuộc về gã. Lựa chọn duy nhất mà cả bọn phải làm là tuân lệnh gã tuyệt đối, nghe xong cả bọn trắng bệch luôn cả người. Thực tế đây chỉ là chiêu trò của Gen, cậu cố tình dùng đến một kỹ thuật thao túng tâm lý khác. Đây được gọi là hiện tượng phản kháng tâm lý, khi đối tượng bị bắt buộc phải làm điều gì đó thì theo bản năng sẽ từ chối mà không làm. Bởi lẽ ban đầu gã Moose không chắc có nên giết cả bọn hay không, nhưng khi Gen ra tay bằng tâm lý học thì chủ đề đã được chuyển sang điều kiện hợp tác. Gen cho rằng chìa khóa để chiến thắng một vụ thương lượng không phải là khiến cho đối phương gục ngã, mà là vẽ ra một con đường rực rỡ cho đối phương bước đi theo ý mình. Và Senku đã bắt tay với gã Moose để đánh dấu hợp tác cho phi vụ làm ăn này, sau đó cậu còn đưa cho gã tai nghe bông tai để dễ bề liên lạc. Sau khi gã được Soju trở ra ngoài an toàn, thì cả bọn hò reo ăn mừng vì Gen đã cứu cả bọn một bản thua trông thấy. Hôm sau, Senku liên lạc với Moose và hướng dẫn gã đến chỗ lấy vũ khí mà cậu đã chuẩn bị, mục đích là để Moose cải trang thành kẻ đột nhập và tấn công vào ban đêm. Tuy nhiên cũng không quên căn dặn chớ có giết một ai, vì còn để chúng lan truyền về sức mạnh của phe xâm nhập. Khi đó, bọn chúng sẽ khiếp sợ và buộc phải sử dụng đến vũ khí hóa đá. Hôm sau, đầu chó đã lan truyền thông tin về gã trùm đầu này cho phía tể tướng với sự phóng đại vô cùng lớn. Gen có đề xuất Moose đập một chiến binh nào đó mạnh mạnh một chút và tự tin về sức mạnh của bản thân, khi đó hắn sẽ phóng đại về kẻ địch cho đỡ nhục khi bị thua. Gã Moose bảo với tụi lính nếu thằng trùm đầu này mạnh như đầu chó đã nói, thì bố mày sẽ cùng Kirisame hợp sức đập nó là xong. Lão tể tướng dường như rất để tâm tới điều này. Sau đây là kế hoạch của Senku để cướp vũ khí hóa đá. Đầu tiên cậu sẽ giấu drone ở một chỗ thông thoáng để dễ bay khi thực hiện không chiến. Tiếp theo cả bọn sẽ giả dạng thành một đội quân trùm đầu tiến công tại chỗ này. Phía Kirisame sẽ lập tức sử dụng vũ khí hóa đá khi nhìn thấy cả bọn. Chớp thời cơ này cả bọn sẽ cướp vũ khí hóa đá và giành lấy chiến thắng. Gen hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như vậy, vì Senku vốn rất xui xẻo nên kế hoạch thường không được suôn sẻ cho lắm. Thuyền trưởng Ryusui bảo có một vấn đề lớn ở đây, đó là gã Moose kiểu gì cũng sẽ có mặt ở trận chiến. Ngay khi thành công cướp vũ khí hóa đá thì gã cũng sẽ tiễn cả bọn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Senku cũng lường trước điều này nên đã nhờ ông Kaseki chế ra thứ chống lại gã ta. Ông Kaseki cắt ống thổi thủy tinh của mình và gắn nó lại thành vòng tròn như thế này. Những người hiện đại nhìn thấy liền nhận ra ngay nó là thứ gì. Ryusui bảo từng có các tù nhân đã thu thập nguyên liệu rồi tự chế ra thứ này. Về cơ bản thì nó không quá khó để chế tạo, mà cái khó là thứ thuốc có thể gây nổ nằm ở bên trong. Và thứ này chính là một cây súng. Tuy nhiên khi chế ra súng thì Senku cảm giác kiểu gì mình cũng sẽ phải xuống địa ngục. Ukyo dù biết đây là một cách tốt, nhưng cậu lại không muốn phải xuống tay với bất kỳ ai. Senku bảo thứ này vốn dĩ không giết người được, vì nó chỉ là một cây súng được chế vội vàng không bắn được đạn xoáy, uy lực cũng như độ chính xác của nó chỉ ở mức phòng thân mà thôi. Mục đích thực sự của cậu là dùng nó như một cây súng gây mê, cứ việc bắn gã Moose thoải mái. Vì khi đã có vũ khí hóa đá trong tay thì chỉ việc hóa đá gã, sau đó phá vỡ lớp hóa đá thì gã sẽ trở lại bình thường. Ryusui thấy cây súng này cũng hay đấy, nhưng mà ai đủ thành thạo để có thể dùng nó một cách hiệu quả bây giờ? Cả bọn lập tức nhìn vào một bức tượng đá nào đó, và cảnh sát Zo đã được hồi sinh. Chom lo ngại vì để thằng này có súng thì không an tâm cho lắm, nhưng Gen bảo thằng này vốn rất khao khát được công nhận, cho nên nó rất dễ bị thao túng tâm lý. Rồi Gen bảo với Zo là gã sẽ được vinh danh thành cảnh sát đầu tiên của thế giới mới. Amaryllis sau đó cũng đến quyến rũ gã nữa. Thế là gã quyết định sẽ thể hiện tài năng bắn súng của mình cho mọi người xem. Nhưng với 3 phát đạn được bắn ra từ gã, mà 3 cái chai thủy tinh trước mặt vẫn bình chân như vậy. Trông thấy thằng này làm mặt cho ngầu vô mà bắn thì chật lất. Nhưng đột nhiên có con rắn ở đâu rớt xuống nằm thẳng cẳng. Thế là cả bọn liền công nhận tài năng bá đạo của cảnh sát Sô. Thực tế gã đang toát hết cả mồ hôi vì gã vốn nhắm vào 3 cái chai thủy tinh chứ chả phải cái con rắn kia. Nhưng giờ mà nói ra thì nhục lắm nên thôi giấu luôn. Senku bảo để chiến thắng cuộc chiến cướp lấy Medusa thì cần 4 trang bị, đó là drone, trang phục trùm đầu, một cây súng và một sợi dây cáp nối với drone. Và cần tối thiểu 5 người trùm đầu để lừa phỉnh kẻ địch dùng vũ khí hóa đá. Amaryllis sau đó đã trộm quần áo và lương thực ở nhà và đem về cho Juzuriha may trang phục trùm đầu, và thế là đã có được trang phục trùm đầu. Vì việc chế tác gây ra tiếng ồn nên Amaryllis cố tìm cách gì đó để che giấu. Thế là cô quay trở về làng bảo với mấy chàng trai cầu hôn cô hôm bữa rằng cô vừa bỏ trốn ra khỏi hậu cung. Rồi cô nói mình dự định sẽ cao chạy xa bay với một người đánh trống to nhất làng. Nói xong Amaryllis cảm thấy cái lý do mình vừa nói quá ngớ ngẩn, nhưng nào ngờ mấy thanh niên lại hưởng ứng một cách nhiệt tình mà đánh trống như điên. Với âm thanh ồn ào này thì cảnh sát Zo đã có thể yên tâm mà luyện tập bắn súng, thế là vụ súng đã được giải quyết. Gen bảo nếu dùng drone quấn vào vũ khí hóa đá thì sẽ tạo thành một cuộc thi kéo co giữa hai bên. Thế là Senku hồi sinh 3 thành viên của đội vai u thịt bắp để củng cố cho màn kéo co này.
Vừa hồi sinh thì Kinzo liền hỏi về tình hình của Jinzo. Sau khi biết tình hình của chiến hữu thì Kinzo có vẻ rất buồn. Ryusui giao cho Kinzo nhiệm vụ làm tiên phong của đội trùm đầu, vì người dẫn đầu cần phải biết dùng thương để tránh bị lộ điểm yếu. Và vị trí này rất có khả năng sẽ lãnh đòn từ Mus và Kirisame. Tuy nhiên Kinzo vẫn không bận tâm mà đồng ý nhận nhiệm vụ này. Để tránh cho màn kéo co bị đứt dây giữa chừng, Senku sẽ chế ra một sợi dây vô cùng chắc chắn bằng sợi carbon. Thế là cả bọn cùng nhau bắt tay vào làm sợi dây này bằng cách quay một con quay. Chôm tự hỏi sao con quay lại có thể giữ được ổn định dù đang ở trên không trung. Senku giải thích đây là hiệu ứng con quay hồi chuyển. Những vật chuyển động tốc độ cao sẽ không bị rung lắc. Đó là lý do xe đạp không bị ngã xuống hay trái đất không bị lay chuyển. Chôm chợt nảy ra một ý tưởng, vì chiếc drone này cứ luôn bị rung lắc, nên cậu dự định sẽ đặt một con quay vào chính giữa chiếc drone, thì khi đó nó sẽ ổn định theo hiệu ứng hồi chuyển. Senku nghe Chôm nói mới vỡ lẽ ra, thay vì chế ra một thiết bị kiểm soát phức tạp thì việc này đơn giản hơn nhiều. Nhưng thực tế Senku đã gắn nó vào chiếc drone thứ hai từ đời nào rồi, làm cho Chôm hụt hẫng toàn tập. Senku còn làm điện trở dây quấn biến thiên để hỗ trợ phần cánh quạt. Khi điều khiển thì chiếc drone sẽ di chuyển qua lại một cách rất điệu nghệ. Nhưng người điều khiển drone không chỉ thành thạo việc điều khiển mà còn phải am hiểu cả hướng gió. Thế là cả bọn cùng nhìn về một gã nào đó. Cả bọn không ngờ gã này lại điều khiển nó một cách dễ dàng như thế. Ryusui bảo việc này dễ như chơi game mà thôi, vì cậu từng chơi game rất sành điệu ngay từ khi còn bé. Và drone phiên bản hoàn thiện đã chính thức hoàn thành. Như vậy là mọi trang bị cần có đều đã có. Senku lên kế hoạch hành động vào lúc mặt trời mọc. Cả bọn lựa chọn một vách đá cạnh bờ biển để làm địa điểm chiến đấu, vì tiếng sóng và tiếng gió sẽ lấn át đi tiếng của chiếc drone. Đội vai u thịt bắp sẽ ở trong chiếc xe láp để trực chờ khi drone quấn vào vũ khí hóa đá thì lập tức kéo nó. Sau đó sẽ dùng vũ khí hóa đá vừa cướp được và cây súng của cảnh sát Zo để áp chế kẻ địch. Và cả bọn đã sẵn sàng cho trận chiến này. Gã Mo thông báo cho phía tể tướng là bọn trùm đầu đã xuất hiện ở vách đá bờ biển. Thế là tụi đầu chó lên đường đi diệt trừ bọn trùm đầu. Nhưng lão tể tướng đang có cái nhìn rất đăm chiêu cho vụ này. Tụi địch đã đến được khu vực chiến đấu và hai bên đã giáp mặt với nhau. Đầu chó lúc này đang rất quạo vì gã tưởng Kinzo chính là kẻ đã đánh bại gã hôm bữa. Kinzo của chúng ta cũng đã sẵn sàng để chiến đấu. Đầu chó đầu mèo gì cậu cũng sẽ đập cho ra bã. Kinzo dùng thương vàng chọt phát khiến đầu chó đứt cái mũi chó. Cậu còn đập cho đầu chó tơi bời. Senku sau đó dùng một tấm gương phản chiếu ánh sáng làm tụi lính tưởng cậu dùng ma thuật. Ukyo cũng thừa thế mà bắn tên khiến tụi nó phải khiếp sợ. Gã Moz lúc này cũng ra trận và đối đầu với ba nữ chiến binh của chúng ta, nhưng gã bị đánh văng một cách dễ dàng. Tụi lính Lab sợ hãi tột độ vì ngay cả chiến binh mạnh nhất là Moz cũng đại bại. Gã Moz bảo với Kirisame tụi này đúng là mạnh như đầu chó đã đồn, cho nên cách tốt nhất là phải dùng đến vũ khí hóa đá mà thôi. Gã còn suy tính sẽ chọn vị trí đứng an toàn nhất có thể, vừa đủ phạm vi không bị hóa đá và vừa có thể nhanh chóng tiếp cận nhóm trùm đầu khi đã lấy được vũ khí. Gã còn cho rằng nhóm trùm đầu rất thông minh và ma thuật biến hóa khôn lường. Tuy nhiên gã đã quan sát và biết được, để sử dụng ma thuật thì cả bọn cần có thời gian thi triển, cho nên gã sẽ canh thời gian chuẩn nhất có thể mà chém bay đầu cả bọn. Tụi lính Lab đã nhắm tịt mắt để chờ sức mạnh của thủ lĩnh giáng xuống, và Kirisame cũng đã ném vũ khí hóa đá lên trời. Thuyền trưởng Ryusui cũng đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, nhưng đang điều khiển drone thì cậu đột ngột hạ drone xuống, khiến cho cả bọn vô cùng thắc mắc, bởi lẽ trực giác của thủy thủ đã mách bảo cậu rằng có điều gì đó sai ở đây, một cảm giác như có ai đó đã vượt qua mặt cậu vậy. Thậm chí ngay cả Senku cũng có một cảm giác tương tự như thế. Trước đó không lâu, lão tể tướng khi kiểm tra bức tượng của Kohaku thì thấy chiếc tai nghe bông tai và nó giống hệt với chiếc mà gã Moz đã đeo gần đây. Thế là lão gắn nó vào tai mình và cuộc trò chuyện về kế hoạch của cả bọn đều đã bị lão nghe thấy hết. Lão đã nói về sự nghi ngờ phản bội của gã Moz cho Kirisame, nên lão đã đưa cho Kirisame một thứ gì đó để kiểm tra gã ta và giờ đây lão rất tự tin phần thắng đã hoàn toàn thuộc về mình. Senku lúc này đang cố dùng khả năng của khoa học để phân tích cái cảm giác kỳ lạ này. Cậu dựa vào tốc độ ném, góc chiếu của Kirisame lẫn cân nặng của cô ta, cũng như khối lượng hay tiết diện của vũ khí hóa đá các kiểu đủ thứ con đà điểu. Kết hợp toàn bộ chúng lại thì cậu tính ra được phạm vi của tia sáng sẽ ảnh hưởng cả phe ta lẫn phe địch. Rõ ràng một người ném chuẩn như Kirisame sẽ không thể nào ném trượt mấy pha quan trọng như thế này được, cho nên cậu khẳng định ngay từ đầu vũ khí hóa đá là đồ giả. Thế rồi cậu ra hiệu cho mọi người cùng nhau rút lui, Kirisame lúc này mới lấy ra hàng thật, rồi cô ả hỏi Moz có phản bội thủ lĩnh hay không. Gã cảm thấy lão tể tướng thực sự quá nguy hiểm, nên lần này sẽ tạm thời bỏ qua cho lão. Rồi gã xông vào phía của Senku để trừ khử cả bọn, vì vốn dĩ ngay từ đầu gã cũng đã có ý định này. Và đây cũng là cách để gã chứng minh mình không phản bội. Ngay khi gã sắp bắt kịp cả bọn thì cả bọn đều đã lên xe an toàn. Cảnh sát Zo định nhân cơ hội này để trừ khử luôn gã để lập công, nhưng đột nhiên cây súng mà Zo lấy ra lại là một nhành cây. Suika thắc mắc không thấy ghen với Magma ở trong này.
Dô chợt nghĩ có khi nào vụ cây súng của gã là do Mắc Ma trông mất. Và quả thật đúng là như thế, hành động trông chỉa của Mắc Ma đã bị Gen nhìn thấy, cho nên mấy cục u trên đầu của cậu là sản phẩm do Mắc Ma gây ra. Mục đích của Mắc Ma là lập chiến công vang dội nhằm chiếm lấy ngôi vị trưởng làng. Và mục tiêu của gã chính là lão tể tướng Ibarra. Đột nhiên Gen thấy con tàu Perseus đang được phía lão tể tướng lái đi, phía Suika cũng đã quan sát thấy điều này. Amaryllis nhận ra mục đích bọn chúng không phá hủy con tàu là vì chúng đã luôn nghiên cứu cách để lái nó. Chợt cả bọn thấy bọn lính đang áp giải những người dân trên đảo lên tàu, còn bảo nếu không muốn chết thì đi cho mau mau. Và ý định của lão tể tướng là hóa đá cả hòn đảo này nếu như vẫn chưa tóm được cả bọn. Dù mọi người ai nấy cũng đều hoảng sợ, tuy nhiên Senku vẫn điềm tĩnh và bảo đây chính là cơ hội cho chúng ta, thậm chí còn có thể quét sạch toàn bộ quân địch cùng một lúc. Thuyền trưởng Ryusu liền hiểu ra mục đích của Senku, đó là cho toàn bộ người dân xem bức tượng của thủ lĩnh, khi đó tội ác của lão ta sẽ phơi bày ra ngoài ánh sáng. Mắc Ma định sẽ bắn lão tể tướng từ vị trí này, nhưng Gen cho rằng bắn chúng kiểu quái nào cho được. Amaryllis bảo người kế nhiệm của thủ lĩnh phải là con của ông ấy, nếu như thông tin từ Jinzo là đúng thì Soju sẽ là người kế nhiệm. Rồi Senku lên kế hoạch chia làm hai nhóm hoạt động, một nhóm đi lấy bức tượng của thủ lĩnh, còn một nhóm thì câu giờ để hòn đảo không bị hóa đá. Tuy nhiên cả bọn bây giờ chỉ là nhãi nhép so với kẻ địch, để có thể áp đảo được chúng thì cần phải có cây súng. Mà thằng Mắc Ma thì lại đang giữ nó mất rồi, chợt cả bọn nghe thấy tiếng súng phát ra. Viên đạn của Mắc Ma làm lủng một chiếc thuyền nhỏ đang đi, khiến Mắc Ma khó chịu vì bắn mà không trúng gì cả. Gen chợt nảy ra ý tưởng điên rồ, rồi cậu tới chỗ chiếc thuyền nhỏ bảo vừa rồi là do bố mày dùng ma thuật làm ra đấy con ạ. Rồi cậu dọa tiếp theo sẽ móc mắt tụi nó, làm tụi nó sợ xanh mặt mà chạy tuốt lên đảo. Và cả hai đã có được chiếc thuyền một cách dễ dàng. Nhưng đột nhiên Gen nhận ra tự nhiên mình lại đi chung với nó làm gì, rồi cậu đòi quay trở lại đảo. Nhưng Mắc Ma không cho cậu đi đâu hết vì gã bắt đầu thích cậu rồi. Phía Senku cũng đã quan sát và biết mục đích ám sát lão tể tướng của Mắc Ma. Tuy nhiên để bảo vệ được khẩu súng thì phải có được một phương tiện đến đó. Cả bọn đang suy nghĩ không biết cách nào để cướp chiếc thuyền nhỏ kia. Gen thì có thể cướp được nó dễ dàng bằng trò ma thuật. Thế là chị Nikki bước tới một cách lạnh lùng rồi đập đầu thằng lính xanh cỏ. Và cả bọn đã nhanh chóng bám đuôi được Mắc Ma. Phía nhóm còn lại đã đến được chỗ bức tượng. Tuy nhiên khi họ mở cửa ra thì thấy bức tượng đã bị đập cho nát bét. Lão tể tướng vốn muốn lợi dụng cái bóng của thủ lĩnh để lừa phỉnh người dân. Tuy nhiên để người khác có được nó sẽ rất phiền phức, nên lão đã cho bay màu luôn bức tượng. Và khi chuyện này trôi qua, lão sẽ tìm một nghệ nhân nào đó tạc lại bức tượng là được, sẵn tiện giết gã nghệ nhân đó luôn để bịt đầu mối. Dù bức tượng bị phá nhưng cả bọn vẫn không bỏ cuộc mà cố ráp lại những mảnh vỡ. Soju chạm vào tay của bức tượng, thì ký ức thuở bé thơ chợt ùa về với anh, và anh đã nhớ được khuôn mặt của cha mình. Anh rất buồn vì phải mất tận 20 năm mới có thể nhớ ra mọi chuyện. Và giờ anh sẽ cùng mọi người cố gắng hết mình để dựng lại bức tượng của thủ lĩnh. Phía Senku cũng đã đến được con tàu Perseus và sẵn sàng đập cho lão tể tướng sức đầu mẻ chán. Những phát súng loạn xạ của Mắc Ma làm cho gã bị chị Nikki đấm cho một trận như tử. Vì sự phung phí vừa rồi nên hiện giờ súng chỉ còn mỗi 3 phát bắn nữa. Senku liền lấy ra ma dê rồi gắn nó vào đầu khẩu súng. Sau khi cảnh sát Zo bắn ra thì tạo thành một luồng ánh sáng tuyệt đẹp như pháo hoa, khiến cho tụi địch một phen lóe mắt. Gen liền giở mấy trò ba xạo của mình. Cậu bảo đây chính là ngọn thương ánh sáng. Toàn bộ 50 người trên thuyền sẽ cho lũ chúng bay cháy thành than, làm cho tụi nó sợ xanh mặt mà nhảy hết xuống thuyền bỏ chạy. Sau đó gã Mos đi tới với vẻ mặt rất chi là quạo. Cảnh sát Zo đang nhắm bắn gã thì bị gã lao đến đánh văng đi xa. Vì gã biết cả bọn để sử dụng ma thuật thì cần phải có một chút thời gian chuẩn bị. Kinzo lao đến để đập nhau nhưng cậu không phải là đối thủ gã ta. Chị Nikki cũng xông tới nhưng lại dễ dàng bị gã đấm văng. Gen lúc này sợ vãi cả mồ hôi vì hiện giờ cả bọn đã hết sạch không còn một con bài khoa học nào. Thế là cả bọn đành phải bỏ trốn xuống dưới con tàu và đóng cửa lại. Tuy nhiên gã chỉ cần hai đạp là cánh cửa bay màu. Lão tể tướng sau đó cũng tới chung vui vì đã dồn được lũ đột nhập vào đường cùng. Nhưng Senku lại bảo cậu không hề bị dồn vào đường cùng mà cố tình như thế để dụ tụi nó vào đây. Rồi cậu hất lọ nước hồi sinh vào cái nhà kho phía sau. Cậu nói đây là con bài mà cậu không muốn dùng đến chút nào, một con bài cuối cùng mang tên Joker. Gen liền nhận ra vì căn phòng này bị khóa nên bè lũ tể tướng không có cách nào để vào được. Và con bài mang tên Joker này chính là Hyoga. Kinzo đưa cho Hyoga cây thương vàng của mình, bởi vì Hyoga chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi có cây thương trong tay. Nhưng chị Nikki lo lắng không có súng thì sau vụ này ngăn cản Hyoga kiểu gì bây giờ. Senku bảo lo xa làm gì mắc công, vì còn chưa biết hắn có chịu trở thành đồng minh hay không nữa. Nhưng để có thể chiến thắng chiến binh mạnh nhất bên phe địch thì hiện giờ chỉ có con bài Joker này mà thôi. Lão tể tướng cảm thấy kỳ lạ, vì rõ ràng vừa rồi lão thấy Hyoga chỉ là một bức tượng đá. Với cả thuyền trưởng Ryusui, kẻ từng bị lão bắt về và đập bể trước đây lại đang đứng sờ sờ ngay trước mặt. Thế rồi lão bỏ chạy ra ngoài,
Mắc Ma cản lại thì bị gã Mô đập cho xanh cỏ. Với cú đập đó thì Hyoga liền nhận ra sức mạnh phi thường của gã. Và Hyoga cũng biết được lý do mà Senku hồi sinh hắn là nhờ hắn hạ gã Mô. Và giờ hắn có hai sự lựa chọn cho bản thân. Một là giải cứu nhóm Senku để cứu Vương quốc khoa học. Hai là bắt tay với bè lũ gã Mô để tiêu diệt Vương quốc khoa học. Và quyền quyết định nó như thế nào hoàn toàn thuộc về hắn. Gen đang tìm cách để nhanh chóng cho hai thằng này choảng nhau. Cậu nghĩ nếu cho thằng Mô tưởng thằng Hyoga là đồng bọn của cậu, thì thằng Mô sẽ tấn công thằng Hyoga ngay và luôn. Rồi cậu nảy ra một ý tưởng là nhờ chị Nikki làm người yêu của Hyoga. Nhưng chị Nikki bảo mấy cái tuyệt kỹ dở hơi đó chỉ có Amaryllis mới làm được. Gen cho rằng cả Kohaku còn làm được thì chị cũng làm được thôi mà. Chỉ cần nói vài ba câu tình yêu cháy bỏng là ok ngay. Chị đành miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên chị vẫn rất ngại ngùng vì những lời yêu đương mà nói với người mình không thích thì khó nói lắm. Hyoga nhận thấy liền xiên cho Gen một phát khiến cậu sợ hãi và năn nỉ hắn đừng giết cậu. Hắn liền nói sẽ không giết cậu vì hắn đánh giá rất cao cái miệng gian xảo đó của cậu. Hắn cũng khen cả chị Nikki khiến cho chị đỏ mặt vì dù phải đối diện với vấn đề khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng để giải quyết. Hắn biết nếu hợp tác với Mo thì có thể giết hết tất cả những người tài giỏi của Vương quốc khoa học. Hắn và Senku vốn đã có tư tưởng đối nghịch nhau. Senku thì muốn cứu toàn bộ nhân loại, còn hắn thì lại muốn chọn lọc những kẻ xứng đáng được cứu. Nếu như không có tư tưởng đối nghịch này có lẽ hắn và Senku đã trở thành đồng minh của nhau rồi. Rồi hắn hỏi gã Mo cảm thấy thế nào về lý tưởng chọn lọc nhân loại của hắn, vì gã Mo vẫn chưa rõ Hyoga mạnh như thế nào. Nên gã liền trả lời theo ý muốn của Hyoga, còn nói trên hòn đảo này đang thực hiện việc chọn lọc như vậy. Những cô gái dễ thương xinh đẹp là những người được chọn. Nếu gia nhập cùng gã thì Hyoga sẽ có được cả một dàn hậu cung, nhưng trong thâm tâm của gã thì đang có ý định giết Hyoga. Thuyền trưởng Ryusu liền lên tiếng cho rằng gã Mo quá trẻ con, bởi vì đối với cậu thì tất cả phụ nữ trên đời này đều là mỹ nhân. Những ai không hiểu được điều đó thì quả thật rất kém cỏi và cậu muốn có tất cả mọi phụ nữ trên đời. Gã Mo liền nhìn sang chị Nikki rồi cười khỉnh. Hyoga hỏi gã Mo những người mà gã cho rằng ưu tú đều là người đẹp hay sao. Gã bảo đối với phụ nữ thì đúng là như vậy, nhưng đàn ông thì là chuyện khác. Hyoga liền nói đối với hắn thì lựa chọn phe nào cũng đều có lợi, nhưng giờ hắn sẽ đưa ra quyết định cho mình. Lão tể tướng lúc này đang lo lắng vì phía Senku có thể hồi sinh cả tượng đá bị vỡ. Nếu như thế thì ngay cả thủ lĩnh cũng sẽ được hồi sinh. Kirisame đã đi đến con tàu Perseus, khiến cho lão tể tướng rất thích thú vì cô đến rất đúng lúc. Tượng thủ lĩnh lúc này đã được lắp ráp thành công. Soju và cả bọn đã sẵn sàng đưa thủ lĩnh xuất hiện trước mặt mọi người. Và lựa chọn của Hyoga chính là đối đầu với gã Mo. Nhân cơ hội đó cả bọn liền rời khỏi nơi này cho hai đứa nó đánh nhau đỡ vướng. Gen sử dụng ma thuật để hù dọa bọn ất ơ, thế là cả bọn có thể dễ dàng thoát thân ra ngoài. Gã Mo định đuổi theo cả bọn thì bị Hyoga ngăn lại. Hyoga cho rằng nếu đuổi theo phía Senku mà tránh việc đấu với hắn, thì gã sẽ không tài nào có thể thắng được. Thế là gã quyết định đập nhau một trận với Hyoga và hai đứa cùng ra ngoài để chiến đấu cho thoải mái hơn. Giờ phía Senku sẽ quay trở lại đảo, vì ở đó có một thứ mà cậu cần phải lấy, chìa khóa để chiến thắng trận chiến này. Lão tể tướng đưa vũ khí hóa đá cho đầu chó, bảo đầu chó mang món trang sức này và chạy ra trung tâm của hòn đảo. Kirisame nhận ra ý định hóa đá cả hòn đảo của lão và tỏ ra lo ngại nếu như thế thì ngay cả đầu chó cũng sẽ bị hóa đá. Nhưng lão cho rằng quan tâm làm quái gì, với lại tụi xâm nhập kia có thể hồi sinh người đã bị hóa đá. Cho nên lão sẽ để Kirisame ở lại đây bảo vệ lão, còn đầu chó bị hóa đá thì kệ nó. Nhưng Kirisame vẫn không chịu vì trên đảo vẫn còn rất nhiều người dân khác. Lão tể tướng liền đem thủ lĩnh ra làm bia đỡ đạn, cho rằng đây là mong muốn của thủ lĩnh nên cấm có cãi. Kirisame nhớ lại lời dạy khi xưa của thủ lĩnh rằng không được lạm dụng sức mạnh của tia hóa đá trên phạm vi rộng. Thế giới tồn tại không chỉ phục vụ cho con người mà nó còn thuộc về các sinh vật sống khác, cho nên đừng bao giờ quên đi điều đó. Kirisame bảo sử dụng phạm vi trên cả hòn đảo là điều chưa từng có và nằm ngoài giới hạn. Rồi cô hỏi lão tể tướng có chắc đây là mong muốn của thủ lĩnh hay không. Bỗng có tiếng hét từ phía Taiju ở trên đảo. Cậu bảo với tất cả mọi người bức tượng này chính là thủ lĩnh và thủ lĩnh đã bị hóa thành đá. Mọi chuyện bại lộ nên lão tể tướng liền dùng vũ khí hóa đá để diệt trừ Kirisame. Lão đã hóa đá trong phạm vi 1 mét và 1 giây. Và Kirisame đã bị hóa đá trong tình trạng nước mắt đang tuôn trào, rồi cô rơi thẳng xuống dưới đáy biển. Giờ lão chỉ việc hóa đá cả bọn nữa là coi như xong. Nhưng đột nhiên có một tiếng nổ vang lên và cánh tay của lão bị xuyên thủng mà chảy máu. Nguyên nhân của vụ này chính là do cảnh sát Zo gây ra. Trước đó vì Magma bắn loạn xạ nên chỉ còn có 3 viên đạn. Phát bắn tạo ra một luồng sáng pháo hoa đã lấy đi một viên. Viên thứ hai bị mất lúc gã Mo tấn công. Và viên bắn vào tay lão tể tướng vừa rồi chính là viên đạn cuối cùng. Rồi cảnh sát Zo bảo những lời nói của lão nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Và cậu tuyên bố lão đã bị bắt vì những tội ác mà lão gây ra. Với phát bắn đó khiến cho vũ khí hóa đá trong tay lão tể tướng rơi xuống biển và cậu đã kịp thời chụp được nó.
cảnh sát Joe đang thầm nghĩ mình vừa lấy được vũ khí mạnh nhất, giờ mà dùng cái này thì thằng Mo kia kiểu gì cũng sẽ bay màu, lúc đó cậu sẽ trở thành người hùng số 1 của Vương quốc khoa học. Trong lúc Hyoga và Mo đang đập nhau căng thẳng, cậu liền giơ nó lên để sử dụng, nhưng nó lại chẳng có tác dụng gì, bởi vì cậu có biết sử dụng nó đâu. Gã Mo đánh giá Hyoga đúng là có mạnh thật, gã có thể cảm nhận được sự nỗ lực tập luyện của hắn qua mũi thương. Tuy nhiên gã cho rằng kẻ mạnh vì nỗ lực như hắn sẽ không thể thắng được gã, bởi lẽ gã là một thiên tài, từ khi sinh ra thì gã đã là chiến binh mạnh nhất. Thế là gã lao đến tấn công Hyoga, nhưng đột nhiên Hyoga cố tình ngã xuống biển, rồi sau đó bỏ chạy lên trên đất liền. Gã Mo cảm thấy thằng này thật thảm hại vì lại cúp đuôi bỏ chạy như một thằng hèn. Hyoga nghĩ hẳn Senku chạy lên đảo là để lấy thứ gì đó, vì hắn biết cậu không phải là loại người cúp đuôi bỏ chạy. Hắn nghĩ thứ mà Senku lấy chính là thứ dành cho hắn, một vũ khí siêu mạnh dành cho quân bài Joker, và hắn đặt trọn niềm tin của mình vào Senku. Quả thật đúng như niềm tin của Hyoga, cả bọn lúc này đang chế tạo ra thứ vũ khí dành riêng cho hắn, và thứ đó là một ống tre được phết chất bôi trơn vừa vặn với cây thương vàng của Kinzo. Vừa hay Hyoga cũng chạy ngang qua, và Magma đã dùng sức mạnh của mình để ném ống tre cho hắn. Khi sở hữu được vũ khí của riêng mình, Hyoga lúc này đã có thể tự tin mà chiến đấu, và hắn bảo với gã Mo rằng hắn sẽ dạy cho gã biết thế nào là một cây thương khoa học, một cây thương kế thừa 500 năm lịch sử của phái Owarikan. Để mình phổ biến cho các bạn biết thêm về cây thương của Hyoga nhé. Cây thương của Hyoga tên là Kudazaji, cán của nó được lồng vào một ống kim loại rỗng, và nó có thể làm tăng tốc độ xoay của ngọn thương khi đâm. Đây chính là phong cách thương thuật của trường phái Owarikan của Nhật Bản. Tốc độ xoay thương của Hyoga đã tạo ra một hình tròn tựa như ánh sáng mặt trời. Đây là một kỹ năng cực khó mà Hyoga đã mất rất lâu để lĩnh hội được. Một phần cũng nhờ ống tre siêu mượt do Senku sử dụng chất bôi trơn tạo ra, nên Hyoga có thể sử dụng nó một cách vô cùng điệu nghệ. Gã Mo không thể chống lại được một thứ sức mạnh mà gã cho rằng là vũ khí ma thuật này, nhưng Hyoga liền phản bác ý nghĩ vũ khí ma thuật đó của gã. Rồi hắn hỏi gã có biết vũ khí mạnh nhất đối với con người là gì không? Thứ đó chính là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ, sự nghiên cứu miệt mài không ngừng nghỉ suốt hàng ngàn năm. Và khi ta ngã xuống thì nó lại được kế tục bởi thế hệ sau. Một thiên tài như gã sẽ không thể thắng được sự nghiên cứu bất tận này. Cảnh sát Joe thích nghĩ dù không biết sử dụng vũ khí hóa đá, nhưng một khi cậu đã lấy được nó thì có thể an tâm rằng hòn đảo này sẽ an toàn. Nhưng đột nhiên lão tể tướng nhảy xuống chỗ cậu và bảo rằng 3 mét một giây, thế là cậu lập tức bị hóa thành đá. Còn vũ khí hóa đá lại trở về tay của lão tể tướng, nhưng vụ việc vừa rồi đã bị đầu chó nhìn thấy. Lão thầm nhủ đầu chó đã biết thứ vũ khí này đáng sợ ra sao, nên lão sẽ ép hắn mang nó ra giữa đảo. Thế rồi lão ngậm nó vào miệng và nói rằng 2000 mét và 15 phút. Đôi tai thính của Ukyo đã nghe thấy được chữ mét và chữ giây, cộng thêm thứ âm thanh hóa đá đáng sợ kèm theo phía sau. Đầu chó lúc này đang tất bật chạy lên giữa đảo, Ukyo liền nhờ Taiju sử dụng chất giọng to bự thông báo với mọi người rằng đầu chó đang giữ vũ khí hóa đá. Cả bọn đã nghe thấy và tất bật đuổi theo cản thằng đầu chó này lại. Ba chiến binh lực điền đã bắt kịp và tóm được đầu chó, nhưng đầu chó lại rất mạnh và hất văng cả bọn. Rồi đầu chó tiếp tục chạy như một con chó. Chôm lúc này đang nghĩ ra đủ mọi cách để cứu vãn tình thế, rồi cậu nhớ lại lúc Kirisame ném vũ khí hóa đá khi ấy. Lúc đó Ukyo đã có phương án là cố bắn rơi nó, còn Ryusui thì nhanh trí cứu lấy bé Jusuika. Và cậu cũng thế, cậu không phải chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, mà đã quan sát và khám phá ra được một thứ. Rồi cậu bảo với Senku rằng ánh sáng xanh lan tỏa với cùng một vận tốc cố định. Và giờ cậu đã có ý tưởng điên rồ cho cái vụ này. Taiju đã dùng tốc độ ánh sáng của mình đuổi theo và tóm được đầu chó. Và lần này đầu chó đã chịu thua vì Taiju của chúng ta quá mạnh. Cả bọn lục soát người nó thì thật lạ vì chẳng thấy vũ khí hóa đá ở đâu. Nó bảo với cả bọn nó chỉ làm theo lời của lão tể tướng là chạy lên đây, vì như thế sẽ không bị hóa thành đá. Và nó đã nuốt vũ khí đó vào trong bụng. Ánh sáng bắt đầu lan tỏa ra từ trong bụng của nó, lần lượt từng người đều bị hóa thành đá. Lão tể tướng lúc này đang cười rất chi là khoái chí. Còn phía Chôm thì cậu đang đặt trọn niềm tin vào Senku, vì cậu cho rằng chỉ có Senku mới có thể chiến thắng được con quỷ Medusa bằng tư duy của khoa học. Còn gã Mo thì đã hứng thú với thương thuật của Hyoga. Gã hy vọng nếu như có cơ hội được phá đá, thì gã sẽ nghiêm túc với sự miệt mài trăm năm này. Và tia sáng màu xanh lục đã bao trùm toàn bộ hòn đảo. Senku cũng chìm trong tia sáng ấy. Lão tể tướng lúc này đang cười như một thằng điên, vì lão cho rằng lão là kẻ sống sót duy nhất trên đảo và cũng là kẻ đã giành chiến thắng. Khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bị hóa đá nhưng lão lại không thấy tiếc, vì lão biết bè lũ Senku có nước hồi sinh. Lúc nãy cả bọn đã đuổi theo đầu chó, nên giờ lão chỉ việc đi theo là có thể tìm ra được thứ nước ấy. Nếu không đủ sẽ ép cả bọn chế ra thêm. Nhưng đột nhiên lão lại thấy kỳ lạ, vì cả bọn đều tạo tư thế xếp thành hàng cùng một kiểu. Nhưng lão mặc kệ mà đi tiếp, và lần này lão nhìn thấy Soju, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Lão chợt nhớ tới thời điểm mà lão hóa đá thủ lĩnh.
lão đã bị con trai của thủ lĩnh nhìn thấy hành động này. Vốn dĩ để lưu truyền 100 câu chuyện thì vợ của các đời thủ lĩnh sẽ là người có trí nhớ siêu phàm. Do đó đứa con của họ hẳn cũng sẽ có trí nhớ siêu phàm giống như vậy. Lão định diệt trừ mối hậu họa nhưng một người phụ nữ đã kịp cứu Soju chạy trốn. Tuy đã lên thuyền rời đảo an toàn, nhưng lúc nãy người phụ nữ đã bị thương do tụi lính Láp gây ra. Lão tể tướng khẳng định Soju chính là con trai của thủ lĩnh quay về sau ngần ấy năm, rồi lão chế nhạo anh vì khi trở về lại có cùng số phận như người cha của mình. Sau đó lão đập bể đầu chó để lấy vũ khí hóa đá. Khi đã cầm nó trong tay thì lão đứng cười như được mùa. Nhưng đột nhiên lão nhìn thấy có rất nhiều dấu chân kỳ lạ. Lão thiết nghĩ nếu chạy trốn khỏi tia hóa đá thì không thể đi xa được như vậy. Đột nhiên lão nghe thấy tiếng gì đó từ bông tai phát ra. Lão đi men theo dấu chân và nhận ra nó phát ra từ trong con quái vật lúc trước. Lão nhìn vô thì thấy cái loa phát thanh nhưng không biết nó là cái gì. Rồi từ trong cái loa phát ra tiếng của Senku. Cậu nói rằng 5 mét và 1 giây. Lão hốt hoảng kinh hãi tột độ. Senku xuất hiện ở phía trên và bảo Ukyo đoán sai rồi sao, nhưng cậu nghĩ chắc là do phải đứng gần mới có hiệu quả. Quay trở lại cách đó không lâu, trước khi bị hóa đá, Ukyo đã kịp hét lên phương thức hoạt động của Medusa, rằng nó được kích hoạt bằng cách nói phạm vi ảnh hưởng và số giây. Senku gửi lời chào tới lão tể tướng, cậu bảo có lẽ hai ta là hai kẻ cuối cùng còn sót lại, hai đại tướng của khoa học và Medusa. Lão tể tướng vô cùng thắc mắc vì cả hòn đảo đều đã bị hóa đá, thế mà Senku vẫn có thể đứng sờ sờ ngay trước mặt lão lúc này. Để giải thích cho cái vụ này thì chúng ta tiếp tục quay trở lại cách đó không lâu, vào lúc cả bọn đang cố đuổi theo ngăn cản đầu chó, thì Senku lại đang cố vắt kiệt óc của mình ra để tìm cách thoát khỏi vụ hóa đá này. Senku cho rằng để chạy thoát khỏi phạm vi hóa đá thì chắc chắn không kịp, nên cậu này ra ý tưởng nhúng một ngón tay vào nước hồi sinh, tuy nhiên cậu không chắc nó có hiệu quả hay không. Vì cậu nghĩ ra hai trường hợp cho điều này. Trường hợp đầu tiên là nước hồi sinh sẽ ngăn chặn khả năng hóa đá và cậu sẽ phục hồi sau vài giây. Còn trường hợp thứ hai là chỉ có mỗi ngón tay là không bị hóa đá và nó sẽ bị đứt lìa ra vì bị ăn mòn. Tưởng chừng như chỉ còn cách mạo hiểm làm thử, thì bỗng Chôm tiết lộ cho cậu biết ánh sáng xanh của tia hóa đá lan tỏa với cùng một vận tốc cố định. Đã vậy Chôm còn nảy ra một ý tưởng cho cả bọn làm theo, đó là xếp thành một hàng với khoảng cách đều nhau và đưa tay về phía ánh sáng. Ryusui hiểu ngay vấn đề và đề nghị mọi người đứng với khoảng cách bằng chiếc xe Láp. Chiều dài của chiếc xe Láp là 5 mét. Chôm còn bảo cả bọn khi bị hóa đá từ đầu ngón tay thì lập tức ra hiệu bằng tay còn lại. Khi đó Senku sẽ dựa vào tốc độ hóa đá của từng người và tính ra được kết quả chính xác thời khắc mà tia sáng chạm tới mình. Và tất cả mọi người đều đặt trọn niềm tin vào tư duy khoa học của Senku. Với bộ óc thiên tài chứa đựng vô vàn kiến thức của khoa học, Senku đã lập luận đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ tốc độ lẫn khối lượng, sức cản không khí, gia tốc trọng trường, đến cách ném và hướng ném, và cuối cùng cậu tính ra được con số 1,8 giây. Đó chính là thời gian mà lọ nước hồi sinh được cậu ném lên trời và rơi xuống trúng người cậu. Tuy nhiên đây là một canh bạc vô cùng lớn, cậu không được phép ném sai, nếu sớm thì nước hồi sinh sẽ đổ vào người trước khi bị hóa đá. Còn trễ thì chưa kịp ném thì đã bị hóa đá rồi, cậu cần phải canh đúng thời điểm mà tia hóa đá chạm vào người cậu, đó là sau 4 giây nữa, và lọ nước sẽ được ném ở độ cao 3 mét. Vốn dĩ cậu đã có kinh nghiệm đếm từng giây suốt 3.700 năm, cho nên việc đếm ngược thời gian bị hóa đá một cách chính xác đối với cậu không phải là chuyện khó khăn gì. Chính nhờ kinh nghiệm tuyệt vời này, nên cậu đã hồi sinh thành công sau lần thứ hai bị hóa thành đá. Lúc này cậu đã khẳng định được một điều, đó là hiệu ứng giải trừ của nước hồi sinh thực sự ngăn chặn được quá trình hóa đá. Và phần bị ngập trong nước sẽ không thể bị hóa đá, cho nên nếu nhúng ngón tay như lúc đầu cậu nghĩ thì cậu đã toi mạng rồi. Để có thể thoát được tia hóa đá thì toàn bộ cơ thể đều phải chìm trong nước hồi sinh, nhưng khi đó cơ thể sẽ bị ăn mòn bởi axit và kiểu gì cũng chết. Thế rồi cậu đập tay với từng chiến hữu đã hy sinh, những con người đã tin tưởng và trao trọn niềm tin của mình vào cậu. Cậu tìm đến đầu chó và thử sức đập bể bụng nó, tuy nhiên đá quá cứng nên cậu đã bị đau. Nghe âm thanh có vẻ lão tể tướng đang đến gần, thế là cậu cố ngụy tạo những bước chân giả để lừa lão ta. Rồi cậu lặng lẽ đi đến chiếc xe Láp của mình để dàn dựng và chờ đợi lão tể tướng. Quay trở lại thời điểm hiện tại, cậu bảo với lão tể tướng rằng trong lúc chờ đợi lão thì cậu có chế ra một công nghệ vô cùng hiện đại, một công nghệ mà cả Google và Toyota đều từng rất muốn để tạo ra. Và đó chính là xe ô tô không người lái. Rồi cậu nhảy lên một sợi dây đã được thiết lập sẵn, sợi dây đã kích hoạt chiếc xe Láp di chuyển đâm sầm vào lão tể tướng. Senku bảo thực chất đây chỉ là công tắc được làm bằng dây, chẳng qua lúc nãy cậu chém gió cho nó ngầu một chút mà thôi. Nói xong cậu vội vã đến nhặt vũ khí hóa đá, tuy nhiên khi nhìn quanh thì cậu lại chẳng thấy lão tể tướng ở đâu. Thấy không ổn nên cậu định khởi động vũ khí thì bất ngờ cậu bị lão dùng móng đâm bị thương. Đây cũng chính là thứ mà lão đã làm với Jinzo trước đây. Lão còn đá thêm cho cậu một cú nằm thẳng cẳng và vũ khí hóa đá lại tiếp tục trở về tay của lão. Lão vốn là một kẻ rất thận trọng nên đã chuẩn bị một bộ giáp bảo vệ bên trong để đối phó với mấy trò ma thuật này.
Trong lúc lão đang luyên thuyên thì Senku đã bỏ chạy mất. Lão đuổi theo cậu thì thấy có điều gì đó không ổn. Lão nghĩ cậu cố tình dụ lão đuổi theo ở nơi vướng nhiều cây cối, vì như thế sẽ khiến lão gặp khó khăn khi ném vũ khí hóa đá lên trời. Bỗng có hai lọ axit ném thẳng vào người lão. Lão thiết nghĩ có khi mục đích của Senku chỉ là đang cố giăng bẫy lão mà thôi. Lão cho rằng một người ngoài đảo như Senku sẽ không thể nắm rõ địa hình ở đây bằng lão được, nên kẻ giăng bẫy ở đây là lão chứ không phải cậu. Và giờ lão sẽ giả vờ như bị dẫn dụ rồi dồn cậu ra chỗ thông thoáng nữa là xong. Cuối cùng Senku đã bị dồn tới vách đá cạnh bờ biển, cũng là địa điểm mà cậu cùng mọi người sử dụng làm chiến trường cướp vũ khí hóa đá trước kia. Sau đó cậu dùng cái loa rồi bảo với lão tể tướng đây chính là vũ khí từng bắn thủng tay của lão. Nhưng lão bảo cậu chỉ đang dóc tổ mà thôi, vì lão đã quan sát rất kỹ thứ vũ khí đó rồi. Cho nên thứ mà Senku đang cầm không phải công cụ đó. Với lại nếu là vũ khí tấn công tầm xa thì Senku đã dùng từ lâu rồi. Và lão cũng không ngu ngốc đến mức tiếp cận một kẻ dùng ma thuật như Senku. Rồi lão hỏi tên của cậu là gì, cậu hiểu ngay mục đích của lão là để câu giờ nhằm ước lượng khoảng cách đến mục tiêu. Rồi lão sử dụng vũ khí với phạm vi 5m và 5 giây. Senku cũng trả lời câu hỏi của lão rằng cậu tên là Ishigami Senku. Nhưng khi lão ném vũ khí hóa đá lên trời, thì bỗng lão nghe được một âm thanh xé gió rất kỳ lạ. Lão liền nhớ lại vụ nghe lén lúc trước, rằng nơi vách đá này chính là địa điểm mà phe trùm đầu đã lựa chọn làm chiến trường. Và mấy lọ axit mà Senku đã ném vào lão lúc nãy chỉ là con bài đánh lạc hướng của cậu nhằm ném nước hồi sinh vào Ryusui. Ryusui đã nhận ra tình hình ngay sau khi hồi sinh và cậu sử dụng chiếc bông tai của gã mô để nghe thông điệp từ Senku. Senku bảo rằng lần liên lạc tiếp theo của cậu chính là tín hiệu hành động. Và giờ đây chính là lần liên lạc đó. Chiếc drone mà cả bọn dày công thực hiện bấy lâu cuối cùng cũng đã có đất dụng võ. Với tài năng điều khiển bá đạo của mình, Ryusui đã quấn thành công Medusa từ trên không trung, giờ hai bên sẽ thực hiện màn kéo co trong truyền thuyết. Dù sợi dây bị đứt nhưng lão vẫn nhanh trí dùng chiếc khăn của mình quấn vào drone. Senku phải hợp sức cùng với Ryusui để kéo, nhưng một kẻ từng là chiến binh như lão thì cả hai không phải là đối thủ. Tuy nhiên lão vốn rất thận trọng, lão biết rõ đây không chỉ là một cuộc đọ sức mà còn là một cuộc đấu trí, nên lão biết kiểu gì Senku cũng sẽ thả tay ra khỏi sợi dây. Và đúng như lão nghĩ, Senku đã đếm đúng thời khắc và buông tay, vì Senku rất tự tin rằng ở khoản đếm thì cậu không bao giờ sai được. Nhưng lão đã cao tay hơn cậu một bước, lão đã dùng cái mũ của mình và ném thẳng vào vũ khí hóa đá. Đây cũng chính là thời khắc mà vũ khí được kích hoạt. Nếu Senku tự tin ở khoản đếm, thì lão lại tự tin ở khoản ước lượng khoảng cách. Và giờ lão sẽ dạy cho cậu một bài học cuối cùng, đó là những kẻ luôn nghĩ rằng mình thông minh thì sẽ càng dễ bị mắc lừa. Bỗng bức tượng của Ryusui lao thẳng vào lão rồi vỡ tung khiến lão có hơi bất ngờ. Vì đã có được vũ khí hóa đá trong tay nên lão nghĩ mình là người chiến thắng. Nhưng chợt lão thấy chiếc bông tai cũng được gắn vào đây. Lão nhận ra Ryusui chính là người đã gắn nó, còn Senku thì lúc này vẫn an toàn. Cậu bình tĩnh và nói qua chiếc loa rằng, đúng như lão đã nói, kẻ luôn nghĩ rằng mình thông minh thì sẽ càng dễ bị mắc lừa. Những lời lẽ của cậu đã được truyền đến chiếc bông tai. 5m, 1s. Senku đã kích hoạt thành công Medusa, thế là lão tể tướng Ibara đã chính thức bị hóa thành đá. Điều đó cũng đồng nghĩa Senku là người đã giành chiến thắng, là người cuối cùng còn sót lại trên hòn đảo này và là đại tướng của Vương quốc khoa học. Cậu nhìn ngắm bầu trời của buổi chiều hoàng hôn, cậu bồi hồi nhớ lại thời khắc mà cậu hồi sinh, khi đó cậu chỉ có một mình, và giờ đây cũng như thế, lại tiếp tục chỉ có một mình cậu. Nhưng đột nhiên chiếc chuông điện thoại reo lên, bên kia đầu dây là giọng nói của Yuji và mọi người, họ hỏi thăm tình hình bên cậu có ổn không. Cậu thầm nghĩ lần này không giống như thế, vì lần này cậu không hề đơn độc. Người đầu tiên mà Senku hồi sinh chính là Chom, thấy Senku thì Chom mừng rỡ ra mặt vì điều này đồng nghĩa với việc Vương quốc khoa học đã giành chiến thắng. Và cũng nhờ có kế hoạch tuyệt vời của Chom nên Senku mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Và bộ đôi khoa học sẽ cùng nhau chế tạo nước hồi sinh để cứu từng người. Tuy nhiên để có sức làm việc thì cần phải lấp đầy cái bụng trước đã, nhưng cả hai chẳng biết kiếm thức ăn ở đâu ra. Thế là hai thanh niên quyết định hồi sinh Amaryllis, vì cô là người dân bản địa thì nguồn lương thực hẳn sẽ rất dồi dào. Lương thực đã dồi dào nhưng vì thế nên nó cũng rất nặng. Thế là hai thanh niên quyết định hồi sinh Taiju, chiến binh khỏe nhất của Vương quốc khoa học. Tuy nguồn lương thực đã có và được đưa về, nhưng cả bọn lại gặp một chút trở ngại trong việc chế biến. Thế là hai thanh niên quyết định hồi sinh đầu bếp số 1 vũ trụ Francois, và lúc này cả bọn đã có thể cùng nhau lấp đầy cái bụng đói của mình. Senku tiết lộ phía Yuji có gọi điện đến hỏi thăm nhưng vì hết pin nên đã bị ngắt kết nối. Chom cho rằng Yuji không phải kiểu người gọi cho chúng ta chỉ để trấn an bản thân, vì cô ấy đã chịu đựng suốt 18 năm vì lợi ích chung của mọi người.
Thấy sự thấu hiểu của Chom khiến Amaryllis nghĩ người tên Yuji đó hẳn là người yêu hay bạn gái cũ của cậu. Nhưng Francois bảo đó là vợ cũ của Senku. Nghe điều này khiến Taiju bất ngờ ra mặt vì thằng bạn của mình cưới vợ lúc nào mà không mời thiệp. Nhưng Senku bảo cuộc hôn nhân đó chỉ diễn ra có 3 phút mà thôi vì cậu đã lập tức ly hôn với cô ấy ngay sau đó rồi. Nghe cái vụ 3 chấm này khiến Amaryllis không hiểu mối quan hệ của Senku và Chom với Yuji là như thế nào. Tuy nhiên, điều đáng bận tâm nhất lúc này là cần phải liên lạc lại với Yuji xem có chuyện gì. Cả bọn lên tàu để sử dụng thiết bị liên lạc trên đây, nhưng các thiết bị đều bị tụi địch đập nát bấy hết cả rồi. Việc dọn dẹp sẽ mất thời gian nên Francois lập tức đi dọn dẹp nhà bếp nơi cô phụ trách. Quả thật Francois đúng là một con người rất tháo vát và được việc. Senku sau đó hồi sinh ông Kaseki và mọi người để cùng nhau sửa chữa lại tàu. Taiju nhảy xuống biển tìm tượng của cảnh sát Zo thì thấy có cả tượng của Kirisame nữa, nên cậu sẵn tiện mang lên tàu luôn. Vì là kẻ địch nên cả bọn rất băn khoăn không biết có nên hồi sinh cô hay không, còn Magma thì không suy nghĩ nhiều mà đòi đập bể luôn không một chút do dự. Nhưng Senku cũng chẳng kém cạnh là bao, cậu liền hồi sinh cô ngay lập tức mà chẳng hó hé với ai câu nào. Vốn dĩ cậu hiểu rõ cô chỉ bị lão tể tướng lừa phỉnh chứ không có xấu xa gì. Kirisame biết Senku ưu tiên hồi sinh cô là vì muốn hỏi cô điều gì đó. Và điều Senku muốn hỏi là những bức tượng ở hậu cung được vứt ở đâu. Thế là cả bọn đã có thể tìm được Jinzo và hồi sinh cho cậu. Những vết thương do lão tể tướng gây ra cũng đã lành lặn trở lại. Cô Haku của chúng ta cũng đã được hồi sinh trước đó. Jinzo nhìn thấy cô liền nhào tới định ôm vì cậu thấy có hai thứ gì đó rất hấp dẫn. Cũng vì thế mà cậu bị cô đấm cho vài phát văng dính cây. Cô Haku sau đó quay sang Senku và ôm chầm lấy cậu. Vì vụ ôm hôn chụt chụt hôm trước của cả hai, nên tới giờ Kirisame vẫn cứ tưởng cả hai là một cặp. Còn Amaryllis thì hiểu rằng cái ôm này không phải là như vậy. Sau tất cả thì cả bọn cùng nhau quẩy nhiệt tình để ăn mừng cho chiến thắng. Đầu chó và Magma thi vật tay xem thằng nào mạnh hơn. Còn Jinzo thì thêm mắm dặm muối vào chiến công của mình để lấy le với mấy cô gái. Trong khi đó, đội khoa học lại đang mừng rỡ vì đã sửa được thiết bị liên lạc. Cuộc gọi đã được thực hiện đến phía của Yuji, nhưng đang nói chuyện thì đột nhiên có một tín hiệu kỳ lạ phát ra. Cả bọn chợt nghĩ có khi nào là do Wildman. Nhưng lần này thứ cả bọn nghe lại không phải mã Morse mà là tiếng của con người, trong đó nói rằng 12 triệu 800 ngàn mét vào một giây. Cô Haku nhanh chân mang thiết bị hóa đá ra xa để tránh nó bị kích hoạt. Và con số siêu to khổng lồ này chính là đường kính của trái đất. Nhưng Ukyo cho rằng vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, vì giọng nói mà cậu nghe thấy giống hệt với tiếng của Senku. Thông tin này bắt đầu gây xôn xao dư luận và được bàn tán sôi nổi. Có người còn cho rằng đó là anh em sinh đôi hoặc là người song trùng với Senku nữa. Tuy nhiên âm thanh sau đó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Ukyo càng nghe thì càng khẳng định nó giống hệt với tiếng của Senku. Cuối cùng cậu đi đến kết luận rằng âm thanh này chính là giọng nói tổng hợp, tương tự như Vocaloid. Cả bọn ngạc nhiên tột độ nhất là Gen, vì đây là thời kỳ đồ đá thì làm sao mà tạo ra được âm thanh đó. Nhưng thuyền trưởng của chúng ta cho rằng thứ nên hỏi không phải là làm sao mà là tại sao, vì thực tế nó đã xảy ra rồi. Cho nên trước tiên chúng ta sẽ hỏi tại sao giọng nói tổng hợp lại liên lạc với chúng ta, tiếp đến là kẻ nào đã làm nó và kẻ đó hiện đang ở đâu. Thế rồi cả bọn cùng nhau đâm đầu vào suy luận để giải mã cái vụ này. Chợt Chom hỏi Senku có phải giọng của cậu đã làm lão tể tướng hóa đá đúng không, vì Chom nghĩ có khi vụ bắt trước là từ lúc đó. Ông Kaseki cũng thắc mắc sao vũ khí hóa đá lại có ở trên đảo này. Soju nhìn vào bản thiết kế của vũ khí hóa đá thì anh chợt nhớ ra hình như có biết điều gì đó và nói cho cả bọn. Cô Haku cùng Kirisame sau đó luyện tập chiến đấu với nhau vì nhiệm vụ của đội chiến binh là phải rèn luyện cho trận chiến với Wildman sắp tới. Kirisame cảm thấy sức mạnh của cô Haku lần này khác xa với lần trước nên cô nghĩ cô Haku đã giấu nghề. Nhưng cô Haku bảo không phải, chỉ vì cái váy cô mặc hôm trước quá vướng víu mà thôi. Jinzo nghe trận chiến sắp tới liền khóc lóc mà bỏ chạy vì cậu không muốn bị bay màu thêm lần nào nữa. Sau khi nghe Soju thì cả bọn quyết định hồi sinh bức tượng bí ẩn mà Taiju đã mang về lúc trước vì phần cánh tay bị đứt của người này có ký hiệu rất giống biểu tượng của thiết bị hóa đá. Sau đó người này đã được hồi sinh, đó là một anh chàng tóc dài có biểu tượng mặt trăng trên trán. Senku nhận thấy mảnh đá vỡ của anh ta mỏng hơn so với của mọi người, rất có thể anh ta là người dân ở đây mấy trăm năm trước. Bỗng Jinzo bị Kohaku và Kirisame đuổi chạy ngang qua, anh chàng nhìn thấy Jinzo rất giống với chủ nhân của mình. Thế là anh ta bay vào đánh hai cô gái trong một nốt nhạc để cứu Jinzo. Sau đó anh đến xin lỗi chủ nhân vì anh đã bị kẻ thù hóa đá mà không thể bảo vệ chủ nhân được. Biết bị nhầm lẫn nên Jinzo giải thích cho anh ta hiểu, còn bảo có khi cậu là hậu duệ của người chủ nhân đó không chừng, nên kêu anh ta bây giờ chuyển sang phục tùng cậu luôn cũng được, khiến cả bọn cảm thấy thằng này hèn hạ ngoài sức tưởng tượng. Jinzo còn lợi dụng sự tín nhiệm để nhờ anh ta kể về lịch sử của thiết bị hóa đá nữa chứ. Tuy Jinzo có hèn hạ nhưng cũng được việc ra phết phải không anh em. Thế là anh ta đành kể cho cả bọn nghe, anh ta tên là Matsukaze,
chúng ta sẽ tạm gọi tắt là Masu nhé. Masu bảo hòn đảo này vốn rất yên bình cho đến khi nó xuất hiện, rất nhiều thứ thiết bị này đã rơi xuống từ tuốt trên trời. Nắm được thông tin bổ ích nên Senku quyết định sẽ bắt tay luôn vào việc và chạy đi mất, khiến cho cả bọn toát cả mồ hôi vì Senku không định nghe hết câu chuyện. Senku lấy ra cái đĩa đồng hình Parabol, đây chính là thứ mà cậu từng sử dụng để chống lại bè lũ Tsukasa lúc trước. Cậu dùng nó để chế ra một cái anten nhằm truy ra sóng của Wildman. Tuy nhiên khi quan sát thì độ dài đường cơ sở của các phép đo quá ngắn chẳng khác biệt là mấy, nên Ukyo nghĩ Wildman không ở trên mặt đất hay thậm chí là bầu khí quyển. Sau mấy tiếng truy lùng tung tích thì Senku quyết định công bố kết quả vào bữa ăn tối. Cậu bảo nguồn phát tín hiệu của kẻ địch cách mấy trăm nghìn km ở trên trời. Hay nói cách khác thì Wildman đang ở trên mặt trăng. Nghe điều này khiến cả bọn ngơ ngác ra mặt. Gen bắt đầu lo lắng vì thứ điên rồ mà cậu đang nghĩ, hẳn cũng chính là thứ mà Senku sắp nói. Và thứ Senku nói đó là, chúng ta sẽ cùng lên mặt trăng. Cả bọn bắt đầu hoang mang với ý tưởng của Senku, vì ở thời kỳ đồ đá như thế này thì làm thế quái nào mà lên mặt trăng cho được. Nhưng Senku bảo cũng vẫn giống như mọi khi, chúng ta sẽ từ từ làm từng bước một. Cả bọn vẫn chẳng thấy giống một chút nào, vì vụ lần này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhưng giờ đã biết kẻ địch ở đâu, nên Kohaku không muốn cả bọn phải buông xuôi mà chờ đợi để rồi bị chúng tiêu diệt. Tên lửa vốn là chuyên môn của Senku, và cậu sẽ thực hiện dự án bằng cách thu thập nguyên liệu từ khắp nơi trên trái đất. Công cuộc chinh phục mặt trăng sẽ bắt đầu từ giây phút này. Những người dân trên đảo đều đang dần được giải thoát khỏi lớp đá bằng nước hồi sinh. Masu nhìn thấy hiện tượng này mà không khỏi bất ngờ. Anh ước phải chi lúc các thiết bị hóa đá rơi xuống mà có thứ này thì hay biết mấy. Cả bọn hỏi anh không còn thiết bị hóa đá nào khác nữa à? Anh bảo chủ nhân đã cho phá hủy hết tất cả rồi, chỉ còn lại một cái trong tay bọn cướp, và cái mà Kohaku đang giữ cũng là cái cuối cùng đó. Dù mọi người trong làng đều đang dần được hồi sinh, thậm chí bao gồm cả tụi lính láp của phe địch, tuy nhiên vẫn có một người vô cùng quan trọng mà cả bọn lại không thể hồi sinh được. Người đó chính là thủ lĩnh, cha của anh chàng Soju, vì mảnh đá trên mặt ông đã không còn nguyên vẹn. Và bắt đầu từ giây phút này, Kirisame cùng bè lũ đầu chó đã tôn Soju lên làm thủ lĩnh mới. Họ còn bày tỏ sự mừng rỡ khi thấy anh vẫn mạnh khỏe trở về sau suốt 20 năm trời dài đằng đẵng. Cuối cùng cũng đã đến lúc cả bọn cần phải rời đi, nhưng trước đó Senku vẫn còn một điều nữa muốn thực hiện, đó là biến cả hòn đảo này trở thành một nước đồng minh của Vương quốc khoa học và khiến cho họ phải phụ giúp thật nhiệt tình. Cả bọn bắt đầu cảm thấy hoang mang khi khuôn mặt gian xảo của Senku lại xuất hiện. Senku bảo để có thể lên mặt trăng thì cần rất nhiều nhân lực, nhưng cha của Kohaku nghĩ để cai trị được một nơi thì không dễ dàng cho lắm. Vì người dân trên đảo chỉ mới vừa thoát khỏi ách thống trị của lão tể tướng, rất hiếm người có thể nghiêm túc và chăm chỉ được như Kinzo. Senku liền nói không phải là cai trị, mà là để họ tự nguyện trở thành đồng minh của chúng ta. Nghe thế Soju lên tiếng bảo vụ này cứ giao cho anh, vì cha của anh đã làm nhiệm vụ đoàn kết mọi người suốt ngần ấy năm. Và bây giờ chính là lúc thích hợp để anh kế thừa nhiệm vụ đó từ ông ấy. Rồi Senku lấy ra bản thiết kế sóng điện và bảo sẽ giao phó nó cho anh. Sau đó anh đến gặp những người dân và mượn sức mạnh của họ để giúp làm bản thiết kế này. Tất cả mọi người đều đồng ý và làm việc rất nhiệt tình. Với sự phối hợp ăn ý cùng các thành viên của Vương quốc khoa học, cuối cùng cả bọn cũng đã hoàn thành bản thiết kế một cách trơn tru. Bỗng Chôm thắc mắc Senku đâu mất tiêu mà không thấy. Vào buổi tối Chôm đi đến chiếc xe láp và phát hiện Senku đang bí mật làm thứ gì đó ở đây. Do lao lực quá nhiều nên Senku lúc này trông như một ông lão 190 tuổi. Sau khi xơi hết sạch lọ nước thì Senku đã hồi xuân trở lại. Cậu bảo với Chôm thứ màu trắng này là zeolite, nó giống như một chất hút ẩm. Nó cũng là lý do mà lúc nãy cậu khô héo quắc cần câu như ông già. Chợt Chôm nhìn thấy có cả thuốc súng, muối và sắt ở đây nữa. Senku nói đây chính là ma thuật ngọn lửa của Chôm ngày trước và cậu sẽ làm một màn trình diễn cho người dân trên đảo chiêm ngưỡng. Gen núp ở ngoài và đã nghe thấy tất cả, thế rồi Gen quyết định sẽ tham gia cái phi vụ này. Chợt Gen gặp Francois cũng ở đây, thế rồi Francois cũng quyết định sẽ tham gia cùng cậu, mặc dù cậu vẫn chưa hó hé một câu nào với cô. Quả thật Francois rất có tài năng trong việc nắm bắt tình hình. Hôm sau Kirisame được đưa ra ngoài khơi để kiểm tra thiết bị liên lạc vừa được hoàn thành và lời nói của cô đã truyền thành công đến phía những người trên đảo. Cả phía của cô cũng nghe rất rõ lời nói từ họ, điều này khiến cho những người dân trên đảo vô cùng thích thú với khoa học. Buổi tối lại đến rất nhanh, cả hòn đảo cùng nhau tụ họp trên bãi biển để thưởng thức những món ăn đỉnh cao mà Francois chuẩn bị. Ngoài ra Gen cũng có làm kẹo bông gòn vô cùng ngọt ngào để phục vụ cho mọi người nữa. Ai nấy đều rất thích thú với các món ăn thịnh soạn này, bởi lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà họ được thưởng thức những món ngon như thế. Senku nghe tiếng ồn nên cũng mò đến và phát hiện mọi người đang tập trung náo nhiệt. Cậu nhận ra ngay điều này là do Gen đã nghe lén cậu tối qua. Bỗng Soju bảo có chuyện cần nói với Senku. Anh nói mình đã quyết định ở lại hòn đảo này và sẽ gây dựng nó lại từ đầu. Senku đáp rằng nếu như đây là quyết định của anh thì cậu hoàn toàn đồng ý.
Soju còn bảo anh đã nhớ rất kỹ quy trình làm nước hồi sinh, dù có hơi lâu nhưng anh đảm bảo sẽ hồi sinh toàn bộ những người dân bị hóa đá với tư cách là thủ lĩnh. Gen không ngờ thứ phức tạp như thế mà anh cũng nhớ cho được. Vì mối đe dọa là White Man còn rất bí ẩn và nguy hiểm, nên Soju đề xuất Kirisame đi cùng với nhóm của Senku, vì một chiến binh mạnh mẽ như cô hẳn sẽ rất hữu ích cho họ về sau. Đây có thể được xem như sứ mệnh mà thủ lĩnh giao phó, nên Kirisame tuân lệnh và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Jinzo cũng được nước lấn tới, cho rằng Matsu rất mạnh nên kêu Matsu hãy đi theo làm hộ vệ cho cậu, vì phục tùng cậu chẳng khác nào như phục tùng chủ nhân của anh. Và anh cũng tuân lệnh một cách rất dứt khoát. Cả bọn đánh giá Jinzo với Soju tuy nhìn thì giống nhau, nhưng mục đích thì khác nhau hoàn toàn. Một người thì vì lợi ích của tập thể, còn một thằng thì vì lợi ích của cá nhân. Bỗng nhiên tất cả các đèn đều được tắt đi, tiếng nói của Chom từ trong những cái loa vang lên, cậu cho rằng đây chính là ma thuật lửa cấp độ cao nhất. Ông Kaseki bắt đầu khởi động công tắc, những luồng sáng bỗng bay thẳng lên trời và nổ tung thành những đốm sáng lan rộng. Các người dân trên đảo khi chứng kiến điều này như chết lặng đi, ai nấy cũng đều bất động mà ngắm nhìn, bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ họ chưa từng thấy thứ gì đẹp như thế này. Và thứ tuyệt đẹp này ở thời hiện đại được gọi với cái tên là pháo hoa. Những người hiện đại của chúng ta thì vô cùng xúc động vì không ngờ lại có ngày được nhìn ngắm pháo hoa thêm một lần nữa. Gen bảo pháo hoa ở thời hiện đại còn được xem như là ngọn lửa tiễn biệt, mang ý nghĩa cầu siêu và bày tỏ sự tôn kính đối với những người đã mất. Và cậu nghĩ Senku hẳn là muốn cho Soju chứng kiến nó trên hòn đảo này. Quả thật khi ngắm nhìn nó, Soju đã nhớ về người cha đã mất của mình. Tuy nhiên không chỉ mỗi Soju, ngay cả Senku cũng như thế, cậu cũng nhớ về cha. Về lần được ông dẫn đi xem pháo hoa, nhưng thay vì khen pháo hoa đẹp, thì cậu lại phân tích về thành phần cấu tạo hay tính đường kính của nó, khiến cho cha cậu có vẻ hơi bực, vì rõ ràng đây đâu phải cách mà một đứa trẻ học mẫu giáo ngắm pháo hoa. Rồi ông nói với con trai mình rằng, để có thể làm ra pháo hoa thì cần có rất nhiều nghệ nhân, họ đã làm việc trong nhiều ngày mới có thể thắp sáng cả bầu trời tuyệt đẹp như thế. Phát minh mang tên thuốc súng đã đọng lại trong trái tim nhiều người theo cách này, và nó trở thành hy vọng cho tương lai. Pháo hoa chính là như thế đó. Khi cuộc vui đã tàn, Senku lặng lẽ ngắm nhìn nơi bắt đầu của mọi việc. Kohaku đi tản bộ và cũng đến chỗ này. Senku bảo đây chính là nơi mà nhóm phi hành gia của Byakuza đã đặt chân đến mấy nghìn năm trước. Khi đó trên đảo không có một ai khác ngoài họ. Đây chính là nơi khởi đầu của thế giới mới, nhưng giờ đây họ chỉ còn là những mảnh đá vụn. Kohaku nhảy lên cái cây và đến chỗ dương kho báu. Cô nói không phải như thế, đúng là cô hay cậu cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi. Nhưng ý chí của chúng ta sẽ được thế hệ sau kế thừa và nó sẽ lại tiếp tục được kéo dài đến các thế hệ tiếp theo. Và cô bảo điều này chính là khoa học như cách mà Senku đã luôn dạy cho cô. Ông Byakuza và đồng đội tuy đã bay màu, nhưng họ cũng đã để lại ý chí cho chúng ta kế thừa. Hòn đảo này thật sự đúng là đảo kho báu. Cuối cùng con tàu Perseus cũng đã ra khơi thêm một lần nữa. Và một lần nữa những cái vẫy tay thấm đẫm nước mắt chào tạm biệt được giơ lên. Tuy nhiên Senku cho rằng đã có sóng vô tuyến thì đây không phải là một cuộc chia ly mãi mãi. Dù cách xa thế nào đi nữa thì làn sóng khoa học vẫn kết nối chúng ta với nhau. Ryusui bảo cậu muốn có một con tàu vũ trụ vô cùng xịn sò để đi lên mặt trăng. Nhưng con tàu hiện đại của Byakuza ngày xưa cũng chỉ chở được có 3 người. Cho nên số người lên mặt trăng sẽ rất hạn chế. Người đầu tiên Senku cần là phi công lái tàu vũ trụ. Và gã đó kiểu gì cũng là thuyền trưởng Ryusui nhà ta rồi. Người kế tiếp Senku muốn là người hiểu biết về khoa học nhất. Và trong đầu mọi người lúc này đều cùng nghĩ đến tên của một người. Và người đó chính là Senku chứ còn ai vào đây nữa. Gen cảm thấy không nói thẳng tên mình như thế quả thật đúng là tính cách của Senku. Vì đối thủ là kẻ chưa rõ thực lực mạnh yếu thế nào, nên người cuối cùng hẳn phải là người mạnh nhất. Magma cho rằng để lựa ra kẻ mạnh nhất thì cần phải tổ chức cuộc thi đập nhau, nhưng Senku bảo không cần thiết vì ứng cử viên mạnh nhất đã quá rõ ràng rồi. Cuối cùng cả bọn cũng đã quay trở về quê hương yêu dấu, mọi người nhìn thấy đều rất vui mừng mà chào đón cả bọn. Phóng viên Minami thắc mắc mấy vết nứt trên mặt cả bọn đâu mất tiêu hết rồi. Chom vội vã lấy ra chiến lợi phẩm vũ khí hóa đá khoe với mọi người. Và khi có thứ này thì thành viên thứ 3 trên chuyến tàu vũ trụ sẽ được đánh thức. Sinh vật được mệnh danh là vô địch chiến thần, kẻ mạnh nhất của thế giới đá, Shishio Tsukasa. Nghe tin anh trai mình sắp được cứu khiến Mirai vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên Senku bảo đây vẫn là một vụ đánh cược. Trực giác của thủy thủ đã mách bảo cho Ryusui hiểu ngay ý của Senku. Cậu nhận ra sau khi bị lão tể tướng đâm bị thương. Nhưng Senku vẫn không dùng vũ khí hóa đá để chữa trị cho bản thân. Bằng chứng là vết nứt trên trán của cậu vẫn còn đó. Và lý do của điều này chính là để nhường cho Tsukasa, bởi vì thiết bị hóa đá sắp hết pin rồi. Nghe hết pin làm cả bọn vô cùng sửng sốt, vì không ngờ thứ đó mà cũng xài pin. Senku bảo vẫn không chắc lắm vì cậu chưa tháo nó ra để nghiên cứu bao giờ. Nhưng trên đời này chẳng có một thứ gì mà không sử dụng năng lượng cả. Senku còn nói lúc hóa đá lão tể tướng thì cậu đã chỉ định phạm vi là 5m, tuy nhiên trên thực tế nó chỉ có 1m mà thôi. Kirisame ngạc nhiên vì trước kia cô xài chưa từng bị như thế lần nào.
chợt cô nhớ tới lời dặn của thủ lĩnh ngày xưa rằng không được lạm dụng tia sáng hóa đá ở quy mô lớn. Cô ngấm ngầm nhận ra có lẽ đúng là nó đang cạn kiệt năng lượng. Cả bọn sau đó đã đến chỗ tủ đông của Tsukasa. Mirai đặt thiết bị hóa đá vào trong lòng bàn tay của anh trai. Bỗng Taiju đè chặt bàn tay của cô bé vào tay Tsukasa, bảo cô bé hãy nắm chặt lấy tay của anh mình. Kohaku nghĩ khi ấn mạnh nó biết đâu sẽ tăng hiệu quả thành công hơn. Tuy nhiên Senku nghĩ điều này chỉ là để tự an ủi mà thôi. Dù nói thế nhưng Senku vẫn đặt tay lên cùng mọi người, vì có là một chút an ủi thì cũng là một điều tốt. Sau đó cả Gen và Chung cũng đến nhập bọn, khiến cho Mirai rất vui trong lòng. Và mọi người đều đồng lòng hô vang 1 mét và 1 giây. Thiết bị hóa đá đã được kích hoạt thành công và hóa đá Tsukasa, nước hồi sinh cũng lập tức được đổ lên ngay sau đó. Và chiến binh mạnh nhất của thế giới đá đã được hồi sinh. Mirai hội ngộ với anh trai mình trong cơn xúc động thấm đẫm nước mắt. Sau đó là đến cô bé phóng viên Minami, một fan cứng cuồng nhiệt của Tsukasa. Và cuối cùng là với Senku, một chiến hữu của cậu ở thế giới đá. Dù chỉ mới vừa hồi sinh nhưng Tsukasa đã vội hỏi Senku tình hình hiện tại thế nào rồi. Tuy Tsukasa là một người rất điềm tĩnh, nhưng sau khi nghe Senku bảo cả hai sẽ cùng đi lên mặt trăng, thì một người điềm tĩnh như cậu cũng bị sốc như bao người khác. Dù thế nhưng Tsukasa vẫn nắm bắt tình hình rất nhanh, cậu biết rõ số lượng người lên mặt trăng rất hạn chế, và Senku thì lại cần một chiến binh mạnh mẽ nên mới phải hồi sinh cậu. Senku khẳng định 10 tỷ% đúng như những gì Tsukasa nói, bởi lẽ cậu cũng đã ngán ngẩm cái bản mặt của Tsukasa lắm rồi. Jinzo liền vội vã đến chọc ghẹo Senku, vì biết Senku chỉ đang cố ra vẻ mà thôi. Nếu cần một chiến binh mạnh thì đã chọn Matsu rồi chứ rãnh đâu hồi sinh Tsukasa. Cả bọn ai nấy cũng đều tức điên mà muốn đấm cho thằng này bể mặt. Matsu cảm nhận được sức mạnh của Tsukasa chỉ qua một ánh nhìn. Anh cho rằng Tsukasa là một chiến binh xuất sắc đã được rèn luyện đến cực hạn. Thế rồi anh đề nghị được đọ sức với Tsukasa sau khi cậu hồi phục sức khỏe. Nhưng Tsukasa bảo cứ làm luôn bây giờ cũng được. Và Matsu bị Tsukasa đánh bại trong một nốt nhạc. Chứng kiến hộ vệ mình bị hạ gục khiến Jinzo suy sụp luôn cả tinh thần. Tuy chiến thắng dễ dàng, nhưng Tsukasa lại cho rằng Matsu rất mạnh. Nếu được lĩnh hội võ thuật hiện đại thì sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều. Cảnh sát Zô thiết nghĩ nếu Tsukasa mà nổi điên đòi giết Senku hay làm việc xấu gì khác, thì bố đây sẽ dùng cây súng này bắn bể mặt chú mày. Tuy nói thì rất mạnh miệng, nhưng cái tay thì lại run như cầy sấy. Sau đó Tsukasa tạ lỗi với mọi người về vụ đập phá tượng đá trước đây, cho nên giờ cậu không còn mặt mũi để mà mang danh chiến binh của Vương quốc khoa học. Nhưng Senku lại chẳng buồn để tâm tới chuyện này mà dễ dàng cho qua, vì việc mà cả bọn cần bận tâm hiện giờ là vận mệnh của nhân loại. Cần phải đánh bại kẻ thù White Man để giải mã bí ẩn hóa đá, khi đó Senku cũng có thể xóa bỏ mấy cái vết nứt trên trán của mình. Gen liền lên tiếng bảo nếu chỉ mỗi Senku còn vết nứt thì có hơi bất công, cho nên cậu đã vẽ lại vết nứt cũ của mình lên mặt. Vì cậu muốn lúc mà vết nứt biến mất phải là khi chiến thắng nguồn gốc của vụ hóa đá này. Ý tưởng của Gen khiến cho cả bọn rất thích thú, thế là đứa nào đứa nấy đều tái hiện lại những vết nứt xưa kia của mình. Gen sau đó còn rủ dê Tsukasa làm theo với một lời đề nghị mà Tsukasa không thể nào từ chối được. Và Tsukasa đã chính thức trở thành đồng minh của Vương quốc khoa học. Senku bảo để có thể tạo ra tàu vũ trụ thì cần rất nhiều nguyên liệu, nhưng Nhật Bản lại không thể đáp ứng đủ, nên chúng ta cần phải đi chu du khắp nơi trên thế giới để thu thập. Và nhắc đến nguyên liệu thì Chom chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chuyến hành trình này. Tsukasa bảo Gen từng phản bội cậu, nên cậu đã từng nghĩ sai lầm lớn nhất của mình là hồi sinh Gen. Tuy nhiên bây giờ cậu lại thấy rất mừng vì có Gen ở đây. Bộ đôi nghệ nhân Kaseki và Juzuriha được Senku giao nhiệm vụ làm bản đồ mô hình lộ trình, và cả hai đã làm nó với tất cả sự tâm huyết của những người nghệ nhân thực thụ, khiến cho cả bọn lác hết cả mắt khi chứng kiến thành quả mà họ đã làm. Đó là một mô hình địa cầu vô cùng hoành tráng. Senku không ngờ hai người họ lại làm lố tới mức này. Vì đi vòng quanh thế giới để thu thập nguyên liệu, nên Senku cho rằng chỉ vài chục người trên tàu Perseus thì sẽ không đủ. Do đó, cậu sẽ hồi sinh tượng đá và xây dựng thành phố mới ở khắp mọi nơi trên trái đất, rồi tập hợp những thành quả từ các thành phố lại với nhau, thì khi đó ngay cả trái đất cũng có thể cất cánh mà bay được. Tuy nhiên, Ukio lại lo ngại nếu hồi sinh ở nhiều nơi như thế, thì con số giới hạn của một tổ chức mà Gen đã đưa ra trước kia sẽ dễ dàng vượt qua. Thậm chí trong số những người hồi sinh cũng có lẫn những kẻ xấu, nhưng Tsukasa bảo cả bọn cứ yên tâm sẽ không có kẻ nào làm loạn. Vốn dĩ sức mạnh của Tsukasa rất nổi tiếng ở thế giới cũ, nếu ai đó không biết về cậu thì sớm muộn cũng sẽ biết mà thôi, nên cả bọn đành tin tưởng vào cậu. Senku dự định sẽ đi vòng quanh thế giới từ hướng đông, và khoảng cách để đến đất liền rất chi là xa xôi. Ryusui bảo ai phát hiện ra lục địa đầu tiên thì cậu sẽ thưởng 100.000 Drago cho người đó. Nghe tới tiền Drago khiến Tsukasa có hơi thắc mắc, thế là phóng viên Minami vội vã đến đánh trống lãng bảo đó là Doraemon. Vào buổi tối, Minami lôi Ryusui đi nói chuyện riêng. Cô cảnh cáo cậu chớ có dây dưa với Tsukasa, vì ở thế giới cũ cậu là người có tiền và quyền lực, một kiểu người mà Tsukasa cực kỳ ghét.
Thế nên lúc đầu cô mới một mực từ chối hồi sinh cậu, nhưng tự nhiên ngẫm nghĩ lại thời gian ở cạnh cậu bấy lâu thì cô cảm thấy cậu không xấu xa như lời đồn. Ryu Su liền bảo với cô rằng dù cô có căm ghét cậu tới đâu đi nữa thì cậu vẫn sẽ rất yêu quý cô vì cậu thích tất cả phụ nữ trên đời, bao gồm cả đàn ông luôn, tất nhiên sẽ có cả Tsukasa trong đó. Và đối với cậu, tiền không phải để chi phối con người mà là để thống nhất ý chí của họ lại với nhau. Chính việc có thể đoàn kết sức mạnh của tập thể nên con người mới vươn lên trở thành giống loài mạnh nhất. Và khi toàn bộ con người trên trái đất cùng hợp sức và kết hợp với khoa học thì con đường đi lên mặt trăng sẽ không còn xa vời nữa. Tsukasa đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện này và cậu dường như rất hài lòng với Ryu Sui. Để hồi sinh nhân loại trên khắp thế giới thì Senku sẽ cần một lượng cồn rất lớn vì nguyên liệu làm nước hồi sinh chiếm phần lớn là cồn. Và để có thể làm được nhiều cồn thì thành phố đầu tiên mà cậu xây dựng sẽ là thành phố Ngô và địa điểm cần đến chính là châu Mỹ. Do đó cả bọn cần phải nhanh chóng lên đường trước khi mùa đông đến để tránh ngô bị héo hết. Mục tiêu của Senku là làm ngô vàng, loại ngô có năng suất nhất, nó cũng là niềm tự hào của người Mỹ. Ngoài việc làm ra cồn thì ngô còn có thể làm lương thực khi dân số tăng lên đột ngột, một mũi tên trúng cả hai mục tiêu. Bỗng Gen nhắc lại vụ lừa mọi người bằng đĩa thu âm trước đây, cậu cùng Senku và Chom có hứa với nhau sẽ cùng xuống địa ngục với lời nói dối nước Mỹ đã phục hưng. Nhưng có lẽ trước khi cả ba đứa xuống địa ngục thì đã biến lời nói dối này thành sự thật rồi. Và ngay cả bọn lên đường để xây dựng thành phố vòng quanh trái đất đã bắt đầu. Nhưng chuyến đi lần này có vẻ khác so với lần trước, vì những người đi và những người ở lại đều rất vui vẻ và tràn đầy sự phấn khích. Và mục tiêu chung mà họ hướng tới chính là đi lên mặt trăng. Vậy là season 3 đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở season 4 trong thời gian tới nhé!